Ngươi dám tin vào chủ nhân máy móc duy nhất của tông môn, để lại năm đệ tử phế liệu, là tiếp tục ở tông môn hay là chia tài sản? Chạy trốn đã trở thành vấn đề hàng đầu. Chị ơi, tiếp theo phải làm gì? Chia tài sản. Ta nói cho người biết, Tô Cảnh Du, nếu người muốn đi thì tự mình làm hỏng cửa ở đây. Nhìn xem ai trong số họ không có gì giống như bạn. Đến với Lý Đại Hải, bạn nói to cho tôi biết ước mơ của bạn là gì. Nói to cho sư huynh Tô Cẩm Ngư nghe đi. Ước mơ của tôi là vô dụng như đại sư huynh. Làm sao có thể có đệ tử như vậy? Tâm tánh tông của ta sao có thể có người không thành công như vậy? Thủ lĩnh này vừa chết, từng cái một chỉ nghĩ đến việc chia tay. Đại sư tỷ trưởng môn không còn ai dạy chúng ta tu luyện nha. Này, có vẻ như đã đến lúc đưa ra quyết định đó rồi. Quyết định gì? Đã quyết định chia tài sản chưa? Không. Ông chủ đã nói với tôi trước khi chết rằng nếu một ngày nào đó các tín đồ mới của chúng ta phải đối mặt với sự tuyệt chủng, có thể đến núi sau bắt tổ sư ra, giết tất cả kẻ thù. Đây là tín vật liên lạc với tổ sư gia. Chỉ cần thắp sáng anh ta, chúng ta có thể nhìn thấy ông ngoại. Chờ đã, cậu vừa nói gì vậy? Ngôi sao của ta vẫn là tiên nhân tạo ra. Đặc sao một cái tiên nhân tông môn tại sao lại có chúng ta loại này rác rưởi đệ tử? Không phải tất cả đều là rồng phượng sao? Xin mời ông nội xuống phàm. Tổ sư gia có phải là một kiếm tiên không? Thanh áo trắng trọn mặt trăng mà thành lập, đẹp trai nổ tung. Đúng, thực ra tối qua tôi cũng mới biết tâm tính tông của tôi là do tiên nhân tạo ra. Vị tiên nhân kia cũng không để lại bất kỳ ghi chép nào trên đời, ngay cả tông môn cũng không có. Hắn không biết họ gì cả, chỉ có truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác nói rằng nếu một ngày nào đó giáo phái đang trên bờ vực tuyệt chủng, bạn có thể liên hệ với tổ sư bằng phương pháp chữa bệnh. Mặc dù bây giờ chúng ta không gặp nguy hiểm gì, nhưng ngay cả một người thích hợp làm chủ cũng không có. Chúng tôi không có sếp, không ai dạy tôi. Chúng tu luyện rất nhanh sẽ tự nhiên diệt môn. Cũng đến lúc liên lạc với tổ sư rồi. Chị ơi, làm nhanh đi. Có muốn kiếm gỗ đào không? Cậu có ngốc không? Tổ sư ra là bay lên chứ không phải chết rồi. Có khái niệm bay lên không? Mất đi tiên giới rồi. Tác giả tông bồn đại sư tỷ, ta thật mệt mỏi. Đi, ta sẽ đưa các người đi gặp tổ sư gia. Rất nhanh Lâm Thanh Viên mang theo mấy người liền bước lên núi sau. Điều này có thực sự hiệu quả không? Xin tổ sư gia hạ phàm, chuyện này có chút vớ vẩn không? Lâm Thanh Viên không thèm để ý tự đến mình hắn. Đốt một tờ giấy hoàng phố, nó sẽ sớm cháy thôi. Sau một tiếng động lớn, mấy người mở mắt liền đi đến một không gian khác. Trước mắt là một miếng rau, nhưng không thấy bóng người. Chỉ có cổ cầm sinh từ trong một căn nhà tranh truyền ra, như gió mát rửa xào trái tim đơn giản. Trong tiếng đàn ẩn chứa sự tự do lớn. Ngoại trừ ngôi nhà nhỏ, những nơi khác là sương mù trắng, ảo hóa mọi ấn tượng. Như thể là đang diễn dài từng cái một đại sự xoay vòng, không thấy bất kỳ cảnh nào thực tế. Ngôi nhà nhỏ mà tên trộm này nhận được, sương mù tiên này bay lên và biến đổi mọi thứ. Châu tiên nhân trên trời này. Đây không phải là ngư bước lên, ta chờ đệ tử tín tín tông cầu gặp tổ sư gia. Lâu rồi không thấy trả lời, Lâm Thanh Viên lại lớn tiếng kêu gọi tổ sư gia. Xin họ tông Đinh Ninh Nghe Môn, ta chờ đệ tử họ Tân đến xin gặp tổ sư gia. Xin ông nội chỉ cho tôi một con đường sáng. Hỗn độn sơ phân bàn cổ tiên, thái cực hai nhạc bốn pha huyền nữ oa, ác đầu vạn linh xuất phục khi vẽ dư âm dương trước, trăm năm tu hành đao binh họa, ngàn năm mượn tam tấn ngũ dư nhạc, mọi bụi đều biến mất như khói. Chị ơi, điều này có nghĩa là gì? Tôi cũng không biết. Ông ơi, tôi chờ ngu ngốc không hiểu. Bạn có thể cho tôi một gợi ý không? Tôi nói rất rõ ràng. Đại ca không quan tâm chuyện phàm trần nữa. Bạn nói với tôi rằng tôi không hiểu. Một ngày ở đây, một năm bên ngoài. Bây giờ bên ngoài đã là hơn 1.000 năm sau. Tên của giáo phái rác rưởi mà tôi để lại thật khó khăn. Hắn tên là Giang Thần. Đây không phải là xứ sở mà là nơi sinh mạng của hắn. 1.0 năm trước, Giang Thần xuyên qua mà đến, đánh thức một hệ thống rác. Bởi vì không thể tu luyện mà không cam lòng, vì thế mà an nhiên chúng sinh. Thế là lừa gạt mấy cái khác tông môn đuổi ra đệ tử thành lập Tinh Tinh Tông. Và đổi điểm hệ thống lấy một xứ sở thần tiên giả như vậy. Là một cái không sinh ra ảo tưởng là được rồi. Vì vậy, trốn một cách đàng hoàng. Hiện nay còn có không biết là bao nhiêu đời đệ tử tìm đến cửa. Điều này khiến Giang Thần rất khó chịu. Lúc trước hắn nhưng là nói không đến lúc diệt môn không được làm phiền mình. Ý định ban đầu là trong trường hợp sắp bị cho phép những người bị chính mình lừa đến đây trốn ở đây với chính mình. Là cấp độ nào đại địch giết qua lại tổ sư gia, không phải là đại địch giết đến. Là chủ nhân của thời kỳ giúp gà đã chết đến ta chờ không biết phía sau tu luyện như thế nào. Đặc biệt đến mời tổ sư gia chỉ cho chúng ta một hai. Điều này có lý. Lúc trước mấy đệ tử đời đầu kia đều là ta lừa gạt đến, mang theo công pháp rác rưởi nhất của mỗi giáo phái. Hậu thế trưởng môn chỉ là chư tự hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể kim đan mới là địa ngục, tiên giới một ngày, một năm trên trái đất. Ta truyền pháp tu luyện vô thượng của các người, có thể không đầu hay không đều phụ thuộc vào tạo hóa cá nhân của các bạn. Pháp não tổ tu luyện vô thượng ra tay của Nhiên Phi Thường. Ngươi dám tin đường đường người xuyên Việt nhưng chỉ dám trốn ở tông môn phía sau núi. Hơn 1.000 năm qua, khi giáo phái sắp diệt vong, mấy đệ tử phế liệu cuối cùng cũng nhớ tới tất cả những gì tôi có thể cho bạn là một số phương pháp cắt sắt để trông trò. Hy vọng các ngươi từ bây giờ làm người ngoài trời nhàn rỗi. Đừng làm phiền tôi nữa, ta một người địa cầu làm sao có thể tu luyện, làm sao có thể. Nếu không, người trái đất chúng ta còn cố gắng hết sức để làm gì với quái vật công nghệ vẫn là trách ta cái này chó hệ thống. Không cho sức, nhiệm vụ nhắc nhở khóa lại. Bạn mở khu vực cho lợn ăn rồi. Tôi cho ông ăn.
Đại sư tỷ tổ sư gia cho chúng ta 5 quyển, xem ra là 1 quyển. Chúng ta có muốn chia tay khi còn nóng không? Đây là do ông nội ban tặng. Đây là tiên pháp, cũng là công pháp tuyệt mật của ta, không ai được tiết lộ, bạn biết không? Tiên nhân của ta ban pháp, vẫn chưa cất cánh. Đúng, đúng, tôi cũng hiểu rồi. Xem ra tổ sư cũng là muốn chúng ta một người tu một quyển tiên pháp. Chị ơi, đừng nói nhiều như vậy nữa. Chúng ta sắp chia tay rồi. Bạn sushi ra ngoài xem chia cái này ở đâu. Bạn có thể làm gì khác? Các vị, quyển thép này được làm như thế nào có duyên với tôi? Đó là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi muốn cái này. Cái tên này vừa nhìn là muốn rèn luyện một thể chất bất diệt giống như thép. Hoàn hảo cho một người đàn ông như tôi. Cầm đi. Chị ơi, em muốn lễ hội nông nghiệp 4 giờ đó. Chắc là dùng phương pháp thành tiên trồng linh dược chính đạo. Rất hợp với tôi. Lễ hội nông nghiệp của bạn. Các vị, tôi chọn cuốn sách này. Các bạn có ý kiến gì không? Chị gái thích là được rồi. Tôi sẽ xác nhận sự bất công. Chị ơi, em muốn cuốn tiểu học đó học vẽ. Bạn có thể lấy nó. Học sinh tiểu học của bạn học vẽ. Bạn hiểu cái cuối cùng. Chăm sóc sau sinh của lợn nái bạn vẫn thích. Không thích tôi đổi với bạn cũng được. Chị ơi, em thích quyển này. Đây hẳn là một cuốn sách bí mật nuôi yêu thú. Chỉ là không biết trên đó nói lợn nái là yêu thú gì. Bạn xem trên này có mẫu. Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ. Chắc hẳn là một loại yêu thú cực kỳ hiếm có. Tất nhiên là họ chưa thấy. Lúc đó heo còn là heo rừng. Mặt xanh răng nanh đen. Không giống như lợn trắng hiện đại. Mọi người đều có được công pháp mình thích. Trong lòng rất phấn khích. 20 năm, ta tô cẩn du gia nhập tông môn 20 năm, cuối cùng cũng muốn cất cánh. Hôm nay tiên pháp này không ai 3 tháng ở quỹ đơn cái gì đó làm sao xứng với tổ sư gia. Sự phục hưng của các vị tông môn phụ thuộc vào mọi không người. Không thể đánh mất khuôn mặt mà chúng ta đã sửa đổi. Tất cả đều tự về nhà tự mình tìm hiểu đi. Nếu gặp phải chỗ không hiểu, lòng hiếu thảo. 3 ngày nữa sẽ gặp lại mọi người trao đổi thảo luận với nhau. Lúc này Lâm Thanh Dĩnh giống như nhìn thấy tương lai tươi sáng của toàn bộ ngôi sao. Nhìn thấy toàn bộ vũ trụ các ngôi sao tỏa sáng, thắp sáng thế giới. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao đây là sách về cách cắt sắt luyện khí? Luyện khí luyện là pháp bảo, ta còn có thể tiếp nhận. Tại sao lại là vũ khí lạnh như dao, súng? Tôi không thể hiểu được. Có phải lão tổ lấy nhầm không? Thời gian trồng lúa tốt nhất. Bí quyết trồng củ cải. Làm thế nào để trồng được hạt bánh bao vừa cao vừa lớn? Tại sao lễ hội nông nghiệp này nói về cách trồng dưa và rau của? Có phải vì tôi không đủ tự chủ để nhìn thấy những thứ sâu sắc hơn? Thư pháp mọi người nuôi dưỡng bắt đầu từ chữ người viết tốt. Tại sao lại là cách viết chữ? Không phải là do dùng tiến hóa vạn vật phương pháp nói vạn vật ánh mắt biết sao? 18. Trước khi sinh của lợn nái bí quyết sinh 18 con trong một lần sinh, thời gian tốt nhất để nuôi lợn nái. Lựa chọn thức ăn sau sinh cho lợn nái. Có hình ảnh có sự thật, nhưng con quái vật này trông thật và hơi dễ thương. Học sinh tiểu học học vẽ bắt đầu từ vẽ vòng tròn. Vẽ cho tôi một quả dưa hấu lớn. Vẽ một quả dưa hấu lớn. Giờ phút này Doãn Tiểu Nguyệt căn bản không quan tâm học sinh tiểu học mình phân công học vẽ là làm gì, trực tiếp tìm giấy mực. Tôi bắt đầu vẽ dưới ánh nến, rất nghiêm túc theo phương pháp nói trong sách, tập trung vào mô tả. 3 ngày sau, đây là ngày họp buổi sáng đã thỏa thuận. 4 người vẻ mặt tiều tụy nhìn quyển sách trong tay, xem ra bọn họ đều không ngủ ngon. Đại sư tỷ Tiểu Nguyệt còn chưa đến, không có vấn đề gì đâu. Nói đi, anh ta phụ trách nấu ăn. 3 ngày nay cũng không thấy anh ta nấu cơm. Tôi đã làm tất cả. Của chú May, sao không nói sớm? 3 ngày rồi không thấy ai, bây giờ anh mới nói cho tôi biết. Lâm Khánh Vạn lúc này trong lòng bỗng nhiên một trận căng thẳng. 3 ngày nay hắn cũng không đi ăn cơm. Không biết Doãn Tiểu Nguyệt có nấu ăn không? Như một sửa đổi của tâm chín luyện khí, hắn 3 năm ngày không ăn cơm hoàn toàn không thành vấn đề. Chị ơi, chị đi xem Tiểu Nhạc đi. Vâng, anh ấy là người trẻ nhất. Tốt xấu cũng mới luyện khí tầng 2. 3 ngày không ăn chắc là xảy ra chuyện rồi. Tiểu Nguyệt. Em ổn chứ? Lâm Thanh Viên nóng vội một chân đạp cửa. Giây tiếp theo thực sự có mồ hôi lạnh trong lòng cũng có sợ hãi. Bộ dạng của Doãn Tiểu Nguyệt cho hắn cảm giác quá xa lạ, cũng bất thường. Không phát hiện ra anh ta đến, cũng giống như không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đá cửa to như vậy cũng không để ý. Lúc này sắc mặt Doãn Hiểu Nguyệt tập trung nghiêm túc, giống như rơi vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Đừng có chuyện gì xảy ra, lãnh đạo giao phó các người cho ta, không ai có thể xảy ra chuyện. Chị ơi, chị xem quả dưa hấu lớn mà em vẽ nhé. Lúc này Lâm Thanh Viên cảm giác được Doãn Tiểu Nguyệt đối với hắn lại có một cỗ cảm giác áp bức mãnh liệt. Phải biết hắn chính là luyện khí tầng 9 đánh xấu hổ. Dưa hấu lớn ở đâu vậy? Cái bút này mỗi nét đều là vô thượng đạo vần. Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu. Bạn dám tin vào hướng dẫn sử dụng chăn nuôi lợn mà người qua đường hiện đại tiện tay bị nhầm thành vô thượng công pháp? Ta biết tên pháp tổ sư gia cho ta là tu viện như thế nào rồi. Cái gì hay là đại sư tỷ ngộ tính tốt? Đại sư tỷ tu luyện như thế nào? Bạn hiểu những gì bạn nhận được là chăm sóc sau sinh của lợn nái. Trên đây là cách nuôi các loại động vật, từ nhà đến động vật hoang dã, mọi thứ phải không?
Đúng vậy, Lý Đại Hải, bạn nhận được lễ hội nông nghiệp, đó là cách trồng. Đúng, nhưng trên đây nói về cách trồng rau. Và những gì bạn nhận được là thép được làm như thế nào? Tôi đoán là cuốn sách về cách nấu sắt phải không? Vậy thì sao? Có liên quan gì không? Ông nội chúng ta sợ là vừa nhìn đầu tiên đã lên tàu rồi, các ngươi đều là rác rưởi, cho nên mới dùng phương thức đơn giản thô bạo như vậy truyền xuống những tiên pháp này. Bạn không giống như rác rưởi. Mày nói gì? Hai đại sư tỷ cắt đi đại Mỹ Trần Tiên của ngươi tuổi còn trẻ 22 tuổi đã là luyện khí tầng 9 sửa đổi rồi. Cuộc thi nhà Vân Chu trước đó càng lọt vào top 10.000, là tôi chờ hình mẫu. Chị ơi, chị nói xem rốt cuộc tu luyện như thế nào đi. Tiếp theo tôi nói phương thức tu luyện. Từ hôm nay trở đi, Lý Đại Hải, bạn đi trồng trọt, nông nghiệp mỗi ngày. Đem những không gian trống xung quanh tông môn chúng ta đều mở hoang trồng lên. Và bạn đi làm sắt, mỗi ngày đánh sắt là được. Hiểu chưa? Đại sư tỷ, phương thức tu luyện này đáng tin cậy. Cậu chắc là cậu không bị ảo giác, cậu nghiêm túc chứ? Đúng vậy, loại đất này có thể trở nên mạnh mẽ. Nông nghiệp là có thể thành tiên, thật là chưa từng nghe thấy trước đây, được không? Tôi vừa đi xem Tiểu Nguyệt, nó đang vẽ, chỉ 3 ngày thôi. Tôi cảm thấy cấp độ cuộc sống của anh ấy đã vượt qua tôi rồi. Có thể trực tiếp cho tôi cảm giác áp bức. Và anh ấy chỉ đang mô tả cuốn sách vẽ tranh trong tay. Có thể trực tiếp cho bạn cảm giác áp bức. Chẳng lẽ anh ta trực tiếp lên máy bay hay kim đan rồi? Mọi người đều biết Doãn Tiểu Nguyệt còn chưa bắt đầu tu luyện. Mặc dù đối ngoại nói là tầng 2 luyện khí, nhưng từ khi bị trưởng môn nhặt về, trong 7 năm qua, bạn chưa bao giờ tiếp xúc. Không phải chưa đến tuổi tu luyện, chủ yếu là không có tài nguyên. Đại sư tỷ, Tiểu Nguyệt trợ kích vẫn là vào đạn không phải? Hắn vẫn là người phàm, nhưng hơi thở trên người anh ấy thực sự vượt qua tôi, làm cho tôi cảm thấy như đang đối mặt với một trợ thủ. Tổ phụ chúng ta cũng sẽ không nói dối chúng ta. Sách là luật tối cao trước, là luật tối cao trước. Làm theo những gì trong sách là được. Tôi hiểu rồi. Năm cái này hẳn là vận dưỡng căn bản cải tạo trình độ phương pháp. Ông nội biết chúng ta là rác rưởi, trình độ kém, không thể chịu được khí hậu gì cả. Vì vậy, chúng tôi muốn chúng tôi nuôi dưỡng một nền tảng vững chắc trước. Sau này truyền lại các tiến pháp khác của chúng ta mới có thể sửa được. Đúng. Tổ sư cũng không thể chỉ vì sự thanh tịnh của bản thân mà tùy tiện gửi hậu nhân đi. Làm ruộng nuôi heo, chuyện này xem thế nào cũng không thể thành tiên được. Vậy thế giới này ý nghĩa người phàm không phải đều là tiên dưới đại lão sao? Con cần phải xây một cái trang trí nhỏ, đều phải bố trông lặng lặng nói một tiếng tiên trưởng. Wow, Biển ơi, bạn có lúc thông minh như vậy không? Có phải bị cửa kẹp không? Cái đầu này mở ra hiểu rồi, anh lại nhắc đến chuyện này, tôi sẽ kết bạn với anh. Đúng, đại khái là một tình huống như vậy. Đừng đợi cho đến khi tất cả chúng ta đáp ứng các yêu cầu trong sách trước khi đi tìm phương pháp đến trước thực sự. Có phải tôi nên tìm chị gái xin tiền đi mua mấy con heo con về nuôi không? Chị ơi, em còn một vấn đề nhỏ cần chị bên này giải quyết một chút. Vấn đề gì? Chỉ cần không phải chuyện tiền thì cũng dễ nói. Làm sắt hay gì đó cần dụng cụ, bên này bạn có nên lấy ít tiền ra không? Chúng tôi đi mua. Tôi tính toán một chút, cộng với tiền mua nguyên liệu thô, có lẽ cần một đồng vàng. Ngày nay nguyên liệu thô rất đắt, một miếng gang thông thường đều cần hàng chục đồng tiền. Đúng, tôi cũng cần mua hai cái cuốc tốt hơn. Nói thật, khu vườn rau đó lần trước tôi đều lấy gậy gỗ tháo cỏ, rừng xanh, nhìn mấy người trên mặt đột nhiên có một chút hoảng sợ không thể phát hiện được, trên người các bạn đều không có tiền. Chị Mộc có tiền, chị chỉ phụ trách tài chính. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Một món ăn vặt là đủ rồi. Một món ăn vặt 10 đồng tiền vàng là đủ cho chúng tôi sử dụng. Không ngờ tông môn còn có 4 món ăn vặt. Lần này nhất định sẽ mua cho anh ta một cái búa sắt cao cấp. 10 món ăn nhẹ 10 đồng tiền vàng, 1 đồng tiền vàng, 10 đồng tiền bạc, 1 đồng tiền bạc, 10 đồng tiền đồng, 1 đồng tiền có thể mua một túi gạo. Nếu nhìn như vậy, trên thực tế tông môn cũng không nghèo như vậy. Không phải đồ ăn vặt, đó là 4 đồng vàng. Không sao, đủ rồi, chỉ cần đủ để tôi mua một cái búa là được. Đại còn có thể dùng tay đào đất, bạn làm trước đi. Tại sao bạn không làm với nó? Đừng tranh cãi nữa, cũng không phải tiền vàng. Chị ơi, chị đừng nói với em là chúng ta chỉ có 4 đồng bạc thôi. Được rồi, 4 đồng bạc mua một cái búa sắt đều vất vả. 4, chúng tôi chỉ còn 4 đồng. 4, chỉ còn 4 đồng thôi. Không phải sao, lãnh đạo đều là chuồng cất đơn giản. Cũng không tặng đồ chuồng cất, chúng tôi nghèo quá. Mua làng nhỏ dưới núi này tùy tiện đưa người ra ngoài, trên người đều không chỉ có 4 đồng tiền sao? Làm sao có thể chỉ có 4 đồng tiền? Không đến mức này đâu. Mỗi năm chúng tôi bán được mấy con bò. Thêm vào đó, ông chủ thỉnh thoảng lấy một ít da quái vật về đổi tiền. Chúng ta không nghèo như vậy đâu. Xin lỗi, chúng tôi vốn còn có mấy chục món ăn vặt nữa. Tháng trước tôi đến thành phố nước, đi ngang qua một cửa hàng vàng. Ông chủ kia nói tùy ý chuyển hai. Dù có gửi bao nhiêu, một tháng có thể tăng gấp đôi. Vì vậy, tôi đã gửi tất cả tiền tiếng Trung của chúng tôi vào. Bạn nói sớm chưa? Làm tôi sợ chết khiếp.
Vẫn còn cân bằng là được rồi, còn có thể lấy ra được. Vậy là đã một tháng rồi. Đồ ăn nhẹ chúng ta bỏ vào không phải đã tăng gấp đôi rồi sao? Ông chủ ngân hàng vàng đó đã bỏ trốn vào ngày hôm sau. Cái gì? Ngày hôm sau anh ta bỏ chạy? Không phải là bạn bị lừa sao? Bạn đã bị lừa bởi hàng chục món ăn nhẹ. Bạn có biết hàng chục món ăn vặt có ý nghĩa gì đối với giáo phái không? Đệ tử nhà người khác có lẽ cũng chỉ tiêu thụ một bữa ăn, nhưng đây là toàn bộ Tinh Tinh Tông mười mấy năm thu nhập anh. Không phải tôi cũng muốn thêm gạch cho tông môn sao? Ngày hôm sau tôi mới phát hiện mình bị lừa. Lúc tôi đi tìm anh ta đã bỏ chạy rồi. Chị ơi, chị đến xem cung hoàng đạo của tôi. Một giáo phái tu tiên có thể nghèo đến mức nào? Chuột đến thì phải khóc lóc đi. Toàn thân đệ tử đều là bánh pudding. Chị ơi, chị đến xem chòm sao của tôi nhé. Vâng. Sư huynh sư tỷ, các người ngủ không ngon sao? Chị ơi, lần sau các bạn chú ý nghỉ ngơi nhé. Nếu đây là vì tu luyện thức khuya đột tử, ngôi sao của chúng ta sẽ thực sự tan rã. Lỗi của tôi, Tiểu Nguyệt, tôi nói với bạn là anh ta đã để người khác lừa hết tiền của nhà chúng ta. Bây giờ chúng ta là những kẻ nghèo không một xu dính túi. Có thể ngày mai bạn sẽ không có cơm ăn. Tiểu Nguyệt, tiếng chung của chúng ta sắp đóng cửa rồi. Ngươi có muốn cùng sư huynh xuống núi làm ruộng không? Yên Tiểu Nguyệt đã khóc ngay lập tức. Mặc dù anh ta không có khái niệm bao nhiêu dù tiền, dù sao mỗi ngày có cơm ăn có nước uống là được, nhưng cũng biết một đồng tiền có thể mua được một túi gạo. Một túi gạo có thể đủ cho chúng ăn một thời gian. Chị ơi, chúng ta thật sự sắp hết cơm rồi sao? Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng chúng ta sẽ sớm giàu có thôi. Sao có tiền? Chẳng lẽ tông môn còn có cái gì đáng giá? Hay là bán cái giá rẻ bị hư hỏng của bạn? Lại đến lúc tông môn sống chết rồi. Tìm lão tổ đi. Đại sư tỷ, chúng ta thường xuyên như vậy đi làm phiền lão nhân gia của hắn thật sự được không? Một ngày trên trời, một năm trên trái đất, chúng ta đây mới 3 ngày đi qua. Tổ sư gia, hắn uống chén trà công phu đều không đủ. Không có cách nào. Chúng ta như vậy lại không có đồ trước đó. Trên thực tế, hôm nay các bạn không nói mua đồ, bản thân tôi cũng rất lo lắng đi đâu kiếm chút tiền. Tôi muốn một ít, lần này tôi sẽ đứng xa hơn. Tiểu Càn Khôn Trùng, đối với Giang Thần, nam đệ tử vừa rời đi, nhưng chỉ một lát thôi. Hắn làm sao cũng không ngờ lại đến sớm như vậy. Không có gì đâu. Vấn đề lớn nhất là hiện tại Giang Thần đang cầm quốc đất, bị xem tích cực. Sau khi xảy ra chuyện, cái quốc trong tay Giang Thần từ từ trượt xuống. Biểu cảm đều đóng băng trên mặt. Chào mọi người đã ăn chưa? Hắn nhìn thấy nghi ngờ trong mắt 5 người đối diện. Nhìn thấy rồi, không thể tin được. Cái này đại gia của hắn tại sao lại đến vào giờ này? Không thể có thông báo trước. Bạn dám tin rằng ông nội đang trồng rau với ống quần cuộn lại? Ông nội còn trẻ như vậy, tổ sư gia lại đẹp trai như vậy. Tổ sư gia hóa ra là người phàm, không cảm thấy gì cả. Xong rồi, tiên nhân này không thể từ bỏ được nữa thì sụp đổ rồi. Ngươi đã thấy ai trồng rau chưa? Đệ tử Lâm Thanh Viên bái kiến tổ sư gia. Các người đến đây làm gì? Về với ông nội, chúng tôi không có tiền, tu luyện không được công pháp vô thượng mà tổ sư gia cho. Đặc biệt đến xin ông nội ban cho một thứ gì đó có giá trị. Đúng vậy, ông nội, đại sư huynh thiếu tiền mua bó sắt, chị gái lớn và chị gái nhỏ mua giấy bút mực cũng cần tiền. Tôi cũng muốn mua một cái quốc đất. Thưa ông, tôi muốn mua mấy con lợn con, tốt nhất là có thể mua thêm 1-2 con lợn nái ra về chăn nuôi. Tôi đến đây vì chuyện này. Mẹ anh hết tiền rồi, ngay cả một con heo con cũng không mua được nữa. Không có tiền tìm tôi. Tôi có tiền. Trông tôi có giống có tiền không? Không thấy tôi đang trồng trọt sao? Chẳng lẽ chỉ vì tôi cũng không có tiền nên khiến tôi xấu hổ như vậy mà sụp đổ? Giang Thần suy nghĩ nửa ngày. Cái này không có tiền, không có bó sắt của thật cũng không thể làm thợ nông nghiệp hay gì đó, cũng cần tiền để bắt đầu, để có thể tiếp tục lừa gạt vài người, lãng phí thời gian vào những cuốn sách hoàn toàn vô dụng. Giang Thần vẫn mở miệng nói, tôi có một bức tranh ở đây, các bạn lấy đi đổi ít tiền đi. Cảm ơn, ông nội đều là người của mình. Trở về tu luyện cho tốt, tất cả kỹ năng của ông nội đều nằm trong 5 cuốn sách đó. Phải hiểu rõ, cố gắng sớm đạt đến cảnh giới của tổ sư gia. Ông nội, tại sao ông cũng phải trồng rau? Chẳng lẽ tiên nhân cũng muốn ăn cơm sao? Cá nhỏ không được vô lễ. Ông nội, tôi sẽ lùi lại, bạn bận trước. Hai người còn nhìn cái gì nữa? Người ta thấy mình đang trồng trọt. Cái này tổ sư gia thân phận còn có thể lừa gạt bao lâu? Có muốn vứt bỏ Tiểu Càn Khôn này không? Đổi thành chó đi khác. Đại sư tỷ mau lấy lời của tổ sư gia ra xem đi. Tôi muốn mở. Mở ra đi. Trái tim kích động, bàn tay run rẩy. Sư phụ, đây là nghiêm túc sao? Chị ơi, chị có lấy nhầm không? Không thể nào. Tổ sư gia loại người lờ đến trước đó làm sao có thể dỗ dành mấy tiểu bối chúng ta? Đừng nghi ngờ, đây là một bản đồ kho báu trị giá hàng triệu đô la. Mọi người nhìn xem, trên biểu đồ này có chữ quốc phu mỗi ngày giới hạn tốc độ 60. Tôi hiểu rồi. Biển ơi, anh hiểu gì? Ta coi như là hiểu được, nếu tư chất quá kém, ngay cả bảo vật cũng không thể xác định được. Đồ của ông nội chắc chắn không phải là đồ phàm, nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy bí ẩn. Con phải nghiêm túc trồng trọt mới được, sớm luyện được năng khiếu tối cao mới là.
Cậu giống như không hiểu vậy. Tôi hiểu chính phủ nói gì về chủ nhật rồi. Các ngươi xem người ở trên hẳn là khuyên phụ. Ông kết hôn với châu Phi trong đuổi theo mặt trời. Chị ơi, tại sao anh ta lại đuổi theo mặt trời? Chị ơi, giới hạn tốc độ 60 có phải là nhắc nhở anh ta đừng chạy quá nhanh dễ mệt chết không? Tôi không biết nữa. Tiên nhân cho đồ vật sao là ta chờ có thể đơn giản nhìn hiểu. Dù sao tôi cũng muốn bản đồ này, chắc chắn sẽ bán nó vào buổi chiều. Ngươi đi tông môn lần này khủng hoảng kinh tế là do ngươi gây ra. Cậu không biết xấu hổ khi nói thế. Tôi đi bàn mới đúng. Cô tránh ra. Loại chuyện này không phải là thời điểm tốt nhất để bảo vệ túi riêng sao? Một mình tôi đi bán, lặng lẽ bán 100-200 ngàn không quá đáng sao? Bạn đi bán không thành vấn đề. Nếu bạn đi máu, tiền không thể trốn thoát trở lại. Cho dù tôi có đứng đến tận cùng trái đất cũng sẽ tìm thấy bạn. Và nếu tôi biết về anh thì sao? Quay lại đây, tôi sẽ đá chết anh. Chị ơi, chị nghi ngờ em như vậy là lỗi của chị rồi. Tại tôi cần du đến tông môn hơn 20 năm. Về thâm niên, anh phải tránh sang một bên. Tôi đã bao giờ xin lỗi tông môn. Vậy thì giao cho anh. Nhớ hỏi thêm mấy cái bán giá tốt. Được rồi, tôi sẽ xuống núi ngay bây giờ. Chỉ vì một bức tranh mà người qua đường hiện đại tiện tay tặng, một đệ tử phế liệu nào đó lại nhìn thấy hy vọng, không thể chờ đợi để bán nó. Mê mơn, đây không phải là một ông nội đến sao? Cha này của chủ cửa hàng rất ngon. Sau này trà của tông môn phải mở giá theo tiêu chuẩn này đi. Thật là một vị tiên trưởng từng ngày, bạn có chắc là không lấy nhầm không? Không lấy nhầm đâu, tiên trưởng, vậy bạn còn muốn làm gì nữa không? Chỉ cần điểm trong tay bạn thôi, không cần nói chuyện. Hôm nay anh trai chỉ mang theo một bức tranh này. Hiểu rồi, bạn nhanh chóng mở giá đi. Tiên trưởng chúng ta đến từ tông môn nào? Từ tông môn nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn mở khi bạn có thể đủ khả năng. Không lái được thì đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Lão tử lớn như vậy bao giờ uống loại trà này? Chưa từng ngửi qua, tuổi trẻ của tôi quá nghèo. Lát nữa có tiền nhất định phải bù đắp thật tốt. Mọi người luôn cảm thấy hơi quen thuộc. Hình như trước đây từng đi theo một lão đạo đến đây. Nhưng mà đến từ Tinh Tinh Tông, tấm thái ngọc tiên trưởng đó. Bạn có biết không? Lắm bán cái này ngươi đều biết. Vậy ta cũng không giấu giếm. Bản tác chính là Tinh Tinh Tông đại đệ tử tiên nhân đạo thống đại sư huynh Trương Thái Ngọc chính là trưởng môn của chúng ta. Nhưng bây giờ toàn bộ ngôi sao phụ thuộc vào tôi. Hóa ra là tiên nhân của ngôi sao. Vậy thì tốt rồi, ai đó gọi cho tôi. Sao anh lại muốn giết? Người càng hại, một tiệm cầm đồ nhỏ của bạn có thể gánh chịu hậu quả không? Đánh tàn tật cho tôi không cần quan tâm, đánh chết không cần chôn. Một cái không nhập lưu tiểu tông môn còn kiêu ngạo đến thiên thủy tiệm cầm đồ của ta, anh huy của Tinh Tinh Tông của ta, đó là bảo đừng đánh mà đạo sĩ anh. Tôi là một người đầu tư hàng ngàn đồng vàng, thế mà lại lãng phí nhiều thời gian như vậy với một vai trò nhỏ như bạn. Ra đến cửa hàng cầm đồ thiên thủy của tôi, cũng không tè ra xem mình trông như thế nào. Đúng là đất vàng. Tôi đầy, không phải tôi thổi, đệ tử tông môn cấp bậc như Tinh Tinh Tông các người. Tôi có thể đánh 5 cái. Tôi đánh ngựa anh. Dám đánh tôi một lũ chó mắt không biết Thái Sơn. Các người chờ đã. Đồ của những người này đều không nhận ra. Đáng sống cả đời ở nơi nhỏ bé này. Mù thế mà còn dám mở tiệm cầm đồ nữa. Chuyện gì với anh trai này vậy? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Hầu hết là đến cửa hàng cầm đồ thiên thủy để lừa đảo và bị đá vỡ ném ra ngoài. Tên này có tay có chân thế mà lừa đến cửa hàng cầm đồ thiên thủy. Nông nghiệp trung thực này không thể tự nuôi sống mình sao? Không biết hậu trường của cửa hàng cầm đồ thiên thủy này là trung môn mạnh nhất Vân Châu của chúng ta. Trên mây, cửa giữa mạnh nhất Vân Châu thì sao? Nếu ông nội tôi muốn, một ngón tay có thể xóa cho bạn. Trong một góc, Tô Cầm Du thở dài liên tục. Hắn đã đi khắp mọi tiệm cầm đồ ở Watertown, nhưng tất cả mọi người đều bị bán ra ngoài. Trên đời này còn có người không biết hàng. Sớm biết thì đã để Lâm Thanh Viên đến rồi. Đồ của những người này để ở thế gian này cũng không ai biết hàng. Đúng rồi, thế gian không biết hàng. Thanh chủ Thủy Thành này hẳn là quen biết rồi. Nói thế nào cũng là một cái kim đan sửa đổi. Khi đến điểm này, cá hồi lại tràn đầy sức mạnh. Kéo thân hình đau đớn ở khắp mọi nơi ngoại trừ cha mẹ không đau, chạy về phía phủ thành chủ. Từng nói thanh chủ Thiên Văn Học là truyền nhân của tiên nhân. Nghiêm túc ngay lập tức, tiếp đãi Tô Cẩn Du càng là chữa thương cho hắn. Thành phố thân thiện, dám hỏi tiên trưởng tu hành ở tông môn nào? Ta là đệ tử trưởng của Đới Ươi Tông. Hôm nay đến đây là để bán một bộ bảo đồ. Bức tranh hàng ngày của qua phu này được vẽ bởi tổ phụ nhà tôi hàng ngàn năm trước. Hàm ý vô thực đạo vận thế gian chỉ có một bộ này. Nếu thành chủ đại nhân muốn, cho 50 ngàn vàng là được. Tiên trưởng là người của tộc Đới Ươi. Ai đó đưa anh ta ra ngoài cho tôi và đánh anh ta thật mạnh. Thả anh ta ra. Sau khi được thả ra, bây giờ là nửa đêm rồi. Tô Cầm ngồi xổm bên cạnh thùng rác. Hắn đang nghĩ mình có muốn vào trong trạm không? Đêm nay nhân gian lạnh lẽo, thời tiết này cũng lạnh. Hắn cảm thấy cả người thật cô đơn, rất muốn tỉnh lại. Sao Giao Giao lại suy đồ như vậy? Ta đang thăm dò người thế gian này ngu xuẩn, không tiếc nuối vì tiên đạo của tôi suy tàn. Tôi đi khắp một thành phố mà không có một ai là báu vật vô thượng. Buồn thật. Kho báu gì? Bạn có thể cho ông già một lời khuyên không? Yên tâm, lão phu là đại trưởng lão trong tập đạo Khinh Châu bên cạnh. Thế nhân đều biết ta Cực Đạo Tông là chính đạo thủ lĩnh, hành động đàng hoàng, sẽ không hỏi bạn nhỏ.
Tại sao vui tôi vừa mới đến nơi này chứ đòi lấy CV4? Cao hơn trên đường phố và tôi biết đã đến mức tôi phải tăm to go. Cái này lại đúng. Thật sự là có sát thiên xuất sắc sư không? Ông già này có bệnh không? Một bức tranh trông đổ mồ hôi. Ồ, quan ảnh này từ đâu ra vậy? Nó có thể đến từ đâu nữa? Người lớn tuổi nhà tôi bảo tôi đổi một ít tiền, nhưng căn bản không ai biết hàng. Còn có người đánh tôi một trận cực kỳ kinh khủng. Tôi nghĩ thế là tốt. Bán cho tôi thì sao? Bạn coi trọng thì đặt giá đi. Nói trước đi, đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi. Nếu bạn biết hàng, bạn sẽ thấy nguồn gốc của anh ta. Được rồi, nếu không, lời này tôi thấy rất đáng giá. Bây giờ tôi cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đổi hàng thì sao? Đây là mã thông báo trong cực đạo của tôi. Ban cho mã thông báo này có thể ra lệnh cho 3.000 cột trong cực đạo của chúng ta và đệ tử của nó 100 bằng 1 kỳ kinh doanh, 1 kỳ đệ tử tăng, 1 kỳ nguyên anh. Bạn xem thế nào? Đây chính là mã thông báo có thể ra lệnh cho một đệ tử mã thông môn. Báo đá không còn mạnh nữa. Bạn biết đấy, một cái sửa đổi thời kỳ trợ lực đều là dấu bà tay. Cái mã thông báo bất động có thể hiệu lệnh 3.000 trợ kích để đệ cho tử. Những đệ tử này đi đánh yêu thú kiếm tháng này tiền. Kiếm được bao nhiêu? Còn có đệ tử kim đan. Đây là cảnh giới mà quan bân đời ưới tông ngàn năm lịch sử chưa từng cho xuất hiện. Cho dù là cái này ngư bốc anh tạc thủy thành thành chủ cũng bất quá cái này. Còn có giới. Trưởng lão nguyên anh kia. Đó là sự tồn tại chưa từng thấy trong mơ. Kẻ ngốc này không thay đổi. Ha 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 ha, lắc đầu. Có thể đổi, nhưng tôi còn một điều kiện nữa. Cô nói chỉ cần không quá đáng, tôi hứa với cô. Điều kiện là thêm 100. Nếu không thì không nói chuyện. Tổng số tiền tiết kiệm của các ngôi sao trong những năm qua chỉ là vài chục món ăn nhẹ. Cho nên khi nói ra câu này, Tô Cầm Ngư vẫn có chút lo lắng đối phương phản thủy nha. Tôi có nghe nhầm không? 100 hay 1 tỷ đồ ăn nhẹ? Nếu 1 tỷ đồ ăn nhẹ có thể không lấy được trong thời gian ngắn, tôi phải quay lại một thời gian, nhưng 100 là không đủ để tôi uống một ngụm rượu. Có phải tôi muốn quá nhiều không? Nếu không tôi sẽ chịu thiệt 180. 80 món ăn nhẹ cũng được. Không, không. Tôi trả gấp 10 lần. 1.000 đồ ăn nhẹ. Không cần đếm nữa. Dư thừa đều có. Nếu không đủ, ngươi dùng lệnh này đập chiêu mấy đệ tử của tông môn ta đi giết đều được. Tạm biệt. Tôi có việc. Tôi đi trước một bước. Tự giác nhặt kế cũ rẻ tiền lớn rồi ném xuống túi được lệnh tranh nhanh chóng rời đi. Hắn sợ thằng nhóc này đổi ý. Cái này của ông nội anh ta cuối cùng cũng bán được rồi. Bạn có trái tim đỏ không? Đỉnh cao vừa ồn ào không cần ngủ nữa. Ngày mai còn phải ngoan ngoãn cút đi. Mọi người đều biết, không có tiền có không có tiền phiền não. Có tiền cũng có tiền phiền não. 1.000 năm chưa từng ăn qua 4 món. Cuối cùng màu nâu đời ơi cũng có tiền rồi. Bạn bán lại rồi. Bán được bao nhiêu? Đen xám, bạn đoán đây xem. Là ba thanh phi kiếm cao cấp. Mày đại sư, bạn đưa cho tôi một cái. Đi hiểu một cái của chú bạn. Phi kiếm này có 111 thanh không? Đúng vậy, sư huynh, của tôi đâu? Biển quốc của bạn. Đây là cái quốc tốt nhất thành phố. Khi bạn dùng cả đời, bạn đi rồi, anh ta vẫn còn đó. Tôi còn mang cho anh ít hạt giống rau. Tôi cảm ơn anh. Ly hiểu đây là con heo con mang đến cho bạn. Con lợn nái ra mà bạn muốn nặng quá, tôi không thể lấy được. Lần sau có cơ hội lại đi mua. Cảm ơn sư huynh Tiểu Nguyệt. Đây là tiệc giấy bút mực mang đến cho bạn. Còn nhiều món ngon nữa. Cảm ơn sư huynh. Đây là chiếc búa lớn của tôi. Con số tiền còn lại thì sao? Chưa giao ra. Tất cả đều ở đây. 700. Sao chỉ có 700 món ăn vật? Nếu bạn đưa cho ông nội, bạn sẽ bán được 1.000 đồ ăn nhẹ. Đó là đồ của tiên nhân. Giá trị ít nhất có thể mua được một thành phố nước. Chị ơi, chính xác là 1.001. Không thể chi 300 mua đồ dùng tu luyện của chúng ta dùng một cái. 700 là 700. Chị ơi. Ngươi đánh sư huynh làm gì? Vâng, tất cả đều mất xỉu rồi. Theo lời của ông nội, chỉ bán được 1.000 đồ ăn nhẹ. Đây là sao không ngại trở về tông môn? Tôi muốn tìm kiếm trên người anh ta. Trong một căn phòng bí mật của Thanh Châu và Đạo Tông, đại trưởng lão kích động vẻ mặt, chậm rãi lấy ra một cuộn ảnh, Đông Đô Vô Thiên Đồ lấy được rồi. Thiên đồ tốt ra đời. Dựa vào một giọt máu của chân hoàng truyền lại từ xưa đến nay, tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy. Càng là ở các trưởng lão hợp lực suy diễn mới biết được phương vị. Lần này phải trả giá gì? Lấy từ tay ai? 1.000.000, tôi đã trả 10 triệu đô la tiền ăn thêm vào đó là lệnh trưởng lão của tôi. Còn hy vọng tông chủ hoàn trả 10 triệu đô ăn nhẹ này. Rốt cuộc, tôi đã tiết kiệm trong những năm qua. Con giảm giá lâu lắm rồi, suýt nữa thì quỳ xuống và nói khô miệng. Cuối cùng cũng lấy được, làm tốt lắm. 1.000.000 được hoàn trả, tôi sẽ nghỉ thêm một kỳ nghỉ dài nữa. Muốn đi đâu thì đi đó. Không phải tôi, hoàn toàn không cần quan tâm đến công việc của giáo phái. Nhưng anh vẫn chưa cho tôi biết ai đã lấy nó. Dù sao, nếu mã thông báo của giáo phái tôi rơi vào tay một số kẻ hơi rắc rối, trở về tông chủ đây là xuất hiện ở một cái ẩn sĩ tông môn đệ tử trong tay.
Từng nói đây là do người lớn tuổi tặng, muốn đổi chút đồ ăn vặt, nếu không tôi cũng sẽ không bị chảy máu. Đối với Tao Cân, một cái lấy được cái này không có thiên đồ ẩn sĩ trộm đất chắc chắn không dùng được. Chúng ta trung môn đệ tử cũng nhất định sẽ không thích bị người làm phiền. 10 triệu con mưa phùn. Nếu bạn rảnh trong kỳ nghỉ, hãy kiểm tra đáy của giáo phái ân sĩ này. Tôi tin bạn sẽ không bỏ lại một tay. 1,0. 10 triệu linh thạch không đến tay đâu. Rửa xong rồi, bạn không có gì để nói sao? Lâm Thanh Viên, đừng quá đáng. Tiền của toàn bộ giáo phái đều bị ngươi lấy đi lừa rồi. Còn lại 4 đồng, tôi nghi ngờ đó là của riêng bạn. Mặc dù vậy, tôi có chạm vào bạn không? 100 món ăn vặt của tôi đều không đến. Một đã bán cái mà ông nội tặng, 1.000 đồ ăn vặt. Đại sư huynh, thật sự là quá đáng rồi. Nếu tôi đi bán, tất cả đều tuyệt đối 8 cái đầu lẻ đi cùng bạn nhau. Bạn chỉ bán được 1.000 đồ ăn nhẹ. Doãn Tiểu Nguyệt và Lý Hiểu thì chỉ là yên lặng làm người qua đường rác. Dù sao mục đích bị gọi đến cũng chỉ là để vô hình gây áp lực tâm lý cho Tô Cẩm Ngư. Họ hoàn toàn không có hứng thú với việc cá Sugin bán được bao nhiêu. Đối với Yun Tiểu Nguyệt, dù sao tiếp theo có cơm ăn cứu tinh. Đối với Ly Hiểu, dù sao heo con cũng mua được cứu tinh rồi. Nhìn này, mở to mắt xem đây là cái gì. Tô Cẩn Du, bình thường bạn nuôi gia sản riêng thì thôi. Tất cả đều có thể coi như trò đùa nhỏ. Nhưng là hiện tại lại cầm cực đạo tông trưởng lão Mã thông báo phản bội tông môn. Cháu cũng không chê nhà nghèo, vì Tô Cẩn Du lại làm trưởng lão nhà người khác rồi. Đây quả thực không bằng chó. Tôi hiểu rồi, đại sư huynh, tôi nhìn nhầm anh rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bạn chỉ bán được 1.000 đồ ăn nhẹ. Có phải tặng cho cực đạo tông không? Không nói cực đạo tông xem trọng ngươi như thế nào, nhưng một mã thông báo của cực đạo tông không làm tôi sợ. Tôi Lý Đại Hải không phải là sợ hãi. Bạn thật sự không phải là sợ hãi bị đánh lớn. Nghe đây, các người nghĩ tôi là ai? Các người cho rằng lời này bán rất dễ sao? Tôi đi bán, tìm khắp thành phố nước không ai biết hàng. Nhìn thấy vết thương trên người tôi không? Thấy chưa? Mọi người đều nghĩ tôi đi gây chuyện. Gia đình lần lượt đánh tôi, thành chủ kia để người chữa khỏi cho ta. Nghe nói tôi là người của tộc khỉ, lại để người ta đánh tôi một trận. Thật không dễ dàng gặp được người biết hàng và một trưởng lão của đạo tông. Lời cũng là hắn mua đi. Nói không đủ tiền mặt, anh ta lấy 1.000 cộng với mã thông báo này để đổi lấy mã thông báo này. Nhưng hiệu lệnh và đạo tông 3.000 đệ tử vợ phi cơ, 100 đệ tử ưu tú kim đan, 1 nguyên âm 7 trưởng lão. Haha. Còn nói ta phản bội tông môn, tôi có phân trong đầu. Đặt một cái có tổ tiên hậu đài tông môn đại sư huynh không làm, ta rất muốn có một vị trưởng lão. Cái này bị đánh mấy lần không nói, bây giờ trở về còn bị hiểu lầm như vậy. Hơn nữa là bị đá bừa bãi một chân. Ngất đến bây giờ hắn thật sự càng nghĩ càng ủy khuất. Cánh cổng 28 tuổi lúc này đã than khóc. Đại sư huynh, người bị thương này. Chị ơi, anh ta thật sự bị đánh, toàn thân đều là vết thương. Chị ơi, chị thật sự hiểu lầm sư huynh rồi. Xin lỗi, tôi nhầm rồi. Thành phố nước đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ mua nó. Đến lúc đó để ngươi đi làm thành chủ. Người tâm tình tông của ta chỉ có thể ta Lâm Thanh Nguyện đến đánh, tuyệt đối không đến lượt người khác. Tôi đã ghi lại tài khoản này. Quá tàn nhẫn, quá không phải người. Thế mà chữa khỏi lại đánh một trận. Chúng ta đi tìm tổ sư ra. Thật sự nghĩ rằng trong những ngôi sao của tôi vẫn là trong những ngôi sao mà trước đây người ta đánh đến cửa nhà đều không dám tự sinh ra sao? Những người ở thành phố nước thật là điên cuồng. Cái này chữa khỏi rồi lại đánh, cái này bao nhiêu thù, đây là bao nhiêu coi thường trái tim tôi. Chuyện nhỏ này không cần làm phiền tổ sư ra. Tôi cá hồi một ngày nào đó nhất định sẽ làm cho những người đó đẹp trai, để họ ngủ đều phải khóc tỉnh. Vài người im lặng, Lâm Thanh Viên vẻ mặt thoải mái nhìn Tô Cẩm Ngư. Hắn phát hiện cái này lão sư kêu chia gia sản Tô Cẩm Ngọc lại có một chút nam tính. Hiểu lầm này cuối cùng cũng được giải quyết. Hàng chục đồ ăn nhẹ tôi giấu riêng, cái này còn để trong quần nữa. Lỡ sau này bị phát hiện thì sao? Vậy không phải còn phải bị đánh một trận sao? Đại sư huynh đã đi rồi. Mũ sư dê ở trên tông môn của ta tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Đến lúc đó tài khoản cũ tiền lương sẽ được tính cùng tôi nhau. Tôi cũng về cho heo ăn. Ngôi sao sau khi có tiền không cần phải lo lắng về ăn uống nữa. Mọi người đều bận việc của mình. Lý hiểu rằng anh đang tập trung vào việc nuôi lợn. Lý Đại Hải đang tập trung trồng trọt. Yun Tiểu Diệp đang tập trung vẽ tranh. Tô Cẩm Y đang học đánh sắt. Chỉ có Lâm Thành cũng đang bối rối. Đã 7 ngày rồi, tôi không cảm nhận được sự thay đổi của mình. Áp suất 6 mô tạo ra khi Tiểu Nguyệt vẽ tranh đều vượt quá lão chủ cửa. Tôi không phải, thật sự có rắc rối như vậy sao? Mấy ngày trước, các đệ tử ở Vân Châu Đại Thi, tôi thậm chí còn chưa từng thử giọng, không dám nói cho họ biết sự thật. Tôi phải nói với họ rằng họ đã vào top 10.000. À, không cần nghi ngờ, tôi là rắc rối.
đệ tử Lâm Thánh nguyện cầu gặp tổ sư gia. Dậy đi, lần này vì sao lại đến đây? Về với tổ sư gia, đệ tử nhất muội vẫn không thể hiểu được quyển du long tự đăng này, đặc biệt đến xin giáo sư gia. Đó vốn là để dỗ dành các bạn. Mẹ ruột của ta ra không phải thật sự có người nghĩ viết chữ là có thể thành tiên sao? Nếu viết theo những gì nó nói là bất khả chiến bại, tôi vẫn dùng con chó ở đây. Thư pháp như kiếm đạo, mỗi lần đặt bút xuống đều giống như một lần vung kiếm, có chữ dòng ẩn chứa phương pháp kiếm đạo vô thượng. Đại tiêu giao đại tự do kiếm đạo muốn tu pháp này cần một viên chữ lớn ở trong lòng đại tiêu giao, không dính vào quá khứ, không sợ hiện tại, từng nét một khi làm được tự do, không thể không tuân thủ. Bạn đang vội. Thần kiếm. Không học được tiểu pháp, bỏ xuống đi, tôi sẽ cho bạn cách khác. Người tiếp tục như vậy có nguy cơ bị ma nhập. Đúng vậy, mọi phông chữ trong cuốn sách bơi đó đều không bị ràng buộc bởi dòng. Một số đơn giản không nhận ra đó là từ gì, là chính mình quá cố ý. Bỏ qua quan niệm nghệ thuật mà mỗi phông chữ nên có. Tôi chỉ muốn nhanh chóng viết cho anh ấy hàng chục màn cái mỗi ngày, rồi mạnh lên. Cảm ơn ông nội. Đệ tử nhà thằng hiểu rồi. Cậu hiểu gì? Tôi không hiểu những gì tôi nói. Màu trắng hiểu là được rồi. Hiểu rồi thì nhanh xuống viết đi. Cầu tổ sư gia dạy cho ta một chiêu làm việc. Tân tín tông của ta cần có một người đứng ra chủ trì đại cục. Hình như cũng vậy. Nếu tất cả những người khác làm đại diện có còn trung thực canh tác đất đai không? Tôi lấy cái gì truyền cho tôi, cái gì truyền cho bạn nhiễm sắc thể sao? Thôi nào. Tại sao một người đẹp như vậy lại gia nhập các vì sao? Đây ít nhất là cấp độ của những cô gái còn sót lại của cửa lớn và trung bình. Dù là ngoại hình hay thân hình thì cũng không có gì phải kén chọn. Thân hình duyên dáng, khuôn mặt tinh tế cho nhân vật thật là đặc biệt, thế giới rộng lớn. Đây là lần đầu tiên nhìn cận cảnh như vậy. Trong đôi mắt bình tĩnh kia dường như đã buông bỏ mọi thứ trên thế gian. Bên ngoài huyền hoàng. Đây là tiên hay là kiếm tiên chưa tuyệt thế? Tôi đã in một lời khuyên bất khả chiến bại ở đây. Ngươi có thể ngộ bao nhiêu xem ngươi tạo hóa. Nhận ra chiêu rẻ tiền như thế nào cũng phụ thuộc vào cá nhân bạn. Tôi sẽ ra hiệu một chút, tôi xem bạn còn có thể nhìn thấy gì nữa. Khi bạn không nhìn ra, tôi có thể đuổi bạn xuống núi. Hơn nữa còn có thể mắng một chút, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Một phải viết xong 1000 lần thì có chữ rồng lại đến. Cái này hình như cũng là bình thường trượt trên mặt đất một chút đi. Lâm Thanh Huyền Tâm có nghi ngờ, nhìn bóng lưng cao và thẳng trước mắt. Lại không dám nói mình cái gì cũng không nhìn ra. Thế là cứ nhìn chằm chằm vào vết kiếm trên mặt đất. Thấy trời tối, lại thấy chim trời. Vô thức đã ở đây nhìn vết kiếm cả ngày lẫn đêm rồi. Lâm Thanh Điện này lại nhìn vết kiếm một ngày một đêm. Mắt ngươi không giả mắng, đó chỉ là vẽ bừa bãi. Anh Vĩ, bạn có thể thành thật nói một câu không hiểu được không? Sau đó tôi có thể thoải mái tiễn bạn xuống. Bạn cảm thấy bây giờ không sao đâu. Cậu có biết là cậu cứ đứng đó để giả vờ ép tôi giữ nguyên tư thế này không? Chân đừng tê không còn cảm giác nữa. Cảm ơn ông nội. Tôi hiểu rồi, bạn hiểu rồi. Ngươi ngộ cái gì rồi? Hồi tổ sư gia, ta đã ngộ được kiếm pháp ngươi để lại trong vết kiếm. 81 chiêu. Tôi nhất định sẽ cố gắng luyện tập tốt. Cố gắng sớm ngưng tụ, đề nghị phụ nữ độc hại tổ sư gia chồng. Không thể nào, thực ra tôi là một người vô cùng nguy hiểm. Tuy tiện hoa một dấu vết người khác đều có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Thật sự hiểu rồi, đánh ra để tôi xem. Đây chỉ là 8 phím, có đáng sợ như vậy không? À, lần đầu tiên bạn gặp ông nội, tôi đã nhận được rồi, sao tôi không nhìn thấy? Cái chết như gió, luôn ở bên tôi. Tổ sư gia bộ kiếm pháp này tên là Bôn Lôi kiếm pháp, lần đầu thấy nhanh như chớp. 81 chiêu, nhưng tu sáu của đệ tử còn nông cạn, chỉ có thể chơi 1900 chiêu. Chẳng lẽ hắn là dùng kiếm pháp của Tinh Tinh để bảo vệ ta? Xem dáng vẻ của anh ta không phải là giả vờ chút nào. Nếu như Tinh Tinh luôn có kiếm pháp lợi hại như vậy, cũng không cần phải thất vọng như vậy. Đây thật sự là tổ sư gia mà hắn vừa mới hiểu ra, ngươi cảm thấy thế nào? Xong rồi, tổ sư cũng không nói gì nữa. Tôi quá phù phiếm. Lại biểu hiện phù phiếm như vậy trước mặt tổ sư gia. Đây là ông nội. Bay lên ngàn năm. Chỉ cần vẫy tay cũng có thể giúp trái tim anh ấy cao hơn mực nước biển. Ta một bộ kiếm pháp này sợ rằng căn bản không lọt mắt. Không tệ, lôi đình vốn là lực cực mạnh. Và bạn có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh này. Và kết hợp nó hoàn hảo với tính chất nhẹ nhàng của riêng nó. Điều này làm cho tòa nhà vốn mở rộng và đóng cửa nhiều linh hoạt hơn rất nhiều. Thêm nữa là không thể phòng thủ. Rất hiếm. Thế giới loài người đã qua 1/4 rồi. Thời gian trôi nhanh như vậy sao? Ha 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 ha.
Cái này tông môn đại sư tỷ chỉ vì vấn đề tu luyện tìm một chút tông an lão tổ. Chỉ một ngày một đêm, trở về thì nghe thấy có người đang khóc. Hắn nhất định sẽ nhìn, nào khóc lớn là Lý Hiểu và Doãn Tiểu Nguyệt. Hơn nữa là nhìn thấy Tô Cẩm Ngư ngồi xổm trước một gò đất nhỏ, rất nhiều tiền giấy đốt, nhìn buồn. Điều này khiến trái tim Lâm Thanh Huyền đập thình thịch một chút. Chẳng lẽ người trong gò đất kia là hắn? Ha ha Biển, trước đây chị gái chưa bao giờ tốt với bạn, sao anh đi sớm thế? Biển ơi Biển, chị ơi, em xin lỗi chị. Mấy năm nay không để bạn ăn no một ngày. Bây giờ tiếng Trung cuối cùng cũng tốt hơn rồi, bạn cứ như vậy đi rồi. Chị ơi, trước đây em luôn nói để chị dịu dàng một chút, học hỏi con gái nhà người khác. Bạn chỉ muốn trở thành một con hổ cái như vậy. Được rồi, ngay cả chết rồi chúng ta cũng không biết kẻ thù là ai, không biết anh đã đắc tội với ai. Chị ơi, chị đã nghèo ở tông môn chúng tôi 20 năm rồi, đến chết cũng không mặc một bộ quần áo đàng hoàng. Ta nhớ rõ ngươi vừa bị trưởng môn nhặt tới lúc mặc chính là thiên tơ thành quần áo nhỏ. Tất cả đều là tắm sông sao chính ngày. Nhìn là đứa trẻ bị bỏ lại bởi gia đình lớn. Chính là vào tông môn của chúng ta, tài nghèo rồi. Lúc trước trưởng môn của bạn bán tài sản của bạn, tôi và sau tài này sản trong lòng ấy này mới toàn quyền giao quyền lực tài chính của tông môn cho bạn. Nhưng bạn yên tâm, bạn muốn mua gì thì mua ở dưới. Tôi quản đủ ở đây. Chị ơi, chị quay lại đi. Chị ơi, em nhớ chị rồi. Đội đất nhỏ đó là cá tô cầm của em. Ừ. Ôi mẹ ơi, giả xác rồi, chị ơi. Rơi đầu lên ha 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 ha. Chó, đại sư tỷ, ngươi còn chưa chết, các ngươi đang làm gì vậy? Đây là đám tang của tôi. Thật xui xẻo. Đại sư tỷ thật sự là ngươi sao? Ngươi thật sự còn chưa chết sao? Bài học cuối cùng tôi còn cảm thấy có lỗi với bạn, đến chết cũng không đối xử tốt. Bây giờ có vẻ như hoàn toàn không tốt cho bạn. Bạn đang nói về con người. Tôi không chết ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nói xem chuyện gì đang xảy ra. Chị ơi, chị đã biến mất hơn 3 tháng rồi mà không có lý do gì. Chúng tôi đã tìm rất nhiều nơi chị có thể đến, nhưng không ai nhìn thấy chị. Phòng của anh cũng lộn xộn, bánh tráng rơi khắp sàn nhà. Chúng tôi nghĩ anh đã làm tốt. Tôi đã đi gặp ông nội. Tôi không nghĩ sẽ lâu như vậy. Tôi đã không nói trước cho bạn biết. Được rồi, anh đã đi gặp ông nội sau lưng chúng tôi. Lần này tổ sư gia thưởng cho ngươi cái gì tiên pháp, không định lấy ra khi còn nóng. Ta là đi cầu tổ sư gia, chỉ có ta tu luyện du lòng tự đăng thôi. Không phải là đi cầu tiên pháp. Tổ sư cũng vẽ một vết kiếm trên mặt đất để ta lĩnh ngộ. Ta đã học được một bộ kiếm pháp, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Nhân tiện, các bạn chưa từng đến núi sau xem sao? Chúng tôi cũng từng nghi ngờ cậu đi tiên giới, nhưng sau núi không nhìn thấy một chút dấu vết nào. Tổ sư gia lại truyền kiếm pháp của người. Nhanh bày ra đi, tôi xem, tôi học hỏi. Trên thực tế, hơn 3 tháng qua gần như đã từ bỏ việc đánh sắt. 3 ngày câu cá, 2 ngày phơi lưới không còn đam mê. Cũng là Lý Hiểu Rõ cùng Doãn Tiểu Nguyệt đặc vụ nhanh lên. Hai người căn bản không quan tâm có dùng hay không. Cứ làm đi. Hiển thị xong, Dương Bá ở trong này. Người chiếu lệ cũng phải có độ đi. Đây là kiếm pháp người học. Tổ sư gia là như vậy để cho ta ngộ. Chờ ta khôi phục linh khí sẽ cho ngươi xem kiếm pháp vốn tổ sư gia truyền cho ta. La 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 la. Tức giận. Bà già 22 tuổi con học Tiểu Nguyệt nhảy nhót cũng không ngại ngùng. Chị ơi, em nghĩ chị nên ăn dây kỳ gian đi. Không phải đơn hàng, chúng tôi có không phải đơn hàng không? Mỗi loại đơn hàng này muốn tệ nhất đều cần 10 món ăn nhẹ đi. Các người lấy tiền ở đâu ra? Chị ơi, chị nghi Lý Hiểu nuôi lợn không kiếm tiền. Vài ngày trước chúng tôi đi bán thịt lợn, chị cần mấy con lợn con tôi mua lúc đầu. Anh ta cho ăn hơn 2 tháng để phát triển thành lợn lớn theo phương pháp trong sách. Chúng tôi giết và bán, bán được hơn 1.000 món ăn nhẹ. Tôi nói cho anh biết, sau này đan dược của tông môn chúng ta không phải cực phẩm không mua. Không phải là cực phẩm, đan dược đều không xứng với chúng ta. Tinh Tinh Tông Lâm Thanh Viên lúc này mới phát hiện, quần áo của mấy người đều thay hết rồi, tất cả đều hoàn toàn mới, không có một bàn vá. Trên đầu Doãn Tiểu Nguyệt cũng có một vòng hoa xinh đẹp. Hai con lợn gì, hơn 1.000 đồ ăn nhẹ. Cô không dỗ dành tôi. Ngươi cho rằng ta chưa từng đi bán thịt lợn với chủ quán? Thịt lợn một thùng tiền một cân, hai con heo coi như có thể bán được 400 cân thịt. Tư chỉ có 400 đồng tiền. Đồ thanh tiên vàng cũng chỉ có 4 đồng vàng thôi. Cái này ngay cả giá của một nửa đồ ăn nhẹ cũng không bằng. Làm thế nào đây có thể bán được hơn 1.000? Là như vậy chị ơi. Thực ra lúc đầu cũng không có mấy người mua của chúng tôi, nhưng không biết tại sao, ngày thứ 3 khi chúng tôi lại đến thành phố nước bán thịt lợn, giá thịt lợn của chúng tôi đã bị đẩy lên một cân đồ ăn nhẹ khủng khiếp. Sau này càng dài càng nhiều. Đồng cân cuối cùng bán được 100. Chị ơi, em làm nông lâu như vậy rồi. Mùa đầu tiên này là bắp cải Trung Quốc. Cái này đều nhận một lần rồi. Đóng đầy một nhà kho. Chỉ chờ tìm thời gian lấy đi bán thôi. Bây giờ mọi người đều có thể mặc quần áo mới. Thức ăn của sông Lân đã được cải thiện. Tất cả đều là hương vị của núi và biển. Mỗi ngày ngoài vẽ, tất cả đều đang học công thức nấu ăn mới.
Cho nên bây giờ thức ăn của chúng tôi đều theo tiêu chuẩn hoàng gia. Ta vốn là 3-2 ngày mới dùng luyện khí ăn một lần cơm. Sở chưa lớn 5 tầng. Bây giờ mỗi ngày đều là người đầu tiên chờ Tiểu Nguyệt Hàn ăn cơm. Cuộc sống như vậy nếu như đến mấy cái thị nữ nha hoàn chăm sóc cuộc sống hàng ngày hay gì đó, quả thực là tốt hơn công tử hoàng gia. Lâm Thanh Vân làm sao cũng không hiểu được. Tự mình đi một ngày một đêm, sao tinh tông đều giàu lên rồi. Nghe tôi nói, hôm nay bắt đầu tiếp tục bữa ăn cũ. Bữa sáng súp bắp cải cộng với bánh bao, bữa trưa một súp một thịt một chay, bữa tối, rau chay, cơm trắng. Tại sao mỗi ngày hương vị núi biển hắn không thơm sao? Tại sao phải ăn nghèo như vậy? Lời nói trước đây của chủ tịch các ngươi đều quên rồi sao? Cuộc sống xa hoa chỉ có thể tiêu tan ý chí của con người, không thích hợp tu tiên. Sao ta không nhớ lão trưởng môn từng nói những lời như vậy? Nếu muốn tiếp tục làm đệ tử Tân Tín Tông thì đổi lại. Tổ sư gia cho chúng ta 5 quyển tiên pháp không phải là để thỏa mãn khẩu vị của chúng ta. Đừng quên, các bậc của tổ sư gia đều là cỏ nhỏ, vô tình đều là tự mình trồng dưa, trái cây và rau quả. Tôi thực sự nghĩ rằng ông nội nghèo đến mức không thể có được một ngôi nhà tử tế. Lần trước cho chúng tôi xem ông già của anh ta làm ruộng, thật sự nghĩ đó là tai nạn sao? Lãnh đạo từng nói sửa đổi trước tiên phải cẩn thận kiềm chế ham muốn, không rơi màu rượu bụi đỏ, không tham nam miệng bụng chữa bệnh, không mệt mỏi vì vật lạ, tu tâm trước. Ngay cả miệng bụng chữa bệnh cũng không thể khống chế được. Tương lai làm thế nào để đối mặt với những cám dỗ trong thế giới của người phàm? Nhà tranh của ông nội một gian nhỏ, rau tớ 2-3 cây. Là cho đại lộ đến ghen. Những gì ông nội cho chúng ta thấy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ừ. Tôi hiểu rồi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp ông nội, sương mù không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Mà sau khi tổ sư gia truyền xuống tiên pháp của chúng ta lại đi là nhìn thấy một cảnh tổ sư gia trồng trọt. Vậy chắc là ông nội biết chúng ta sẽ chìm đắm và tận hưởng cuộc sống, cho nên mới dọn sạch xương tiên. Cho chúng tôi thấy anh ta trồng trọt cũng là để cảnh báo chúng tôi. Đúng rồi, tôi cũng hiểu. Nếu như lần đầu tiên tổ sư gia không truyền cho chúng ta 5 quyển tiên pháp này, vậy lần thứ hai gặp hắn vẫn là một màn xương trắng, cảnh quan xung quanh không nhìn thấy được. Nhờ chị gái nhắc nhở, xin nữa thì quên bài học của ông chủ, gần như mất đi ý tưởng cơ bản nhất của các vì sao. Đó cũng là quan niệm cơ bản của toàn bộ tu danh môn chính phái trên thế giới. Đúng rồi, mấy năm trước tôi theo trưởng môn đi thăm một đệ tử của đại môn, chiêu mộ đệ tử của họ, nơi ở cũng là nhà tranh nhỏ, phòng ăn cũng là cơm nhẹ súc trong, có nước cũng không thấy. Lúc đó tôi còn trách đại tông môn kia keo kiệt. Giờ tôi hiểu rồi, vậy tôi còn phải học công thức nấu ăn mới không? Công thức này không phải anh dạy tôi sao? Không dưa cái gì? Đúng rồi, chị ơi, nếu mai tử thành, hôm nay chúng ta đi bán đồ ăn đi. Bây giờ là sáng sớm, nếu chúng ta gặp nhau và đến thành phố nước cũng không muộn. Đặt nó xuống nữa sẽ hỏng hết rồi, các bạn đều thay quần áo mới rồi. Của tôi đâu? Đại sư huynh đã đốt cho người rồi. Không thể nói chuyện bình thường được sao? Ừ. Cái này ba cái tinh tinh tông tinh dược bảy đại tu sĩ lại thành thạo ở phàm nhân chấn bày quầy hàng lên bắp cải. Không quan tâm đến sự thương hại không được sửa đâu. Bắp cải Trung Quốc tươi 2 miếng 5 một cân. Bắp cải Trung Quốc tươi 2 miếng 5 một cân. Bắp cải Trung Quốc tôi trồng không giống nhau. Cái nhìn này nhìn qua dây giết cả con phố tất cả rau của. Người tốt, hiện tại tu tiên giới đều cuộn đao muốn cùng chúng ta phàm nhân tranh cơm ăn sao? Tu tiên bị sao vậy? Tu tiên không cần tiền. Luật tài chính thường thấp hiểu không? Không có tiền, không đủ ăn, chưa kể mua một vũ khí ma thuật đàng hoàng đều là giá cao ngất trời. Cảnh này phòng trường chị có chút không thích ứng, có muốn tránh không? Các người không cần để ý tới tôi. Khi tôi không tồn tại, tôi đến đây chỉ để xem các món ăn được trồng trong lễ hội nông nghiệp bán được bao nhiêu. Thịt lợn thật đáng sợ, bắp cải Trung Quốc này chắc chắn cũng không bình thường. Mấy người bán thịt lợn của gia chủ đến rồi, nhưng lần này là bán bắp cải Trung Quốc lại đến rồi. Nhanh lên, đại liễu, lần này đừng để hai người kia cướp trước. Thịt lợn lần trước tôi tặng 10 cân cho các đạo tông. Người ta trực tiếp tặng ta một kiếm kinh đan bảy pháp bảo và hứa với chúng tôi một ân huệ. Còn nói lần này nếu như khó bán thịt lợn xuất hiện, mua toàn bộ thịt lợn bằng mọi giá. Bắp cải Trung Quốc mới, bắp cải tươi Trung Quốc 2 miếng 5 một cân. Dâu mè, thịt lợn lần trước vẫn còn bán. Tôi trả 50 đồ ăn nhẹ một cân. Có bao nhiêu mua bao nhiêu. Trương gia chủ thật xin lỗi, thịt lợn không còn nữa. Nhưng lần này đồ ăn chúng tôi bán cũng không tệ. Có muốn thử trước không? Vậy tôi sẽ nếm thử. Thật sự tốt, tôi mua hết rồi. Bạn đặt giá một phải không? 1.000 đồ ăn nhẹ phải không? Nhặt lên, bạn có muốn đếm không? Chào anh, tôi vốn muốn nói là muốn một món ăn vặt. Lần trước anh cướp của tôi mấy chục cân thịt lợn. Lần này có phải đến lượt tôi không? Lý Hắc Tử, đừng đến tham gia vui vẻ. Sao lại gọi hắn là Lý Hắc Tử? Đây cũng không còn là màu đen nữa. Hai người vừa trắng vừa to. Vẫn là quy tắc cũ. Chúng ta tự đặt giá, xem hai tiểu huynh đệ muốn bán cho ai nhà là người đó.
Hoa thiếu gia, tôi mua một bắp cải lớn, các bạn cũng muốn đến cơ sao? Mọi người đừng làm tổn thương Lý gia chủ. Hoa công tử có muốn nếm thử không? Đúng rồi, làm theo phương pháp của ông nội. Cho dù đó là thịt lợn hay bắp cải, tất cả đều là nguyên liệu cao cấp, nguồn cung thiếu cầu, nhỏ có cái này mập mạp bụng đầy nước xấu. Đừng để bị hắn lừa. Gia đình Lý tôi đã luyện đan qua nhiều tài lực có thể giết chết hắn. Tiểu huynh đệ, toàn bộ trên mặt đất này tôi trả 2.000. Tôi trả 5.000. Tôi trả 10.000. Trên mặt đất khoảng 100 cái. 111 viên. Ngày đầu tiên của tôi 111 bắp cải Trung Quốc. Anh giúp tôi tính xem đây là bao nhiêu tiền đồng của ba nội nó. Mấy người này rốt cuộc mua bắp cải Trung Quốc hay là không? Chúa ơi, ba cái gì đến bỏ phiếu vậy? 104, nửa miếng thịt đùi nặng 1 cân cuối cùng lại bán được 104. Đừng quá thái quá. Một bát đồ ăn nhẹ. Thuốc của bắp cải Trung Quốc này tương đương với một viên linh dược cấp 1 cấp cao nhất. 50 linh thạch một viên đã là giá lương tâm rồi. Không ngờ nhà Hoa lại đưa ra giá gấp đôi. Được rồi, 10.000 đồ ăn nhẹ. Chú của anh ấy, tôi đã thấy nhiều số không như vậy khi nào. Ừ, phải không? Thịt lợn lần trước tổng cộng chỉ có hơn 1.000 đồ ăn nhẹ. Bây giờ chỉ riêng bắp cải Trung Quốc trên mặt đất đã là 10.000 rồi. Còn hàng ngàn cái nữa trong túi lưu trữ. Tổ sư gia coi thường ta 10.000 đồ ăn vặt. Con xin tiểu huynh đệ chờ một chút. Tôi đã gọi người về lấy dầu mè rồi. Lần sau nếu còn có loại bắp cải Trung Quốc này, bạn có thể trực tiếp gửi đến nhà tôi, thành phố Thượng Thủy, nhà Trương, thành phố này, tùy tiện tìm ai cũng biết đi như thế nào. Đúng rồi, vẫn là giá hôm nay. Chờ đã, tôi còn có. Mẹ chăm, 10 tỷ bắp cải Trung Quốc này không thể nói trước mặt nhiều người như vậy rằng tôi không đủ tiền mua được. Tôi muốn tìm cho mình một bậc thang. Không ngờ thằng nhóc này còn có Trương gia chủ. Lý gia chủ, đừng đi. Chọn ngày không bằng va chạm này. Nếu không có bắp cải Trung Quốc, tôi sẽ quản lý đủ ở đây. Sao rồi? Trương gia chủ hứa sẽ có mùi giống như những thứ vừa rồi. Một miếng giá 10.000. Một tôi 100 đồ ăn nhẹ mua 100 bắp cải Trung Quốc. Mặc dù hiệu quả thuốc của bắp cải Trung Quốc này của bạn tương đương với một cây linh dược cấp 1. 100 đồ ăn nhẹ có giá trị hơn 100. Phải biết một loại linh dược cấp 1 cũng có giá khoảng 50. Thị trường cánh tay của bạn bị đầu độc. Hiện tại Trương Thiên Thủy có chút tiền thoái lưỡng nan. Cảm giác khó khăn trong lửa. Ngay cả trên trán cũng có chút mồ hôi. Chỉ thêm 5.000 đồ ăn nhẹ để mua đây không phải là cây nhỏ. Tương đương với tổng thu nhập của gia đình trong một năm. SSC cũng là sắc mặt đều hơi thay đổi một chút. Giá trị của bắp cải Trung Quốc này cũng khoảng 50 đồ ăn nhẹ. Nhưng để giả vờ ép buộc, càng là để khuê khoa. Tôi mua gấp đôi rồi, sao anh ta còn có? Vật hiếm là tắc phải không? Bạn nhỏ gọi là gì? Bên cạnh ngôi sao tông Lý Đại Hải, người đẹp trai này là đại sư huynh Tô Cẩm Nuôi của tôi. Đang nói những điều vô nghĩa gì ở đây? Mau lấy tiền đi. Mày có tiền không? Ngôi sao? Hóa ra là ngôi sao. Sớm có tai nghe như sấm sét. Nếu không, thịt lợn lần trước tôi cũng không thiếu. Vì mọi người đều là người quen. Nếu không rẻ hơn, giá phải nhìn thì sao? Tôi yên rằng đó không phải là tất cả. Thằng nhóc này chắc chắn còn có giao dịch. Tôi chịu thiệt một chút coi như kết bạn rồi. Này, này, tôi sẽ giảm giá một cách tình cờ. Người ta bỏ ra 10.000 vẫn còn ở bên cạnh xem đây. Đúng rồi, chị Lý, chị còn muốn không? Và đây thực sự là bắp cải Trung Quốc. Cái này còn có thể đáng giá. Đúng, đúng, đúng. Điểm cuối cùng nữa. Hắn không ngờ bắp cải Trung Quốc trồng theo nông nghiệp hào phóng mà tổ sư cho lại có giá trị như vậy. Trong nháy mắt lại để Lý Đại Hải kiên định tiến hành nông nghiệp. Tin tưởng tôi vẫn là một tên rác rưởi thì sao? Cũng có thể dựa vào nông nghiệp để trở thành tỷ phú. Cũng có thể dựa vào nông nghiệp để mua thành phố nước này. Mày có bao nhiêu? Thế thôi. Còn 5.000 thì sao? Chị Ly xinh đẹp. Ăn bắp cải Trung Quốc của tôi, bạn sẽ đẹp hơn. Này không tệ sao? Cùng một múi. Súp bắp cải luộc được trồng từ cùng một cánh đồng gió chắc chắn sẽ khóc cho đứa trẻ bên cạnh. Nói thật, chúng tôi không uống một bát súp bắp cải mỗi sáng. Hoàn toàn không có tinh thần làm việc. Em trai, vì chúng ta đều là cùng một họ. Bạn không rẻ hơn. Ha ha ha. Chị Lý, cái này không thể thiếu được. Nếu không làm sao xứng đáng với Trương gia chủ và Hoa công tử. Nếu không, tối nay chị gái là người của bạn. Bạn rẻ hơn một chút thì sao? Người phụ nữ này cố gắng dụ dỗ đệ tử của tôi. Động tác quyến rũ của bạn, bà già tự tin đẹp hơn mấy con phố của bạn. Đánh Lý Đại Hải từ nhỏ đến lớn. Trong lòng hắn phòng trừng sớm miễn dịch với phụ nữ rồi. Chị Lý có nghiêm túc không? Vậy tối nay nhất định phải để lại cho tôi một cánh cửa. Chị gái mờ nhạt đương nhiên là nghiêm túc. Bông hoa này mọc ở thành phố nước nhiều năm như vậy. Chưa ai có quyền thưởng cho tuổi trẻ của mình. Anh bạn, bạn thật tuyệt này, vời. Bạn ơi, nghe ông già một câu kiềm chế một chút kiểm soát tốt. Hãy đi tìm chút vui vẻ nào. Ha ha ha. Biển, biển, thức dậy. Tôi có một tấm gương, hãy nhìn xem tôi trông như thế nào. Mua đồ ăn, mua đồ ăn. Chị Lý đừng làm loạn lòng tôi, chị thật dễ thương. Thật đáng tiếc. Em trai lần sau có thịt lợn thì trực tiếp kéo đến nhà Lý của tôi.
Giá cả chắc chắn bao gồm bạn hài lòng. Lãnh chúa thành phố, có người đang lừa giá bắp cải Trung Quốc. Chúng ta có muốn điều động đội quản lý thành phố quản lý giá bắp cải Trung Quốc không? Thanh chủ là như vậy, Trương gia. Bài phẩy gia đình Lý vừa lấy riêng 7.000 đồ ăn nhẹ. 5.000 đồ ăn nhẹ, giá 10.000 đồ ăn nhẹ mỗi người mua một đống bắp cải Trung Quốc. Có gì ngạc nhiên vậy? Người ta ăn nhiều bị sao vậy? Lần trước thịt lợn kia bảo anh bí mật điều tra. Cậu có gì? Không phải thế. Thanh chủ bọn họ tiêu nhiều đồ ăn vặt như vậy, mỗi nhà chỉ mua 100 cái bắp cải Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là người bán bắp cải Trung Quốc này là người bán thịt lợn lần trước. Cái gì? Ba người tu tiên này chỉ là bán bắp cải trong thành phàm nhân. Đã thu hút sự chú ý của ban quản lý. May mà đại sư tỷ sớm phát hiện được nguy cơ bắp cải Trung Quốc. Bắp cải Trung Quốc tươi 2 miếng 5 một cân, không thể bán nữa. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chị ơi, có vấn đề gì vậy? Món của tôi vẫn chưa bán hết mà. Tôi em rằng đó là một rắc rối lớn. Có ai muốn cướp tiền không? Là ba nhà đó muốn lấy lại đồ ăn nhẹ. Hay là người khác muốn giết người hẹn hàng không rõ. Khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục bán thức ăn, tôi liền cảm nhận được một món ăn thần thánh như có như không đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Nếu tôi không đoán sai, nó sẽ trở nên người đó sẽ trực tiếp động thủ. Lát nữa nếu có thể chạy, hai người chạy về trước mời ông nội. Chú ơi, điều này có nghĩa là người đến ít nhất là một trang trí thật kỳ vàng. Chị có thể ngăn được không? Đây không phải là giày giết. Thuận sát bị tùy tiện giết, ta ngăn được. Tôi có niềm tin. Không biết tại sao, từ lúc học được phương pháp kiếm bôn lôi do tổ sư gia truyền dạy, tâm trí tôi không còn sợ hãi kẻ thù. Cho dù bây giờ biết đối thủ là vợ Kim Đan. Kim Đan sửa đổi sợ cái lông. Bối rối, ta còn tưởng là phủ thành chủ đến thu tiền thuê. Rốt cuộc, bán hàng ở thành phố nước là phải trả một tỷ lệ đồ ăn nhẹ nhất định. Phải trả phí quầy hàng. Tổ sư chúng ta cũng là tiên nhân, là đệ tử của các vì sao. Chúng ta dùng nước sợ hãi. Đừng nói Kim Đan sửa đổi, cho dù hóa thân sửa đổi nhìn thấy tổ sư gia chúng ta, hắn cũng phải dập đầu nhận sai. Các người có tin hay không, ta về nhà sửa sang hai cái túi to cho Kim Đan kia, hắn cũng không dám lên tiếng. Biển đường bốc đồng, ông nội phải ở phía sau núi mới có thể giao tiếp. Có thể nói là Tinh Tinh Tông, chúng ta ở bên ngoài chính là bị gà giết bừa bãi. Ồ, đúng rồi, tổ sư gia chỉ có thể liên lạc ở núi sau. Bay nhanh lên đi. Cậu không có chân dài. Bạn tự bay quá tải rồi, đại sư huynh. Giờ tôi sợ quá. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy kể từ khi tôi còn nhỏ. Đừng để bị cướp mà không làm nóng. Dừng lại, có chuyện gì vậy? Có bị chặn không? Tiền bối có bản lĩnh như vậy, tại sao phải giấu đầu giấu đuôi không dám gặp người? Cái này là ai vậy? Không ai nhìn thấy đã có cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Một cái luyện khí tầng 9 có thể có như vậy cường đại cảm giác lực. Chiếc áo tàng hình này của tôi không hoạt động. Và chuyện gì xảy ra với Jay? Kết thúc rồi. Mã thông báo của đạo tông tôi để ở nhà rồi. Đã qua nửa cột hương rồi, sao anh ta vẫn chưa xuất hiện? Tại sao người phụ nữ đó không sợ hãi? Cái này nhìn như thế nào đều chỉ là ba cái luyện khí sửa đổi bình thường. Một trong số họ còn nhận ra ngôi sao nào. Mấy tháng trước bị tôi đánh, tôi sẽ tấn công. Khi người đó xuất hiện, hai chân của ngươi sẽ chạy trốn, quay lại cửa giữa nhanh nhất có thể. Chị ơi, em không nỡ bỏ chị. Không sao đâu, tôi là sếp của chị. Không còn nữa thì tôi sẽ bảo vệ các bạn. Có vẻ như bạn biết quan tâm là đủ rồi, vậy bạn phải giữ lấy. Đừng chết sớm quá, đại sư huynh sẵn sàng chạy trốn nhanh chóng. Chị ơi, cố lên, trở về tông môn, ta dùng mã thông báo triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh đến cứu ngươi. Khi đó cho dù là Vân Châu cường đại nhất tông môn Vân Tông giết đến chúng ta cũng không sợ. Đổi máy luyện kiếm pháp. Đây vẫn là uy lực mà luyện tập tầng 9 có thể có. Làm thế nào để cảm thấy sửa đổi máy bay trực tiếp đều không có hiệu quả như vậy? Phải xâm xét khắp bầu trời hóa ra là do đại sư Lễ làm ra. Chẳng lẽ tổ sư gia thật sự truyền kiếm pháp của hắn? Nếu không chạy chết như gió, thường xuyên như thân. Có thể thu hút được kiếm pháp mã thiên vị gia trì. Đây là kiếm pháp thiên cực phải không? Làm sao anh ta có thể có thứ này? Là thiên cực kiếm pháp cũng có thể nói được tại sao luyện khí tầng 9 có thể có uy lực này. Điều này có nghĩa là phía sau có thể có lý do ở trên đại lão không thể nhúc nhích còn chưa xuất hiện sao? Tám kiếm pháp này có 81 đời. Một đời mạnh hơn một đời. Này, các bạn có quên gì không? Tốt, lại là ngươi, nguyên lai là thành chủ đại nhân, ta còn tưởng là cái gì con chuột. Thanh chủ đại nhân có chuyện gì sao? Các bạn bán rau ở thành phố nước của tôi, bán hơn 20.000 đồ ăn nhẹ rồi bỏ đi. Vì gian hàng có nên trả không? Chẳng lẽ thành chủ tự mình đuổi theo chỉ vì mấy món ăn vặt?
Đây không phải là một vài món ăn nhẹ. 220 người, quy tắc này không thể phá vỡ. Nếu không ai cũng bán đồ như vậy thì chạy. Thanh chủ này của tôi cũng rất khó làm. Bạn nói sớm đi. Làm mồ nào như vậy? Làm tôi sợ. Tôi tưởng là cướp. Lần sau đừng làm vậy nữa. Trông chúng tôi có giống những người không đủ tiền mua gian hàng không? Này, thịt lợn bán lần trước cũng không cho. Ôi, lần trước là quên thành chủ rồi. Không hổ thẹn là người có thể làm thành chủ. Lớp này keo kiệt lấy đi. Chúng tôi bổ sung. Trước đây, ông chủ của các bạn thường đến bán hàng cũng không cho một lần nào. Người tốt không hổ là thành chủ. Lấy đi. Đi thôi. Bình tĩnh nào. Lần sau nhớ chủ động nhé. Cảnh sát tiếp tục. Chứng sao hóa ra là thành chủ đến thu phí quầy hàng. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Nhưng có thể bình an trở về là được. Sau này ra ngoài nhất định phải mang theo mã thông báo đó. Viện khí trang điểm lại có thể làm tổn thương tôi. Một loại cây trồng mới nhỏ lại có kiếm pháp thiên cấp. Còn có những thứ có thể bị ba đại gia tộc cướp lấy mua. Tôi phải theo kịp. Tổ sư tông môn này là một người xuyên việt, không có gì ngoài việc trồng trọt và nuôi lợn. Sợ bị đệ tử phát hiện sơ hở, cuối cùng cũng quyết định chạy trốn. Chị ơi, Tiểu Nguyệt ở nhà có vẽ tốt không? Đại sư tỷ, tổ sư gia chúng ta xuống phàm rồi. Tiểu Nguyệt, tổ sư gia thật sự hạ phàm rồi. Hắn hiện tại đang ở trong chuồng heo của sư tỷ Lý. Hướng dẫn chị Lý cho lợn ăn. Ông nội, đây là đến để kiểm tra bài tập về nhà. Mấy tháng nay cuốn thép đó được làm như thế nào tôi vẫn chưa hiểu. Sợ là phải chịu trách nhiệm. Đây vốn là chuẩn bị lén lút chạy trốn. Không ngờ vừa xuống núi lại bị một cô bé nhìn thấy. Tôi không thể giữ một đứa trẻ 7 tuổi. Chỉ là bị kéo hoa kiều. Lại bị kéo gọi là chủ. Ông nội thế nào? Còn lâu nữa, tiếp tục ngay cả sức khỏe của bạn cũng không thể nhấc một thùng nước sôi lên được. Sau này ngoài việc cho heo ăn thì tập sư phụ. Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng. Xem ra bây giờ chỉ có thể chờ trời tối. Sau đó tìm một cơ hội lại chạy trốn. Tân Tín Tông Lâm thanh viên bái kiến tổ sư gia. Sao tổng tô cá vàng gặp tổ sư gia? Tinh Tinh tổng lý Đại Hải bái kiến tổ sư gia. Đứng lên nào, không cần phải thận trọng như vậy. Tôi không phải đồ cổ. Yên lặng trong trái tim, không phải trên đầu gối. Lúc này là phải bình tĩnh. Đừng hoảng sợ. Trong mắt người khác mình là tổ sư. Là nhân vật vĩ đại bay lên ngàn năm trước. Nhất định phải có khí chất của người lớn. Ông ơi, tôi vừa làm xong cơm rồi. Chúng ta cùng ăn tối nhé. Tiểu Nguyệt, cậu có hơi quá không? Đúng vậy, Tiểu Nguyệt, sao người có thể không tôn trọng tổ sư gia? Cũng có thể là Lý Hiểu cũng đổi mặt rồi. Đi ăn cơm đi. Tông môn này ngay cả một đệ tử canh cửa cũng không có sao. Các trưởng lão khác lại đóng cửa ở đâu? Trong cơ thể con vịt này lại có một tia máu hung tình thượng cổ. Ngay cả con chuột này trong cơ thể cũng có thượng cổ mãnh thú huyết mạch ngủ say. Tranh thủ không ai biết đi. Đâu rồi, tôi lặng lẽ mượn mấy cái về hẳn là không thành vấn đề phải không? Nghĩ đến một thế hệ thành chủ lại có một ngày sẽ làm chuyện trộm gà trộm chó như vậy. Hắn cảm thấy một trận kích thích, mở cánh cửa cho một thế giới mới. Đây là ghê kỳ có dòng máu thượng cổ. Ăn một cái tức thời nâng cao một cái đại cảnh giới không thành vấn đề. Nếu các ngôi sao nhớ không lầm, hơn 1000 năm lịch sử rồi. Luôn là kẻ cướp trong mắt mọi người. Cũng lời đến thăm không vào lưu tông môn. Tôi chưa đến hôm nay để vén bức màn bí ẩn của bạn. Cái này ngàn năm bất diệt tông môn sợ là có một vị nắm giữ thượng cổ thời kỳ một loại nào đó thư kỳ trí tôn tồn tại. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao hôm đó thịt lợn lại bán quá mức như vậy. Đây hóa ra là thịt lợn chứa đựng huyết mạch của thú giữ thượng cổ. Đào một cái lấy. Cái gì đây? Những chồi non này giống như có sự sống. Có hơi thở yếu ớt. Đang hấp thụ linh khí bốn phía. Đêm gọi một lần nuốt linh khí. Cái này sợ không phải muốn thành yêu. Hâm. Muốn điều tra tông môn này ta sợ là còn chưa đủ tư cách. Mượn thêm một con heo con nữa thì dừng lại. Sau này vô béo rồi lại đến nhé. Này, này, này. Này. Bạn không nghe thấy. Có vẻ như ai đó đã lấy trộm một con lợn. Các cậu không đi xem. Của ba nội nó, mười mấy năm ở trung môn, chưa từng gặp phải trộm cắp. Tổ sư gia này vừa xuống phàm thì có người trộm đến cửa. À không phải Biển, bạn có biết nói không? Ai mà dám đến đây vào buổi tối chứ? Chuyện gì thế này? Không bay được. Tăng hình cũng được dỡ bỏ. Tôi mở một đơn sửa đổi. Sao cái này ngay cả pháp lực cũng không còn nữa? Bạn đến từ làng nào? Tại sao lại trộm lợn của nhà tôi? Tôi đã hoàn thành việc này rồi. Lần này chỉ hy vọng mặt nạ này không bị hỏng nữa. Bỏ con heo xuống đi. Mấy vị tiên nhân tha mạng. Gia đình tôi bị bọn cướp giết hết rồi.
Tôi đã vô tình đến đây để ăn cắp con lợn của bạn. Là tinh phải rồi. Là vì muốn đổi mấy đồng để mua mấy cái bánh ăn. Làm ơn đừng giết tôi. Cậu đến từ làng Sơn Hạ, không xa đâu. Mấy vị tiên nhân ở Dương Thôn hẳn là chưa từng nghe qua. Dương Thôn thật đúng là chưa từng nghe qua, nhưng trông cậu rất quen. Sự ngụy trang của tôi vẫn chưa biến mất, hắn cũng có thể nhận ra. Nếu là sửa đổi mạnh mẽ hơn, giết có thể tốn tiền, nhưng trách nhiệm quá yếu. Thả hắn ra đi. Vâng, ông nội nói rất tốt. Trang trí của kim đan này rất đáng thương. Tuổi như vậy còn muốn trộm heo mua bánh ăn. Sư huynh thả hắn đi. Cái gì? Anh ấy là kim đan. Nói tại sao bạn đến đây? Ta mặc dù không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trên người tháng riêng, nhưng Tiểu Nguyệt đều nói kim đan. Đó chính là kim đan. Một đứa trẻ đơn giản như Tiểu Nguyệt sẽ không nói lung tung. Chỉ sợ là tổ sư gia truyền cho hắn cái gì tiên pháp, có thể nhìn thấy kim đan trong cơ thể người khác. Tiểu Nguyệt hắn thật sự là kim đan sửa đổi sao? Mê mông, anh ấy là kim đan. Tôi có thể nhìn thấy kim đan ngưng tụ trong cơ thể hắn. Trên đó có ba mẫu đẹp. Nhưng bây giờ viên kim đan đó bị khóa rồi. Bị xích sắt vàng khóa lại rồi. Tôi vừa rồi lại đang nói một vị kim đan sửa đổi rất yếu. Có phải là tay của ông nội không? Mặc dù tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi không thể nói. Thực ra tôi không thấy gì cả. Tôi chỉ là con người. Không tốt rồi. Kim đan của ta dĩ nhiên là bị áp chế. Bị cái gì tổ sư gia kia áp chế. Điều tồi tệ nhất là còn bị một cô bé nhìn thoáng qua thấy mình là đồ trang trí sau này của kim đan. Ba mẫu hoa văn, bạn thực sự là trang trí sau này của kim đan. Các người kim đan trang điểm đều nghèo đến trộm heo của ta sao? Tổ sư gia cái này thật sự muốn thả đi sao? Tôi nghĩ giết thì quên đi. Xem ra khoảng 70-80 tuổi nhưng là kim đan muộn. Hắn chắc chắn là một kẻ tái phạm. Nếu thả đi, không biết có bao nhiêu con lợn con bị trộm. Trông tôi bao nhiêu tuổi? Biết đó là kim đan rồi. Vẫn là cho rằng bị áp chế pháp lực kim đan. Đây không phải nhân lúc hắn bệnh mà giết hắn. Vừa rồi đều nói thả rồi, bây giờ lại đổ nước. Có phải hơi có vẻ như ông nội này của tôi nói chuyện không tính không? Đệ tử về tổ sư gia không dám nói lung tung. Tôi nghĩ ông nội mới 20 tuổi. Tổ tiên chúng ta là trước, cùng thọ với trời đất. Thời gian không dám để lại dấu vết trên mặt ông nội. Phi thăng ngàn năm lại hạ giới chỉ đạo chúng ta những này phế vật đệ tử. Ly hiểu rồi, sau này nói chuyện tôn trọng một chút. Các bạn xem xử lý đi. Ông già này là một thợ kim hoàn. Chỉ vì trộm một con heo con màu nâu xanh này, tự mình bị giết. Chị ơi, nếu không giết đi, ta tới động thủ quên đi. Tổ sư cũng đều nói thả. Vậy thì thả đi. Một sửa đổi kim đan, ngay cả tổ sư cũng không áp chế pháp lực của hắn. Có thể làm gì? Tôi hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Tiểu tông môn này lại có trước. Hóa ra đằng sau tất cả chuyện này lại có một vị tiên. Ta lại sờ được một vị có chức ngồi trấn tông môn đến trộm heo. Đường đường kim đan đại sửa đổi lại làm chuyện này. Khuôn mặt không bị chỉnh sửa đều làm bạn mất hết rồi. Nhanh chóng đi đi. Giết người, phù thủy, Don. Tôi đã sống sót. Trong mắt những người ở cấp độ đó, bản thân có lẽ thật sự bụi bặm cũng không bằng. Thậm chí không có tư cách giết chết điền. Một con chó chết ném vào cánh đồng còn có thể mọc ra một đồng cỏ tươi tốt. Nhưng mà tôi thậm chí còn không có tư cách làm dụng béo này. Các ngôi sao ở trong nước của tôi. Từ giờ trở đi, hãy nhìn lên ông nội với ngôi sao kiến khiêm tốn. Tôi làm cơm được không? Rất tốt, không tệ. Vậy sau này tôi mỗi ngày nấu cơm cho tổ sư gia được không? Tiểu Nguyệt tổ sư gia chỉ là hạ giới biết chúng ta tu luyện một thời gian. Trên trời cũng có chuyện của tổ sư gia. Không sao, tôi có nhiều thời gian. Cho Tiểu Nguyệt trưởng thành đại mỹ nữ cũng thành tuyệt thế. Mạnh rồi tôi sẽ đi. Thật sao? Nhưng mà trong thời gian này Tiểu Nguyệt, nếu cậu không nghe lời thì tôi sẽ đi. Sự can đảm của anh ấy để ở lại đây bây giờ chỉ là do những người này rất tôn trọng và tin tưởng anh ấy. Nếu anh ta thấy một chút chào đón, anh ta sẽ phải bỏ lại mọi thứ và đi ngay lập tức, không bao giờ quay lại. Dù sao mạng chó cũng quan trọng, vậy chúng tôi kéo móc. Ha 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 ha. Lần này em rằng hơi khó thoát ra, cũng không biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu gì. Thưa ông, tôi sẽ xuống đồng làm việc trước. Vừa nhớ ra ớt nên tưới nước rồi. Đi làm đi, tôi cũng ra ngoài đi dạo. Đầu tháng, Giang Thần nhìn ba chữ lớn mà mình đã khắc lúc đầu. Lúc đó suy nghĩ nhàn nhã. Bây giờ đều sắp bị phong hóa, trên đó có dấu vết của thời gian. Cái này thì sao? Lần này đi không được đâu. Ta ngàn năm trước là phế vật, không phải bây giờ sao? Mặc dù tiểu càn khôn giới chỉ qua 3 năm, nhưng thế giới bên ngoài đã trải qua 1.000 năm. Tổ sư gia, mới nguyện ý ở lại chỉ điểm chúng ta tu luyện, là tiên phong của chúng ta. Phòng của ông chủ đã dọn phòng cho bạn rồi.
Tổ sư gia cái này hư không nhảy múa bản lĩnh quá lợi hại. Nếu như chính mình học được làm cái gì cũng tiện cho hắn. Hiếm có ai như vậy không có lòng đạo đức công cộng. Quả ớt tôi vừa trồng thì rút ra cho tôi. Đây vẫn là cây giống. Biển chắc chắn là do ông già kim đan đó làm. Tôi thấy rằng tất cả những con vịt trong sân đã biến mất. Ngay cả những con chuột cũng bị thiếu. Ước gì sớm biết thì không nên để nó đi. Hệ thống nhắc nhở một trận hạn hán quét qua Tô Châu đang đến. Yêu cầu vật chủ dự trữ lương thực tốt. Chuẩn bị phòng cháy. Hóa ra là có người đang trích xuất lời của chân hoàng. Muôn chó gặp chân hoàng gặp cổ trấn. Đó là thị trấn cổ thời kỳ Sengoku. Đó là thời gian đứt dây đến khi sinh linh đi khắp nơi. Thị trấn cổ này càng là những bộ phận khác nhau trên người chân hoàng. Vì mắt trận, bây giờ năm tháng này và năm xưng tiên đều cách nhau một mảnh thượng cổ rồi. Làm sao còn có thể có người có thể làm được đồ vật của năm tiên cốt? Xem ra con chó này đứng lên mới là đúng. Xuyên qua là có thể làm nhân vật chính cái gì đều là vớ vẩn. Nông dân nghe lệnh. Một thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra. Các cậu nhanh chóng dự trữ chút đồ ăn đi. Không muộn đâu. Hôm nay xuống núi đi mua giày về. Thiên tai cho dù thiên tai cũng không ảnh hưởng đến chúng ta mới đúng. Dù sao có tổ sư cũng phải ở đây. Lấy Thanh Châu làm trung tâm, ảnh hưởng đến các bang cây xoay. Nói đúng ra là thiên tai. Tốt hơn là nói là hiện tượng thiên văn cực đoan do con người tạo ra phù hợp hơn. Tổ sư ra loại người nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là Thanh Châu có người muốn trải qua lễ hội tối cao? Sẽ xuất hiện một vị trí tôn. Hoặc là Thanh Châu có ẩn giấu trí tôn muốn thành tiên. Nếu không thì làm sao có thể có thiên hạ ảnh hưởng đến mấy châu? Có người đang trích xuất lời của chân hoàng muốn làm nhục thị trấn thượng cổ. Nhiệt độ cực cao được giải phóng vào thời điểm đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong một thời gian dài. Ngay cả khi đó là sức mạnh của mắt năm cách ly hiệu của nhiệt độ đó. Các bạn nhanh đi chuẩn bị đi. Hôm nay mặt trời rất sáng. Bạn có phát hiện ra không? Có lẽ có liên quan đến hiện tượng thiên văn bất thường mà ông nội nói. Chị ơi, nếu chị muốn mua quần áo thì tự đi. Nếu tôi đi mua thực phẩm và rau củ, chúng tôi không cần phải mua. Dù sao bắp cải Trung Quốc đủ thịt cũng không cần mua. Có thể giết một con heo. Lát nữa mua xong rồi, tập trung ở đây. Người là ai? Cô gái, hôm nay có bán thịt lợn không? Lợn nuôi trong tỉnh. Vân Tông chúng tôi rất hứng thú. Cô gái có thể cho tôi biết làm thế nào để nuôi được thịt ngon như vậy không? Vân Tông Vân Châu mạnh nhất trồng đầy đủ. Không ngờ thịt lợn kia lại làm kinh động đến sự tồn tại của cấp bậc này. Thanh chủ đại nhân Tinh Tinh từng lấy mấy cái bán đồ ăn lại đến rồi. Họ lại đến bán đồ ăn à? Hay là bán cái gì khác? Mấy cái này là tổ tiên nhỏ. Trước đây không biết cũng coi như vậy. Bây giờ thì biết. Nếu không, nếu có điều gì đó xảy ra trên lãnh thổ của bạn, vị tiên nhân kia cho nơi này một cái tát, thì xong đời rồi. Loại nhân vật đó một ngón tay đè nát núi và núi lớn không phải nói đùa đâu. Lần này hình như họ đến mua đồ. Nhưng người phụ nữ trong số những người bán rau trước đó hình như sắp xảy ra chuyện. Chuyện gì đã xảy ra? Xem ra đó hình như là bệnh mây mưa của Vân Tông. Chẳng lẽ Vân Tông cũng thích loại bắp cải này? Nhanh đi triệu tập nhân thủ. Bảo họ mở cửa. Đồng thời bảo vệ người dân trong thành. Thanh chủ phơi bày sức mạnh của chúng ta thật sự được không? Lỡ ba nhà nào biết thực lực của chúng ta làm chuyện thì sao? Đừng nói nhảm nữa. Hành động bí mật. Nếu cô gái Tân Tông đó xuất hiện chuyện gì ở thành nước của tôi, đừng nói phù thành chủ, toàn bộ thành phố nước phải biến mất. Ngươi xem hai người này làm sao đứng ở giữa đường không này, đấy chắc là cô con gái thất lạc nhiều năm gặp mẹ già. Ông trời đều cảm động vì nó rơi xuống một đám mây trắng che khuất ánh mặt trời. Tại sao tôi cảm thấy nó cũ hơn vẻ ngoài đáng sợ như vậy? Chứ ông đó càng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chị gái xinh đẹp như vậy vừa nhìn là người nhà tiên. Không thấy dưới chân hắn đều có ánh sáng. Lao dưới chân cũng có. Đừng xem gì cũng náo nhiệt. Nhưng ai muốn sống thì lù lại. Nhìn xem, thành chủ đến rồi. Lão Mộc trước mắt là một vị cường giả nguyên anh khí. Nguyên anh đánh kim đan của thực là cha đánh con trai. Nhưng mà đã thấy qua chân chính cường giả thủy trường thành chủ nào đủ đâu. Hắn nghĩ chỉ cần giữ lại là được. Dù sao đệ tử của Tinh Tinh Tông chắc là sẽ hướng tông môn lão tổ cầu. Ngươi là trưởng lão của Vân Tông, Vân Hoan Ngân. Đến thành nước của tôi động tay động chân có phải hơi quá không? Thủy thành thành chủ, ngươi quản hơi rộng rồi. Thành phố nước của tôi chỉ thuộc về đế quốc còn chưa đến phiên ngươi làm chủ. Ngươi Vân Tông lại mạnh có thể chống lại đế quốc không? Này này còn không cần phải lên đến mức độ nghiêm trọng như đế quốc đâu. Tôi chỉ lấy một con búp bê nhỏ thôi. Có phải là công chúa hoàng gia không? Cô gái, cô đi trước, tôi chặn ở đây. Ngươi của thủy thành chúng ta, người ngoài không thể động đậy. Nếu không thành chủ này của ta sẽ mất mặt. Chuyện gì vậy? Trước tiên không nói Lý Minh Bạch nuôi được là có thể kinh động đến sự tồn tại của cấp bậc như Vân Tông. Chính là cái này kêu kiệt đạo thu một gian hàng phí đều tự mình đuổi theo mấy dặm địa thành chủ. Anh ấy thật tốt bụng giúp tôi. Thành chủ vĩ đại như vậy. Chẳng lẽ tôi hiểu lầm hắn rồi? Vậy tại sao trước đây còn bảo người ta đánh Tô Cảnh Du? Cô gái, đi đi, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Ta sẽ ghi nhớ ân tình này của phụ thành chủ.
Có ngươi câu này là đủ rồi. Nếu không ghét thì thưởng cho tôi một con heo con là được. Người của Vân Tông Diệu ta không mấy người dám ngăn cản. Mây khói ngày này qua ngày khác canh giữ ta xin vui lòng. Ngươi là muốn quyết tâm cùng ta Vân Tông không qua được nữa. Xin lỗi. Tình huống may dài có chút đặc biệt. Bạn xem bạn có thể đợi họ ra khỏi thành phố không? Tôi tò mò cô sợ cái gì. Haha, mắt tốt. Vâng, thế hệ trẻ đang sợ hãi. Tôi không thể đắc tội với bất kỳ ai trong số bạn và những người phía sau cho nên bạn xem có thể không làm khó thành chủ nhỏ của nhà tôi ở giữa không? Người phía sau hắn. Một cái không lưu 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 tiểu tông môn Ngô Kiến Đức có cái gì đại nhân vật đi. Trước đây tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không tin, Vân trưởng lão có thể theo hắn trở về xem là biết. Dù sao thì con người cũng không biến mất. Cái này muộn hơn một chút, sớm hơn một chút cũng không nếu sao. Nếu còn hy vọng trưởng lão đừng bán đứng ta, có lẽ tương lai còn có cái gì hợp tác cũng nói không được. Ta muốn xem Tinh Tinh Tông này có thể có đại nhân vật gì. Mã thông báo của bạn có mang theo không? Gọi anh ta đi. Cho dù hai ta toàn lực phi hành, cũng còn nửa cột hương thời gian mới có thể trở về tông môn. Nguy hiểm giữa trường. Có. Chị ơi, cái này vẫn là nhằm vào chúng tôi. Đối với chúng ta cũng không có loại phương tiện có thể trực tiếp liên hệ với tông môn. Tổ sư già cũng không nên lúc nào cũng nhìn chăm chăm chúng ta. Phải chạy nhanh về mới an toàn. Rất mạnh. Phù thanh chủ hẳn là không chống nổi. Thân tay của lão thái bà kia còn khóa lại nhìn chăm chăm chúng ta. Phù thanh chủ lại tốt bụng như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu ư đã lâu không gặp. Tôi tưởng anh đã quên tôi rồi. Thưa ngài, xin ngài hộ tống chúng tôi về tông môn. Chẳng lẽ các người bị lão già cưới Nguyên Anh theo dõi rồi? Đúng vậy. Vì vậy chúng tôi cần bạn hộ tống thành kê hên gật đầu. Hắn đang lo lắng tìm lý do gì để tiếp cận tông môn ẩn sĩ này. Hơn 3 tháng liên tục lang thang quanh thành phố nước này. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Vân trưởng lão, người có phát hiện rồi. Kinh Hu và Đạo Tông đã can thiệp. Giờ đã an toàn. Đại trưởng lão, đây là tông môn của ta. Bên cạnh đời ơi tông, đây là chị gái tôi Lâm Thanh Viên. Tên tôi là Tô Tỷ Ngư. An toàn rồi, sự hoảng loạn của hai người vừa rồi không phải giả vờ đâu. Sự bình tĩnh hiện tại cũng không phải là giả vờ. Chẳng lẽ bên trong trung môn thật sự có cái gì đại năng hoặc là trí tôn tồn tại? Nếu không làm sao có thể vừa đến cổng mà nói thẳng là an toàn. Nhưng cánh cửa giữa này trông hơi khác một chút. Cái này sao còn cho lợn nuôi gà? Bên kia cải tạo đất đai không phải là nên trồng các loại đại linh dược thế gian không nhìn thấy sao? Tại sao là vườn rau? Các đệ tử khác đâu? Bức ảnh bán ảnh này tông môn là như thế nào lấy ra thật sự hoang gia? Đại trưởng lão tông môn nghèo nàn khiến ngươi có hiệu quả rồi. Không phòng không phòng, tôi đã được chỉnh sửa để nói về sự thanh tâm và thiếu ham muốn. Đạo pháp tự nhiên, quá mức xa hoa ngược lại dễ dàng làm cho người ta tan chảy một cái tu tiên. Ý tưởng này là tốt, ý tưởng ngôi sao của tôi là như vậy. Ngồi xuống đi, tôi sẽ ngâm cho bạn. Chả không được. Ngược lại các ngươi trước tiên xử lý một chút cái kia đuổi tới Vân Tông cao thủ đi. Đó là một trang trí nguyên anh. Để mặc kệ, sợ là có chút rắc rối. Kẻ thù vẫn còn đó. Tôi sẽ báo cáo chuyện này trước. An toàn rồi. Nhưng nếu đối phương không bỏ cuộc, vậy thì ở lại cánh đồng béo đi. Ông nội không tốt rồi. Tu sĩ Nguyên Anh giết đến cửa rồi. Tình huống gì? Đại sư huynh, các người đi mua đồ ăn còn có thể chọc đến Nguyên Anh tu sư. Không biết chỗ nào đắc tội với Vân Tông bọn họ một cái Nguyên Anh trưởng lão ở Thủy Thành chặn đại sư tỷ. May mắn được phủ thành chủ trì hoãn lại. Lại được đại trưởng lão Đạo Tông hộ tống chúng ta một thành. Lúc này mới an toàn trở về tông môn. Làm sao đây? Cái này đi ra ngoài mua một món ăn đều có thể chọc giận Nguyên Anh lão quái. Trông như một người bình thường, sao không thể là tổ sư của tông môn này? Chẳng lẽ là chính mình nhìn không thấu cảnh giới của hắn? Là bởi vì tu sáu đè bẹp ta. Điều này nên hợp lý. Dù sao có thể lấy được đất vàng thật chắc chắn không bình thường. Chụp được nấu cát hàng gặp qua tiền bối. Cái này Tô Kim Ngọc lại mang một vị nguyên ảnh trang trí đến nhà rồi. Còn gọi tôi là tiền bối. Cái này dám trả lời sao? Chắc là hai. Nếu không nhầm, trên đám mây kia là cái gọi là kẻ truy sát. Haha, tông môn này căn bản không tồn tại người mạnh hơn ta. Mạnh nhất nhưng nguyên nhân vẫn là cực đạo tông kích ngang. Đây chính là tông môn khiến thành chủ không dám đắc tội. Có phải là không dám đắc tội không? Cơ hằng ta muốn diệt tinh giới tông. Ngươi muốn bảo vệ chúng. Cơ hằng, ta muốn diệt tinh tinh tông. Ngươi muốn bảo vệ chúng sao? Nguyên nhân lão quái đánh tông môn đe dọa muốn tiêu diệt tinh tinh tông. Người phàm chưa từng tu luyện nên đối phó như thế nào? Phạm hạn đạo hữu nghiêm trọng rồi. Các mu không có quyền bảo vệ các vì sao, chỉ là đến làm khách mà thôi. Tổ sư lạnh lùng như vậy. Ta muốn gặp sư đệ của ngươi. Tôi là một người có địa vị và địa vị. Cô thậm chí còn không nhìn tôi. Vậy thì tốt hơn. Trong khi nói, một số chuỗi sắt làm bằng bạc được hình thành từ trên trời rơi xuống. Đầu lại đầu tháng nuôi hắn lại đuổi đi tinh tinh tông người cư về hỏi loại thịt lợn đó là như thế nào đến. Lâm Thanh Nguyệt, bạn hiểu rồi, đám người thì vô cùng mong chờ nhìn ra muốn xem tổ sư ra đánh người kia như thế nào. Điên Bèo nói ra tay liền ra tay. Tôi sắp lạnh rồi.
Chỉ có thể cầu nguyện tiểu càn không gian có thể ngăn cản được. Không hổ thẹn là tông môn tổ sư gia bình tĩnh như vậy sao? Sao còn không làm? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Dám bỏ qua cuộc tấn công của tôi? Giả vờ. Tôi cũng muốn làm thế. Chưa từng tu luyện qua, ta lấy cái gì làm? Tôi không thấy anh ta làm thế nào. Thậm chí không thể cảm nhận được một chút biến động mana nào. Nhưng cuộc tấn công của chính mình cứ như vậy biến mất. Là thật. Phương pháp này chưa từng có. Tổ sư gia chúng ta đều không thèm động thủ với ngươi. Xuống đây, bà già. Ông nội quá đẹp trai. Một cái ánh mắt không động đậy đã khiến một vị công kích trang trí nguyên anh vô thanh vô tức tan rã. Ngay cả tôi cũng không biết anh ta làm thế nào. Cảm giác vị tổ sư gia này hoàn toàn không có động tác, chỉ là một cái ánh mắt vô cùng thờ ơ nhìn thiên thông. Bà già này chắc là dùng quyền lực rồi. Quyền lực do nguyên anh trang trí một đòn còn có thể ngăn chặn được không? Ta nghĩ người tu hành không dễ dàng cũng không phải ma đạo. Tôi không muốn giết anh. Nếu đang thúc đẩy vận may, hãy ở lại. Giang thần thấy tiểu càn khôn ký thật sự nuốt chừng hoàn toàn cuộc tấn công đó và hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ, lại bắt đầu giả vờ ép buộc, nhìn đám mây với đôi mắt coi thường mọi thứ. Bà già nghe thấy không? Ông nội nhà tôi có lòng tốt lớn, niệm ngươi tu hành cũng không tha mạng cho ngươi. Ngươi còn không mau súng quỳ xuống. Tổ sư gia chỉ cần ánh mắt là có thể vô thanh vô tức khóa giải một nguyên nhân sửa đổi tấn công, nếu ra tay còn không tán nát cõi trời, còn không sửa đổi nguyên anh thành gà con. À đúng rồi, nếu bạn không biết tốt xấu nữa, nhà ta tổ sư gia có thể muốn một cái tát chụp ngươi súng rụng béo rồi. Cái kia cái gọi là tổ sư gia nhìn ánh mắt của hắn thật sự quá thờ ơ, một chút cảm xúc cũng không mang theo. Nó giống như nhìn vào một tảng đá, giống như thiên thần đang nhìn kiến vậy. Hơn nữa khí chất đó quá siêu việt. Nếu như được một thanh kiếm, quả thực là một vị tuyệt thế kiếm tiên. Vân Tông Vân Hoàn Âm có phiền toái tiền bối thanh tu ở đây bồi thường không phải sao? Đây là chút tâm ý của tôi, hy vọng tiền bối hài hàm. Cho bạn rồi, tôi không dùng được thứ này. Làm sao nói một cái nông trại lớn cũng phải có một kiện hàng lưu trữ không gian tủ lưu trữ quá nhỏ để chứa được nhiều cây trồng. Anh Lâm Thanh Liên cảm ơn tổ sư gia. Đại sư tỷ, đây là tổ sư gia tặng cho ta, ta biết mượn ta chơi 2 ngày. Đừng nói là hợp với ngón tay trắng của tôi. Cái này chỉ đơn giản là được thiết kế riêng cho những ngón tay ngon lành của bạn. Ông ngoại, ông không quan tâm, chị gái bắt nạt tôi. Nói xem tại sao lại bị bóng xa sửa đổi chặn cửa lại. Nếu tôi không cướp ngôi sao của tôi sẽ không thể giết cửa được. Tổ sư gia đây là nhằm vào con lợn mà Lý Hiểu nuôi. Lần trước họ đến thành phố nước bán thịt lợn cũng không biết vì sao bị mọi người cướp mua. Lần này Vân Tông cường giả này chính là vì lợi ích chăm sóc sau sinh của lợn nái. Chẳng lẽ cái kia trộm heo cũng là Vân Tông? Là bởi vì không trộm được mới tức giận vì xấu hổ, gọi nguyên anh trang chỉ đến diệt tông môn của ta. Chắc chắn là Vân Tông. Không ngờ còn có loại người này nữa. Vân Tông làm sao cũng không tưởng được. Bọn họ lại không hiểu sao lại gánh một tội danh trộm cắp. Sau này đừng đi bán thịt lợn nữa. Trước khi mình không có đủ sức mạnh để chống lại những tông môn này, đừng ra ngoài bán cái này bán cái kia là tôi. Chỉ có giáo hội tổ sư phụ mới không bán bất cứ thứ gì trước khi không có đủ sức mạnh. Không gây thêm rắc rối cho ông nội. Lần này là may mắn, nhưng lỡ làm lại thì sao? Sức mạnh của một hiện vật. Phải biết rằng hóa thần khí đã tiếp xúc với cấp độ không gian này. Tiểu càn khôn giới của ta nếu như sử dụng như vậy, chắc chắn có thể bị phát hiện. Đó cũng là lúc tôi hoàn toàn tiêu đời. Tổ sư gia, ngài có thể truyền cho tôi một chiêu làm việc không? Còn có công pháp tu hành của tông môn chúng ta quá kém, dẫn đến tiến độ cực kỳ chậm. Hai tu 20 năm cũng mới luyện khí tầng 5. Có thể sửa cho bổn tiên pháp không? Công pháp tu hành kém. Đây là cảnh tượng trước mặt họ. Hiệu suất thoát khí cực thấp, tiến độ tu luyện cũng cực kỳ chậm, vẫn lên mạng thấp. Từ ngàn năm nay, tất cả đệ tử tu đến túc cơ thì không tu được. Loại bỏ vấn đề tài năng của bản thân. Công pháp này cũng là một nhân tố lớn. Được rồi, chờ các bạn đạt tiêu chuẩn, ta sẽ truyền cho các ngươi một số công pháp tu luyện. Dù sao chiếu lệ một ngày tính là một ngày. Về phần tiêu chuẩn ở đâu tôi cũng không biết. Dường như hệ thống đã tự thưởng cho mình. Hình như không có. Quả nhiên, năm quyển tiên pháp kia chỉ là để xây dựng nền tảng, chỉ để cải tạo sau này. Trình độ tốt vẫn còn ở phía sau. Ông ơi, ông nghĩ Tiểu Nguyệt còn thiếu bao nhiêu nữa mới có thể đạt tiêu chuẩn? Tôi cảm thấy khi anh ta vẽ tranh cho tôi cảm giác áp bức hơn so với thời kỳ kim đan của Thủy Thanh Thánh Chủ. Từ vừa rồi luôn cảm thấy một sự khác biệt đặc biệt. Đó không phải là sức mạnh, mà là một loại áp bức từ tầng thứ tinh thần và tầng thứ sinh mệnh. Lúc đầu tôi nghĩ nó đến từ ông nội trước mặt tôi. Bây giờ cẩn thận cảm ứng phát hiện hóa ra là đến từ cô bé cúi đầu vẽ tranh này. Một cô bé còn chưa bắt đầu tu luyện. Mức độ tinh thần thậm chí còn vượt qua tôi.
Lần này ta tìm xem có cái gì thích hợp cho hắn tu luyện. Ông nội tôi, sai rồi. Cái này tiểu hỷ bá công than tạo hóa, được đại đạo chăm sóc thần, người khác lúc còn đang nói chuyện lại hiểu được công pháp vô thượng. Ông ơi, tôi nhầm rồi. Cậu nhầm cái gì vậy? Ta hiểu được quyền trời đất mà tổ sư gia truyền cho ta. Quyền nào? Đại sư huynh, ngươi toàn lực phòng thủ, để tôi đấm cho ông nội xem. Này, này, chỉ có bạn thậm chí không thể cảm nhận được linh khí là trả thiên địa quyền. Đến, tôi sẽ đứng vào gọi cho bạn. Lùi lại một bước, ta lập tức ăn phi kiếm của ta nhúng nước sốt ăn. Đại sư huynh, hay là toàn lực phòng thủ đi. Tôi sợ một đấm giết chết anh. Vậy thì không tốt rồi. Đừng nói nhảm nữa, tôi lùi lại ăn nước sốt tại chỗ. Không có chuyện đùa trước mặt ông nội. Đại sư huynh sẵn sàng, tôi sẽ đấm. Nima, nắm tay nó đang bốc cháy. Xin lỗi đại sư huynh, tôi đã bảo anh phòng thủ hết sức. May mắn thay, 1/10, tôi chỉ sử dụng 1/10.000 sức mạnh. 1/10, đây có phải là xúc phạm tôi không? Tôi học thế nào? Còn lâu nữa. Thiên địa quyền cổ xưa quyền phát đầu tiên, lực lượng hỗ trợ cùng cảnh giới của nó, ngay cả những người mạnh mẽ hiểu được sự giám sát cũng có thể thâm nhập nó bằng sức mạnh. Những người không có phép thuật cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Còn phải tiếp tục luyện tập. Đây là cái gì vậy? Tôi tùy tiện biểu diễn một bộ quyền anh quân thể. Chúa ơi, bạn có thể hiểu người được quyền đúng anh là một thiên địa quyền gia. Một quyền đánh luyện khí tầng 5 sửa đổi không lên được. Sư phụ, quyền pháp của hắn giỏi như vậy, chẳng phải là vì đánh theo pháp kiếm có thể đè bẹp ta sao? Tôi không quan tâm, tôi muốn một người giỏi hơn anh ta. Nếu không tôi sẽ là đại sư tỷ, chẳng phải rất mất mặt sao? 3.000 điểm không cao thấp. Nhìn thấy và quyết tâm cùng nhau không phân biệt mạnh yếu. Ngươi trước tiên hiểu rõ loại kiếm pháp kia đi. Một cái còn chưa bắt đầu tu luyện nữ búp bê, hóa ra là một cái luyện khí sửa đổi. Mặc dù làm thế nào để sửa đổi khí thải, Zagi là một người phàm, cũng là một người thanh tùng. Cái này tu luyện còn chưa lên trời, và đến bây giờ vẫn đang vẽ tranh, thật là ác độc. Còn chưa bắt đầu tu luyện đã có sức mạnh tinh thần vượt qua ta. Sau này đi trên con đường này, sợ là có thể lấy chậm nhập đạo. Đại sư huynh, ta muốn xem ngươi nhúng nước sốt ăn giật gân, cho chúng tôi xem đi. Tiên bối, tôi nên quay về. Cảm ơn người đã hộ tống đệ tử trung môn của ta trở về. Sau này nếu cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Đây chỉ là lời khách sáo của Giang Thần. Như tôi nói hôm khác mời bạn đi ăn tối. Tôi mời chưa? Tôi không có. Nhưng có vấn đề gì không? Có nhưng vấn đề không lớn. Tôi đã nói và tôi đã làm hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi đã nói là anh vui rồi. Tôi không làm, bạn cũng không có nhiều tổn thất. Cái này gọi là gì? Đây gọi là trí tuệ thế gian. Không không không, đây là thỏa thuận giữa tôi và Tô Tiểu Hữu. Ngoài ra, ngay cả khi tôi không có người có lẽ họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ta, các người có thỏa thuận gì? Bạn có nhớ bức tranh bạn đã tặng chúng tôi không? Coi trưởng luôn mua. Nhân tiện tặng tôi một cái mã thông báo, có thể hiệu lệnh và mã thông báo của cường giả đạo tông. Bức tranh đó đáng giá đến thế, tôi còn rất nhiều nữa. Chẳng phải có thể để một đống cường giả như vậy bán mạng cho ta sao? Nhưng đây đều là vật ngoài thân. Hình như đến cũng không an toàn. Lỡ như người ta trực tiếp cướp thì sao? Thì ra là vậy. Vừa đường vừa rẽ đi. Như bạn có thể thấy, cũng không có gì tốt để giải trí cho bạn. Đại gia nhìn nhầm rồi. Con lợn nơi này thực sự chứa đựng dòng máu của thú hung cổ đại. Các ngươi lại đem có thượng cổ hung thú huyết mạch heo giết bán rồi. Cái này bồi dưỡng có thể đánh 10 nguyên nhân. Tôi đi trồng trọt rồi. Tôi nghĩ tôi còn thiếu một chút. Ông nội, chúng ta còn phải dự trữ lương thực không? Dự trữ thực phẩm, nếu chuyện này lại gây ra kẻ thù thì sao? Không cần nữa, về tu luyện đi. Tổ sư già, ngài xem tôi thích hợp tu luyện. Không, bạn đi đón các vị trước đi. Thích hợp rồi, tôi sẽ dạy bạn. Mẹ nó, thật sự không có pháp tu luyện làm sao vậy? Cho trời tối chạy trốn. Muốn công pháp còn không đơn giản. Hệ thống không cho tôi có thể tự tạo ra. Nếu bạn không thể học, ta có thể nói là các người tư chất quá kém, không thích hợp tu luyện. Mê mon, pháp luyện khí thái sở dẫn khí của chư thiên tinh thần môn thái sở. Âm dương vô hình, luyện tử khí đông lai. Hai ngày đã qua rồi. Ông nội vẫn chưa ra sao? Không. Lấy đi tự mình hiểu. Đây là pháp tu luyện vô thượng ta truyền cho ngươi. Đừng nói ra. Cảm ơn ông nội. Tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Sớm có cơ hội luyện tập. Đại sư huynh, anh không sao chứ? Hôm đó tôi ra tay hơi nặng. Tôi cảm thấy thực sự xin lỗi bạn làm thế nào. Muốn tìm ta luyện quyền, đừng tự hào. Ta Tô Cẩm Ngư sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua các người. Không phải đại sư huynh, tôi có việc khác tìm bạn. Đây là pháp tu luyện vô thượng mà tổ sư gia cho ta. Để bồi thường cho bạn, ta để ngươi luyện trước. Đây là phương pháp tu luyện của tổ sư gia. Đúng vậy, vừa cho quá sớm. Thời kỳ thiên địa sơ khai có thể gọi là thái sơ, mà pháp tu luyện này lại là thời kỳ đó. Hóa ra là dựa vào sức mạnh tinh huy của các ngôi sao trên trời tu luyện ngưng tụ cái gọi là khí nguyên thủy. Lại dựa vào khí nguyên thủy này trong cơ thể để mở tử phủ ở tây âm dương ngũ hành khí chờ đợi để vào tử phủ trong cơ thể.
từ đó sinh ra tiên thiên tử khí. Trên cảnh giới có chút khác biệt. Cảnh giới sống ban đầu không còn nữa, là một cái tên khác. Tô Cảnh Du suy nghĩ này chính là 7 ngày 7 đêm đi qua. Mắt anh ấy đỏ quá lâu không ngủ được. Lý Hiểu cũng là sợ hãi nhìn hắn tổ sư ra. Đại sư huynh sẽ không có vấn đề gì đâu. Xem như vậy không phải là chạy hỏa nhập ma rồi sao? Chắc là vấn đề không lớn. Phương pháp tu luyện đó có chút sâu sắc. Có thể lĩnh ngộ sen tạo hóa của chính hắn không? Trước khi mặt trời lặn hôm nay, nếu như hắn còn không thể lĩnh ngộ thì bảo đại sư tỷ người đi ngắt lời hắn. Đồng thời bảo hắn đi trong thành phố mua mấy cái đơn giản chút tu luyện công pháp trở về. Tôi không còn cái nào đơn giản nữa. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Ha 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 ha. Xong rồi, điên rồi, không tốt rồi, tổ sư gia đại sư huynh, hắn điên rồi. Sửa đổi lớn của tầng 5 của máy luyện này. Chỉ vì nhìn thấy công pháp tu hành mù quáng của tổ sư gia phàm bắt đầu khóc và cười cho chính mình, nhưng làm cho xác chết nông trại bên cạnh sợ hãi. Ông nội không tốt rồi. Đại sư huynh, hắn điên rồi. Hắn điên thật, tôi gặp rắc rối rồi. Tô Cảnh Du điên rồi. Đại dương nói xem hắn điên như thế nào. Tôi đang trồng trọt, nhìn thấy sư huynh vừa khóc vừa cười, còn dùng sức đánh mình đều nôn ra máu. Đi xem đi. Ha ha ha, đại sư huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mày biết gì? Đừng nghĩ không được. Đúng vậy, đại sư huynh, đừng như vậy. Công pháp này xem không hiểu không sao. Lần sau chúng ta đến thành phố mua mấy cái đơn giản về tu luyện. Ha 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 ha. Xong hai cái này luyện lên tầng 5 tu 6 trực tiếp đánh thành phàm nhân rồi. Đại sư huynh, rốt cuộc là sao vậy? Sao lại đột nhiên điên rồi? Giờ anh còn nghe thấy tôi không? Tôi hiểu rồi, đó là một cách luyện tập tuyệt vời. Tôi đã xem 7 ngày mùng 7 đêm trước khi phản ứng. Tôi đã hết các phương pháp luyện khí khác rồi, cho nên căn bản không thể đồng thời tu cái này quá suất luyện khí pháp là cái này. Vậy bạn vừa khóc vừa cười vừa tự đánh mình làm gì? Lực lượng cần thiết cho hai phương pháp luyện khí này không giống nhau. Một là lấy thiên địa linh khí làm tu luyện căn bản, nhưng phương pháp luyện khí sơ khai thì khác. Đây là cần sức mạnh của các ngôi sao để tu luyện, không cần linh khí. Trong thời kỳ đúc nền, càng cần phải mở một thứ gọi là dìu. Cho nên tôi đã hủy hoại tu sáu của mình. Ta muốn tu lại đến pháp luyện khí sơ khai. Ngươi thật là điên rồi. Bây giờ anh không khác gì một kẻ tàn tật, còn không mau tìm tổ sư ra cứu mạng chó của ngươi. Cậu thậm chí không thể cảm nhận được linh khí. Đại sư tỷ này quá mối tinh đầu khí pháp, thật sự không cần linh khí, có thể được gọi là pháp tu luyện đầu tiên của thời xưa. Nếu giống như nhà người khác, bạn cần lấy linh khí làm nền tảng. Vậy ngươi xem thường tổ sư ra rồi. Nếu ngươi không sửa được phương pháp luyện khí sơ khai này thì nhanh chóng cầu tổ sư ra đốc lại cho bạn tên trộm cơ sở. Đừng mạnh mẽ, yên tâm. Tôi chắc chắn. Đại sư huynh, đây là kẻ độc ác tuyệt thế, phiền cả phiền giúp tôi lên núi sau tông môn. Đại sư huynh, có muốn điều chỉnh trước không? Không cần, giúp tôi lên núi sau là được. Tôi sẽ đợi ở đó. Tối nay khi các vì sao xuất hiện bắt đầu tu luyện pháp luyện khí sơ khai này. Hiệu quả tu luyện ban ngày rất ít. Tôi sẽ dùng thời gian này để xem xét kỹ hơn. Thật tàn nhẫn sao? 20 năm tu luyện nói phí liền phế bỏ. Ngươi có biết cái nào xuất tu luyện pháp là giả không? Tôi đã nói dối các bạn. Phải tìm một lý do để trốn đi. Trễ rồi, sợ là mạng nhỏ đêm không được đảm bảo. Đến trong sự chờ đợi căng thẳng của một cú đấm. Ngôi sao xuất hiện vào chủ nhật, bầu trời sạch sẽ rực rỡ. Dưới bầu trời đầy sao như vậy, không biết ai lại hứa hẹn tình yêu vĩnh cửu với nước, không biết ai lại bị ái xúc động dưới nước mắt. Và Tô Cẩn Du cũng bắt đầu một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Tương lai tươi sáng như bầu trời đầy sao, thất bại thì từ đó tâm mà ám thân trở thành phế nhân. Đây là phương thức tu luyện gì? Trông lạ thật. Đại sư huynh có thật sự xảy ra vấn đề không? Có muốn gọi ông nội đến xem không? Nhìn bầu trời kìa. À, đây có phải là các hạt mỡ vô hình vào cơ thể không? Đây vẫn là sự 20 năm mới luyện khí tầng 5 phế vật sao? Đùa tôi đấy. Này cũng được, các người mau xem khí chất trên người đại sư huynh đều không giống nhau. Trước đây có thể nói là hoàn toàn không hợp với đẹp trai, công chúng, nhưng bây giờ mặc dù vẫn là công chúng. Hắn là siêu nhân, xuất thần tốt như vậy, trở thành thân thể rửa tội của hội đức hạnh. Bạn có thể chính thức bắt đầu sửa chữa mối tình đầu. Cảm ơn ông nội. Nhưng đánh sát không thể ít hơn. Cho dù tu luyện này rơi xuống một chút, cũng phải duy trì một lượng sát nhất định mỗi ngày. Điều đó còn quan trọng hơn cả tu luyện. Bây giờ có vẻ như không có vấn đề gì, ít nhất có thể dẫn ngôi sao vào, làm được trước. Nhưng nếu sau này không được thì sao? Cho nên phải áp chế một chút thời gian tu luyện của Tô Cẩm Ngọc, cố gắng lãng phí thời gian vào việc làm sách vô nghĩa. Đệ tử tôn kính tổ sư gia nhà thờ. Đại sư huynh, trong cơ thể này của ngươi vì sao có một con rồng nhỏ đang lang thang khắp nơi? Không, là hai cái.
3, 4. 4 cái rơi đúng là 4 cái rưỡi. Đây chính là thái sở khí, có thể vẽ hình rồng cho thấy chất lượng rất cao, gần như tuyệt vời. Hiện tại người tương đương với tu sửa 4 tầng luyện khí rồi. Ta đây liền luyện khí 4 tầng của Nhiên là cổ xưa hiện đại đệ nhất pháp tu luyện, tốc độ không thể nói. Đó là bởi vì vừa rồi có ngôi sao sẽ còn sót lại trong cơ thể, sau này sẽ chậm hơn. Luyện tập tốt, đến giờ đi ngủ rồi. Mày đại sư, nếu không chúng ta qua hai chiêu được không? Như vậy tên khốn đều không kêu bắt đầu sao? Lại bị ngươi trốn qua, trước kia ngươi không thể làm được. Chậm như vậy, chị ơi, chị cũng chỉ có trình độ như vậy thôi. À, chị ơi, chị có thể nhẹ tay được không? Lão nương không phát huy, ngươi thật đúng là coi ngươi là món ăn rồi. Lý hiểu rõ, chờ ngươi luyện 77, ta muốn thử xem thiên địa quyền của ngươi. Ngươi xuyên việt này để lừa gạt đệ tử tông môn, tiện tay bịa ra một quyển tu luyện công phu, không ngờ lại sửa được, dẫn đến bầu trời đầy cho tàn, tạo ra một thiên hạ đáng sợ như vậy. Đại sư huynh, mau truyền pháp tu luyện của ta đi. Đây vốn là tổ sư gia tặng cho bạn, tôi đã lợi dụng. Nghe đây, nghe này, nghe này, tôi đang nghe đây. Ngươi nghe đây, đại sư huynh, rốt cuộc có nói hay không? Đừng mỗi lần chỉ có mấy chữ này. Tôi chờ rất lo lắng. Tôi hiểu rồi, pháp tu luyện sơ khai này chỉ có thể ý hội không thể nói truyền, chỉ có thể dựa vào bạn tự hiểu. Tôi biết cách tu luyện, nhưng tôi không biết phải tu luyện như thế nào. Có lẽ đây là lý do tại sao ông nội không tự chuyện cho bạn. Thế gian các pháp nói một tiên duyên, có thể hiểu là của chính mình, không thể hiểu là vô duyên. Tại sao không có lý? Tôi biện ra, anh ta tu luyện thành công như thế nào? Thứ này thật sự có thể tu luyện sao? Tại sao tôi không thế? Ta muốn thử xem công pháp của ta có thực sự kỳ diệu như vậy không? Lạ thật, tại sao tôi không thể tu luyện được? Ông nội, đây là tư thế kỳ lạ gì vậy? Sao lại cảm giác giống như tối qua Tô Cảnh Du Tú Thái luyện tập pháp sư vậy? Ông nội, ông đang làm gì vậy? Tôi đang ngộ đạo, ta muốn cho Tiểu Nguyệt cũng toàn bộ một cái pháp tu luyện vô thượng đi ra. Lâm Thanh Viên trong lòng cảm động, ông nội này thật sự quá tốt. Nghĩ cho họ ở khắp mọi nơi, vậy vào bệnh viện không làm phiền ông nội nữa. Tại sao tôi không thế? Chẳng lẽ ta thật sự không xứng tu tiên? Không thể lão tử buồn như vậy, các người đổi cái giám đi. Ông nội không thể để tôi tự đóng cửa một chút được không? Đã hai lần rồi, có chuyện gì thế? Tổ sư gia, ta cũng muốn Tú Thái xuất luyện kỹ thuật loại trình độ tu luyện pháp. Pháp luyện khí quá xuất không phải là ở chỗ Tô Kim Ngọc sao? Tôi không có giới hạn bạn không thể sửa. Nhưng mà tổ sư gia, người có loại không đau không? Không đau, tôi hiểu rồi, anh ấy muốn loại cấp độ đó. Nhưng lại không muốn phá hủy tu sáo hiện tại. Chính là ta muốn vô địch nhưng lại sợ đau. Nhưng làm sao tôi biết đó là cấp độ gì? Tôi đã viết nó. Nếu không bạn đợi tôi viết thêm một bài nữa, có thể thay thế phương pháp tu luyện này mà bạn hiện đang tu. Điều đó vốn là tỷ lệ hiểu. Ba người các ngươi sau đó xem đi. Trong tay tôi không còn cái nào phù hợp với bạn nữa. Làm tốt việc trong tay mình trước đi. Quả ớt trong nồi hình như xảy ra chuyện rồi. Chuyện nhỏ như vậy đừng làm phiền ông nội. Cậu sẽ không tự xử lý đâu. Chuyện mấy viên ớt này lại dám làm phiền tổ sư gia lĩnh ngộ đại đạo. Ngươi còn muốn tu luyện pháp không? Không phải chị ơi, chị tự xem những quả ớt này đều bị rò rỉ không khí rồi. Quả ớt này giống như bị cái gì đó lấy đi sức sống. Không, đó là vấn đề của ánh nắng mặt trời. Đó là ánh sáng mặt trời lấy đi tinh chất trên ớt. Ngay cả sức sống của một số cây cỏ cũng đang trôi đi. Ông ơi, nguyên nhân gây ra chuyện này là gì? Tại sao ánh sáng mặt trời hôm nay lại hấp thụ tinh chất sống của thực vật? Tổ sư gia lần này không liên quan đến hiện tượng thiên văn cực đoan mà bạn nói trước đó. Vâng, đó là do các hiện tượng thiên văn cực đoan. Cho nên bảo các người đi mua lương thực sẽ không có gì trong một thời gian dài sắp tới. Thì ra là vậy. Vậy ông nội, trong thời gian này tôi không trồng được đất. Mày truyền pháp tu luyện của tôi đi, không phải lúc đầu luyện trò là được. Ông biết mà, tôi là rác rưởi, ta không có quyết tâm như đại sư huynh. Tôi đi cho bạn toàn bộ một quyển không thấp hơn pháp luyện khí sơ khai. Cho dù bạn có thể nhận ra hay không, đó là khả năng của bạn. Cái thứ hai này làm sao vậy? Là một cái mộ gu đạo tỉnh nguyên thủy chi tiết, những thứ này hình như tôi cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ vừa đạo đức kinh? Có rồi. Tổ sư gia, đây là ngươi lại muốn chuyển kiếm pháp của ta sao?
Gọi tất cả những người muốn tu luyện. Tôi đã in sâu phương pháp tu luyện sách vở và trong đó rồi. 80 lĩnh ngộ hơn 81 ngày không lĩnh ngộ ra thì không cần tìm ta muốn tu luyện pháp nữa. Ha ha ha, viết phương pháp tu luyện gì? Cắt đến vết kiếm tự nhận ra. Kiếm pháp của Lâm Thanh Biên không phải chỉ có từ hư vô như vậy đâu. Nhận ra là công lao của tổ sư gia tôi. Không hiểu được thì đừng ép buộc. Bản thân các bạn rất rắc rưởi. Dưới bầu trời đêm, Lý Đại Hải và Lâm Thanh Biên kích động quỳ trên mặt đất. Một tín đồ sùng đạo hóa thân vết kiếm này. Không phải anh ta không ghen tị với Tô Cổng Cũng không phải là không tham pháp tu luyện sơ khai đó. Chỉ là trải qua nỗi đau tan vỡ của Đan Chiên như vậy vì thôi. Vì vậy chỉ có thể trói mắt nhìn chăm chăm. Phá vỡ Đan Chiên hay gì đó hoàn toàn không thể. Tuyệt đối không? 81? Bây giờ cái này rõ ràng là do tổ sư gia đặt làm riêng cho hắn. Chúng ta chỉ có 81 ngày. Tại sao chỉ có 81 ngày? Chẳng lẽ vết này chỉ tồn tại được 81 ngày? Không phải ông nội quy định 81 ngày. 81 ngày không lĩnh ngộ ra thì không cần tìm hắn để tu luyện pháp. Nói một cách nghiêm túc, bây giờ tổ sư gia truyền pháp tu luyện vô thượng của chúng ta còn hơi sớm. Dù sao chúng ta vẫn chưa làm xong nội dung trong năm quyển sách kia. Cũng là tiểu nguyệt tiến độ tốt. Ta cũng phần lớn thời gian đều lén luyện kiếm pháp vốn. Dựa vào chỉ số thông minh của hai người Lâm Thanh Huyền và Lý Đại Hải, có thể lĩnh ngộ ra cái gì tuyệt thế tiên pháp. Dù sao tôi cũng không hiểu được, con người phải có tự biết. Tổ sư gia, ta khi nào mới có thể tu luyện? Bạn không vội, bạn vẽ trước, sau này sẽ có cái tốt hơn cho bạn. Một thảm họa thiên nhiên chưa từng có sắp xảy ra, chỉ vì xuyên qua một bức tranh tiện tay lấy ra, lại bị người có tâm tinh chế ra bóng ảnh chân hoàng cần thiết để mở cửa trấn cổ. Tôi vốn tưởng nhiều nhất là trong khoảnh khắc chân thành, nhiệt độ cao khủng khiếp sẽ phá vỡ sự bảo vệ của chúng ta sau khi chiến đấu một cánh đồng. Bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Chúng ta muốn phá giới hành giáo của tổng chủ sao? Tôi có chủ sở hữu, tôi có suy nghĩ tất của cả đều ta. Nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bệ hạ có lệnh, cả nước bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mở cửa các thành phố, kết nối 4 thông lũng linh của thuộc tính nước trong trận chiến. Cực đầy, để giải phóng thuộc tính nước dây kỳ chống lại thuộc tính sống của bạo loạn dây kỳ. Tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp 1 là gì? Đúng vậy, để đối phó với thời tiết này, Đại Vân của ta đã gửi 300 vị khóa học đi bộ trang trí bằng tiếng Anh để giúp hạ nhiệt. Chuyên lệnh xuống và mở ra trận động đất lớn. Tất cả trang trí trên kim đàn sẽ giúp thành chủ mở ra đại chấn động. Tổ sư gia, ta cảm giác được linh khí thuộc tính sống trong thiên địa này càng thêm nồng đậm. Cũng càng thêm hưng phấn. Nơi ánh sáng mặt trời gây ra giống như có ý thức. Có thể lột ra linh khí thuộc tính gỗ yếu ớt trong cỏ cây. Bạn nghĩ sao? Hồi tổ sư gia đệ tử suy đoán không được mấy ngày này đến. Đất nước sẽ bị lửa bao phủ. Và khi đó, một ý chí khủng khiếp sẽ trỗi dậy từ ngọn lửa đã lan rộng trong nhiều tuần. Không sẽ có một con chân hoàng sẽ tắm lửa mà sinh. Đúng vậy, ta biết chỉ có hệ thống nói cực đoan thiên tượng cùng cái kia chân hoàng gặp gỡ cổ trấn mà thôi. Cũng không biết người nói tướng sĩ hoàng đế thật là thật hay giả. Nếu là thật sự lấy tiền bảo hiểm, tôi có thể phải chạy trốn. Các bạn từ đó mất đi một ông nội. Dù sao thứ đó của chân hoàng là một trong những hung thú tuyệt đỉnh của thời kỳ tiên cố. Đúng rồi, ông nội. Chỉ như tôi bị kẹt ở tầm 9 rồi, không thể chạm vào nút thắt cổ trai của luyện khí. Giống như là pháp luyện khí sơ khai không có con đường tiếp theo vậy. Bạn giúp tôi xem nguyên nhân là gì. Tôi còn có thể nói thế nữa. Sau này của nhiên không được sao? Cái gọi là máy xử lý lốp ninh lên mở ra tự phụ vẫn không làm được sao? Nghĩ đi. Vốn là hệ thống của thế giới này là sau khi luyện khí đến máy chủ. Đây là tìm ra trước. Kể từ khi hệ thống này được thành lập, không thể đi được, đã có lại cố gắng lay động thế giới này mấy cái thời đại tới nay pháp tắc tu luyện. Bạn đánh sát hình như hơi lỏng lẻo rồi. Cảm ơn ông nội. Tôi hiểu rồi. Bạn lại hiểu rồi. Mày biết gì? Chẳng lẽ ngươi biết sau này tu luyện như thế nào rồi? Đệ tử ngu ngốc, may mắn được tổ sư gia một lời đánh thức. Hiểu ý nghĩa thực sự của việc làm sắc. Nói cho tôi biết tại sao tôi để bạn làm sắc. Đệ tử nghiêm khắc bên tính toán mới tu cái này quá ra luyện khí pháp thời gian 3 ngày. Đã đến tầng 9 luyện khí rồi. Cho dù là đại môn thiên tài cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Đại pháp chế tạo sắt của tổ sư gia đồng thời chế tạo sắt cũng là đang rèn luyện chính mình, luyện nền tảng của mình. Cho nên hiện tại đối với tôi, đánh sắt mới là quan trọng nhất. Khả năng hiểu biết của chàng trai rất tốt. Nhưng ta bảo ngươi đánh sắt là không muốn ngươi có thời gian tu luyện. Đệ tử, đi đánh sắt đi, nhưng xuống đi. Ông ơi, tôi vừa bị lưu đày ở núi sao. Nhìn thấy bên kia thành nước hình như xảy ra chuyện. Tính chất nước bẩm sinh linh hoạt, hoa sen màu năm màu là cực điểm của nước, hàm chứa một thuộc tính nước vô cùng tinh khiết. Chuyển động nhanh như vậy, xem ra là chuẩn bị dùng hoa sen năm màu này để chống lại tai nạn đã bắt đầu này rồi. Đại Vân Đế Quốc có thành trì 300. Giờ phút này, 300 đóa hoa sen năm màu khổng lồ đang rải rác trên bầu trời trong cảnh này như mơ. Lại làm người ta lạnh cả người. Dù sao Vân Châu lên đến sửa đổi, sùng dân. Đều tại nửa canh giờ trước nhận được toàn quốc tiến vào cấp một trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ thị. Xung quanh mỗi thành phố, hết làng này đến làng khác, dưới sự lãnh đạo của chúng có con chạy theo gia súc, chọn tour lớn túi nhỏ chạy đến thành phố. Trưởng thôn lần này là thiên phạt hay là muốn khai chiến, đừng hỏi nhiều như vậy, nhà nước bảo làm gì thì làm. Dù sao đi thành phố cũng có ăn có uống là được. Tiểu Nguyệt, ngươi thấy gì?
Thưa ông, tôi không thấy gì cả. Nhưng trong không khí này hình như có một con chim lớn bị đốt cháy. Con chim lớn bị đốt cháy kia hẳn là màu vàng thật sự của ham muốn. Như vậy, bất kể giá nào sử dụng cực hạn nước thuộc tính tiên thiên linh quả là muốn ngăn chặn màu vàng thật đó đến sao? Gần đây luôn cảm thấy có người đang gọi mình, không gọi vào tai, là trong lòng mơ hồ vang lên. Người ta nói rằng trước khi chết, mọi người đều có những dấu hiệu kỳ lạ. Tôi sắp chết à? Tổ sư gia, trưởng thôn dưới núi vừa mới đến đây. Họ nói Đại Vân Đế Quốc đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Bất cứ lúc nào cũng có chiến tranh diệt quốc. Tất cả họ đều nhận được thông báo. Tất cả đều đến thành nước để trú ẩn. Chúng ta có muốn hành động gì không? Chiến đấu này em rằng là chiến đấu với chiến sĩ thật. Sư phụ cao kiến, quan điểm của đệ tử cũng vậy. Mặc dù bây giờ có năm màu sắc rèn cửa giải phóng cực đoan thuộc tính nước linh khí để áp chế này trong ánh sáng mặt trời bạo loạn thuộc tính sống linh khí hiệu quả cũng rất nhỏ. Tối đa chỉ có thể bảo vệ thành phố lớn không bị đốt cháy. Cũng không thể ngăn cản chân hoàng kia đến làm công việc của ngươi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Lần này thật tệ. Hoa sen kia chỉ có thể kêu gọi một thành phố. Dân chúng dưới núi đều đi ẩn náu trong thành phố. Tự làm sao? Có muốn cũng đến thành nước trú ẩn không? Chẳng lẽ chờ chết cháy ở đây tự mình lưu lại? Tiểu phá tông môn này hình như không tồn tại cái gì cực hạn nước thuộc tính đồ vật đi. Làm thế nào để ngăn chặn bản chất sống của bạo loạn dưới ánh nắng mặt trời? Bây giờ cỏ và cây cối gần như tàn lụi. Vài ngày nữa sẽ khô hoàn toàn. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện, ngôi sao này luôn cháy lên. Ông ơi, ông có biết trên núi phía sau làng ông có những gì không? Cô bé, cô không nóng sao? Tự mình ngụy trang tốt như vậy, tại sao lại bị nhìn ra trong nháy mắt? Cô bé, bây giờ chiến tranh đang đến. Cậu không đến Thủy Thanh để trú ẩn, cậu chạy đến đó làm gì? Những ngôi sao trên đó cuối cùng cũng không còn hấp dẫn nữa. Nơi ở của các vì sao không phải là những ngôi sao trên bầu trời ngày hôm đó. Nơi cuối cùng các vì sao đổ xuống là ở đây. Hành tinh đúng rồi. Chỉ riêng cái tên này thôi cũng cảm thấy tuyệt vời. Người xuyên Việt này vì không thể tu tiên, đơn giản là chó ở tiểu tông môn làm lão tổ. Mỗi ngày ngoại trừ lừa đệ tử nuôi heo vẽ tranh, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Đây có phải là ngôi sao không? Ôi cô gái, ta là Tinh Tinh Tông đại sư huynh Tô Cá Hồi. Có chuyện gì vậy? Tên tôi là Nguyệt Linh Lung, gia sư Nguyệt Thanh Tiên phụng mệnh của gia sư đến thăm quý tông. Cái này đột nhiên tìm được tiểu nữ hài nhất định có quan hệ với tổ sư gia. Cái này phải phục vụ tốt. Tôi biết rồi, ta sẽ đưa người đi gặp ông cố của chúng ta. Thưa ông, hậu duệ của bạn ông đã đến. Tôi đâu có bạn ở đây. Tại sao thằng này lại mang nước về nhà? Nếu như đến một tên độc ác bên ta cho ai? Phải làm sao? Nhạc Thanh Tiên truyền nhân duy nhất Nguyệt Linh Lung gặp qua tiền bối. Chờ mưa nhỏ nhé, làm việc của anh đi. Vâng. Sao anh lại ở đây? Thưa ông muốn tôi ở lại. Tôi có hàng triệu dặm để chơi và không có nhà để về. Đúng dậy đi, nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy. Tiền bối ta sư tôn Nhạc Thanh Hiền Đỗ Phi thắng cấp thất bại, bị thương nặng. Tôi và hắn bị kẻ thù truy sát. Chúng tôi chạy trốn đến Kinh Châu, không phải trong một cái hang. Đêm đó thanh kiếm và ánh sao của Thế Tôn tụ tập ở đây, cho đến khi là tiên nhân thủ đoạn để cho ta đầu hàng. Mà hắn thì là hoàn toàn lắng động sinh mệnh, trốn đi chữa thương. Thế là tôi đến Đa Phi thành giới thất bại. Cái này thành công rồi, chính là con điều quan trọng nhất là độ kiếp thất bại còn chưa chết, vẫn còn sức chạy khắp nơi. Người như vậy mạnh cỡ nào? Một người như vậy, kẻ thù của anh ta mạnh đến mức nào? Cô gái của môn này đã khiến tôi rất đau đầu rồi. Cô gái nhỏ này có thể bị mắng. Và tôi có thể bảo vệ anh ấy không? Bản thân tôi cũng không thể tự bảo vệ được. Ngươi có khả năng gì? Vì tiền bối ta tu 6 kim đan, lý do có thể chiếm quyền lực. Trong tay chỉ tôn cũng có thể thoát đi mà không bị thương. Bởi vì ta tu pháp tiên, cảnh giới lại thấp, cho nên mới không thể áp chế hơi thở của mình, dẫn đến bị một đường đuổi giết. Xin tiền bối nhận tôi lại, chỉ cần bảo vệ tôi cho đến khi sư phụ tôi hồi phục. Đến lúc đó sư phụ ta nhất định sẽ cảm ơn nặng nề. Có thể đồ nguyên anh có thể chiếm đại lực, có thể thoát khỏi tay chí tôn mà không bị thương. Bạn có cần bảo vệ không? Sao anh không bảo vệ chúng tôi? Được, tôi hứa. Nhưng trong thời gian này, anh phải nghe theo sự sắp xếp ổn định của tôi. Rồi. Tìm được người ủng hộ lớn, sao anh chắc là tôi có khả năng bảo vệ anh? Trở về tiền bối, đêm đỏ ánh sao rơi xuống. Chỉ có người tu tiên pháp tôi mới có thể nhìn thấy từ xa. Sư tôn ta và những người ta nhìn thấy trên đường đi đều không phát hiện được đây là thủ đoạn của tiên nhân. Cho nên tôi kết luận thế giới không tồn tại tiền bối. Người không thể giết cũng không tồn tại người mà tiền bối không thể bảo vệ. Mặc dù ta không biết tại sao tiền bối lại đến nhân gian, nhưng ta dám chắc tiền bối nhất định là tiên giới đến. Đến đây ẩn cư, có năm đệ tử trong ngôi sao của tôi. Bạn tự đi làm quen đi. Nhưng hai người ở hậu sơn đang ngộ đạo pháp, bạn đừng đi làm phiền cũng đừng tiếp xúc. Đông môn cũng không có gì đặc biệt cần bạn làm. Bạn vui thế nào? Còn một điểm quan trọng nữa, đừng xuống núi mà không có sự cho phép của tôi. Tôi không thích gây rắc rối. Cái này lên trước, rất trẻ và đẹp trai. Hắn có lý do gì không? Hình như rất hợp với sư phụ. Nhạc Linh Lung lấy ra một cái khuyên tai. Đó là lời cam kết của sư phụ hắn. Ban đầu là một cặp,
Nhưng trên đường chạy trốn, một người đã đưa cho anh ta để có thể liên lạc khi bị tách ra. Thứ hai, đây cũng là một vũ khí pháp bảo vệ mạnh mẽ. Tiền bối, đây là thứ quý giá nhất của ta. Một kiện phi thăng thiên kiếp cũng không thể phá hủy pháp bảo. Tôi tặng nó cho trung tâm công cụ tiền bối. Thiên giới cũng không thể phá hủy pháp khí. Haha, sử dụng vô ích khiến tôi hạnh phúc. Có thể sử dụng kho báu này một cách vô ích thì vui vẻ hơn. Nhưng điều này có cần mana không? Này này, Nhạc Linh Lung tự đến quen, mang theo Doãn Hiểu Nguyệt khắp nơi điên cuồng. Hơn nữa là vẻ mặt đầy phấn khích chưa từng thấy qua, gà vịt chạy khắp nơi nhảy múa. Sau đó ở phía sau núi Dễ Hiểu Rõ thả heo đến khi trời tối. Cô gái, cô có thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi không? Chú ơi, chú có thể dạy con kỹ năng đánh sắt này không? Có, nhưng ông phải xin phép ông nội chúng tôi. Nếu không tôi không dám dạy, đây là bí pháp tông môn của ta. Chỉ có đệ tử của tông môn ta mới có thể học. Vậy bây giờ tôi đã gia nhập giáo phái mới rồi, tôi có thể học. Ngươi đến là để gia nhập giáo phái của chúng ta. Ngươi không phải có sư tôn sao? Sư phụ ta đồng ý. Chúng ta mau bắt đầu đại tiểu thư hoàn chỉnh đánh một bộ. Tôi cẩn thận cân nhắc dòng tô cầm. Mặt cá vỡ vụn, nếu bộ này phòng trường phải mấy tiếng đồng hồ tự mình có thể kiên trì đánh xong. Nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì một cái tranh luận nụ cười, nâng cái búa lớn lên. Chính mình cái này đại sư huynh không có khả năng ở cái này mới gia nhập tiểu sư muội trước mặt tự xấu hổ đi. Xong rồi, tôi cảm thấy ngất xỉu, bộ não bắt đầu trống rỗng. Trong tai chỉ có tiếng đập sắt, ngoài ra còn có tiếng kêu của một cơn gió rất kỳ lạ. Để hoàn toàn thoát khỏi cảm giác, sức mạnh trong cơ thể đều bị rút cạn. Chú này lại đột phá đến tầng 10 luyện khí. Luyện khí tầng 10 hình như trong sách cổ đều không có ghi chép. Tự mình đánh sắt thì đánh đến tầng 10 luyện khí. Thảo nào ông nội cứ để tôi làm sắt. Hóa ra thực sự có hiệu quả. Chú có sao không? Tôi không sao. Anh đã học được gì? Tôi không học được một xu nào. Quá sâu sắc. Chú ơi, chú có thể gọi lại được không? Không học được thì thôi, sau này lại học. Không còn sớm nữa. Bạn xem hôm nay sắp sáng rồi. Chào chú. Ta đi bên kia tu luyện một chút. Nhân tiện, ai trong số các bạn làm việc vặt, cho tôi một phòng. Chúng ta đều có thể làm việc vặt. Không có sự phân công lao động rõ ràng. Nếu muốn nói phân công lao động, sư huynh thứ hai của bạn Lý Đại Hải, chị ba nông dân Lý Hiểu, nuôi heo cho gà ăn, nhỏ nhất Doãn Tiểu Nguyệt nấu cơm. Thiên tai đã mở ra. Vâng, mở rồi. Bất quá một canh giờ nơi Tô Châu này sẽ hóa thành một biển lửa. Đại Vân Đế Quốc các thành trì sớm đã có phòng bị. Chúng ta có nên thực hiện bất kỳ biện pháp nào không? Tôi có thể làm gì? Thay vào đó, bạn nhanh chóng nghĩ ra cách. Đúng rồi, không phải cô bé đó có thể tìm ra nguyên nhân sao? Là hắn. Hãy vui vẻ, chúng ta hãy vượt qua điều này. Bạn đi tìm Nhạc Linh Lung. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Là người xuyên Việt này không có thành tích vô địch, không chuyển sang hệ thống tăng cường. Nhưng dù vậy, các đệ tử đều cảm thấy hắn là đại năng tuyệt thế, bảo vệ họ bình an khi thiên tai đến. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn còn cấp hơn bọn họ. Nhạc Linh Lung, bạn nói bạn có thể tìm ra, có thể chiếm quyền lực, có thể làm việc từ tay chí tôn mà không bị tổn thương. Vậy tôi sẽ cho bạn một bài kiểm tra, bảo vệ mọi thứ trong ngôi sao của tôi. Như sau ngọn núi này có thể làm được không? Nếu không làm được, anh vẫn phải xuống núi bảo vệ một ngọn núi. Quả nhiên tiên nhân đây là chuẩn bị khảo nghiệm ta rồi. Nhưng không ngờ lại là nhiệm vụ đơn giản như vậy. Đệ tử nhất định sẽ làm tốt. Cho dù hung thú trong truyền thuyết kia thật sự là màu vàng đến, đệ tử cũng có thể bảo vệ hành tung của trái tim. Rất tốt, bạn cũng có thể thấy màu vàng thật đang đến. Chuẩn bị đi. Tôi chờ câu trả lời của bạn. Không cần chuẩn bị, đi trước cũng không nói có hạn chế gì. Coi như là Linh Cơ Long tự cho mình là thông minh. Tiên bối, xem đây có phải là bảo vệ không? Tốt. Từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử trong ngôi sao của ta. Bạn muốn học gì? Vừa nói xong câu cuối cùng Giang Thần đã hối hận. Tôi luôn cảm thấy hơi quá khích. Hắn có thể dạy gì? Chẳng lẽ dạy hắn trồng trọt nuôi heo? Về trước lên Linh Lung không cầu có thể học được cái gì. Chỉ cầu đại địch đuổi giết đến lúc lên trước có thể bảo vệ ta chu toàn là được. Cũng là kẻ thù cấp bậc tối cao lên trước. Loại mà một hơi thở đều có thể tiêu diệt. Ta có thể một hơi diệt chí tôn. Cô gái, cô đánh giá thế nào? Chắc chắn không phải Super Jin đã giết tôi trong một nhưng hơi thở. Nhưng có thể dỗ một lúc tính một lúc. Không thể có một cuộc thách thức ngay bây giờ, phải trong không? Khu vực cấm của Thanh Châu Cực Đạo Tông. Lại Thái Thượng trưởng lão nhận được báo cáo từ các bên. Từng người một sắc mặt u ám, một nỗi sợ hãi lớn quét qua trái tim tôi. Họ không lường trước được hậu của khủng khiếp như vậy. Các bang đại địa yêu thú là tử thương cảnh sát vũ trang bình thường mãnh thú một loại, càng là trăm bước tồn dị. Nơi mặt trời đi qua, hồ lớn bốc lên sương mù trắng dày đặc, khoảng sụp đổ. Chúng tôi dường như gặp rắc rối. Nhiệt độ bên ngoài, ngọn lửa cháy kia được đốt lên từ linh khí của mộc tinh trên cánh đồng. Có thể cảnh sát thiếu chết các cấp tu sĩ có sức mạnh. Tiếp theo sợ là cũng có chí tôn ra tay. Tôi em rằng tình hình còn tồi tệ hơn những gì chúng ta thấy lúc này. Nếu không sẽ không đến mức có thể lôi kéo đại lực ra tay. Nếu biết là chúng tôi tạo ra động tĩnh,
ước tính phút nữa sẽ bị tiêu diệt. Lại một cột hương nữa. Giang Thành đổ mồ hôi trên trán, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy hoa sen năm màu trên bầu trời giữa các vì sao bảo vệ cũng có một nửa tan chảy. Lần này em rằng thật sự phải chạy trốn, nhưng có thể chạy đến đâu cũng là luân hồi tiểu càn khôn dưới đáng tin cậy hơn. Thưa ông, những ngọn lửa đó đã biến chất rồi, trở thành màu vàng. Sợ làn cho bây giờ ngay cả kim đan sửa đổi cũng có thể bị bỏng. Tiền bối này năm màu hoa sen sợ là không chống đỡ được hai canh giờ rồi. Ngay lúc này, trên trời đất có một tiếng đề cử thê lương vang lên. Giọng nói này giống như là cách một mảnh lịch sử quốc gia chuyển đến. Chấn động lúc đó, chỉ là một âm thanh đã làm cho hàng trăm triệu người phản nôn ra máu. Một số là tấn công trực tiếp. Chí tôn đều xuất động. Có thể có loại này coi thường khoảng cách liền đem ấn tượng của mình ấn tượng đến tâm lý của mọi người năng lực. Chỉ có quyền tối cao của nhà tiên tri, chỉ có 5 vị chí tôn. Phần này sợ khó. 5 vị chí tôn đều khó khăn. Chẳng lẽ muốn tổ sư ra tự tay ra tay đối với những gì sắp xuất hiện? Giết mấy cái chí tôn không có vấn đề gì, tôi em là không thể ngăn cản trước được. Chân hoàng thật là hiếm thấy. Không ngờ trên đời còn có loại sinh mệnh này, chỉ là không biết nó sẽ rơi ở đâu. Không được bất cẩn, thứ đó sắp ra rồi. Có chí tôn cầm kiếm chém qua, một đạo kiếm quang muốn kia su, nhưng cũng chỉ có thể chém giết 10 ngọn lửa mưa. Đây chính là lửa mưa của chân hoàng sao? Trong đó ẩn chứa một chút lời chân hoàng. Các vị, theo tốc độ này, 2 tiếng nữa sẽ hoàn toàn rơi xuống đất. Còn hy vọng cùng nhau ra tay nhận lấy 8 vị chí tôn đầy trời mưa lửa này chỉ sợ không phải là toàn bộ vùng đất mấy châu này. Không có 20-30 vị chí tôn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Khó quá, cô có quen với thứ đó không? Đương nhiên ta chỉ tôn Việt Thanh trước tiên đã nuôi một đầu chân hoàng. Chân hoàng cuối cùng của thời thượng cổ. Cả thế giới đều nghĩ hắn đã chết. Thực ra là Niết Bàn. Vừa đúng lúc kiếp này xuất hiện. Đã kết duyên không thể phân giải với sư tôn ta. 666 tổ sư gia, ngài có muốn bắt cái trở xuất hiện không? Giang thần nghe lời này đánh chết Tô Cẩm Ngư tâm đều có. Nói thật đi, đó là một dấu hiệu chết tiệt của cuộc đời tôi. Nhưng cũng chính là bởi vì có người tiết lộ chuyện sư tôn trung ương có trinh hoàng của ta. Sư tôn ta mới tiếp một đống kẻ thù. Không phải bạn tiết lộ đâu. Chú thối, sao chú có thể nghi ngờ con? Ta phản bội Tinh Tinh Tông cũng sẽ không phản bội sư tôn của ta. Đây đúng là một đứa trẻ dám nói. Sức chiến đấu của chân hoàng không yếu hơn trước. Sư tôn ngươi mặc dù độ kiếp thất bại lại chân hoàng báo hộ cũng không nên bị truy sát mới đúng. Đó là bởi vì trong địa lá vàng thật nó bây giờ chỉ là một quả trứng. Thì ra là vậy, nuôi một quả trứng vàng thật. Đây đúng là có thể nuôi dưỡng thú cưng. Nếu là trứng, tôi cũng có thể nuôi. Tù người ở làng trái xin vui lòng đặt hàng, người lớn, lão tử đến bến ba đều cút cho tôi. Đây là một ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa. Sau đó chân hoàng quay đầu lại phun ra một đạo chân hoàng lời nói. Đây chính là người nói 20-30 vị chí tôn có thể xử lý chân hoàng sao? Tại sao tôi cảm thấy 200-300 cái đều không đủ để đánh mẹ tôi? Tổ sư gia, nếu không ngoài ra tay tôi không nghĩ họ có thể cầm được nửa cổ thương. Cô gọi tôi là gì? Có phải cô quá tôn trọng tôi không? Chân hoàng đồ lưu lạc bên ngoài dẫn đến thời gian chân hoàng đến, một trong những chiến sủng của vật chủ. Nếu vật chủ dừng lại để nhận, 2 giờ nữa, chiến sủng chân hoàng sẽ hoàn toàn quên lãng túc chủ, trở về tự do. Cái này xuyên việt giả xuyên qua tu tiên thế giới 2 năm rưỡi. Bởi vì hệ thống trò nói hắn không thể tu luyện, hắn chỉ có thể đóng vai siêu năng lực, sống khó khăn bằng cách lừa dối đệ tử tông môn. Thời gian tử vong của vật chủ. Xin chủ nhà nhanh chóng đi nhận. Mày nói cái quái gì vậy? Đó là tôi. Ngươi chắc chắn không có nhầm thân phận, không nói cho ta biết. Đó là trận chiến của chủ thể. Bạn nói là được rồi. Vậy vấn đề đến rồi, làm sao tôi có thể chấp nhận người thân không? Chắc chắn sẽ không bị hắn nuốt một miếng. Xin vui lòng nhanh chóng yên tâm thắt bụng. Hắn sẽ không chết. Mọi người đừng giấu nữa. 8 vị chí tôn cường giả mỗi người bóp nát một cái mã thông báo. Đây là nội dung của họ. Thông thường không đến lúc sinh tử sẽ không sử dụng. Kesu Hoàng đều có đại trận ầm ầm nở rộ. Mỗi người đánh một tia sáng. Mỗi người biến thành một vũ khí. Có công trùng cũng có nhà ăn. Hơi thở của bọn họ bùng nổ giống như khi Lăng Tiên Nhân mang theo hơi thở của tiên. Đến nỗi quân tiên phong đều xuất động. Không ngờ tình hình nghiêm trọng đến mức này. Quân đầu tiên vào ra. Trông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hoàn toàn không để vào mắt tiên binh cấp bách của cửu kiếm sắp bị giết kia. Ánh mắt đang tìm kiếm khắp nơi. Chẳng lẽ hắn đang tìm chúng ta? Chắc là không phải vì chúng ta. Vùng đất này đủ để che khuất tầm nhìn của Super Jim và kiểm tra xem nơi này có an toàn không. Cũng chính lúc này, cửu kiếm trước binh đồng loạt giết ngã. Không gian giữa các cú sốc tan vỡ. Đánh quần áo lây lan.
khiến anh ta đàn áp, mạnh mẽ và khổng lồ. Có huyền hoàng hai khí rơi xuống, có uy lực trên trời của hắn, có cung dài gầm rú, bạo loạn sấm sét, tự động kéo cung để báo động giữa điện và ánh sáng. Hơn nữa có lò lửa bốc hơi trời đất giải phóng thần họa bất hủ đến trước khí tức mênh mông. Muốn cùng nhau chấn giết chân hoàng, chỉ ở mức độ này cũng muốn lên quyển sổ. Lão tử xem ngươi đều là trong nhà vệ sinh đánh đèn lồng đi chết. Thật là mạnh mẽ đáng sợ, chỉ tôn không có sức mạnh chiến tranh. Binh tiên cũng không chịu được một đòn, làm thế nào để chơi? Còn có chiêu lớn nào không? Loài chim hung ác có thể giết hại, nếu hắn chủ động tấn công giết, trong thiên địa này có thể tồn tại bao nhiêu người? Đây là trục rùa sao? Chỉ cần đánh ngẫu nhiên như vậy. Nếu là con bọ chiến của ta, vậy chắc là không ghét bỏ tôi là người phàm chứ? Ông nội, ông có muốn ra tay không? Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn, làm sao tôi có thể đứng nhìn? Nhìn xem, đây là ông nội của chúng ta, trái tim thiên hạ, cho dù thành tiên cũng có tâm đại thiện. Tổ sư gia thật lợi hại, một bước ngàn dặm, giảm đất thành in, mấy vị trí tôn đều thua. Thế giới này ngoại trừ tổ sư chúng ta, căn bản không có tồn tại có thể đánh một trận với chân hoàng. Đây là sinh vật có thể đi trước, là một trong những loài chim hùng dữ nhất thời kỳ Sengoku. Tôi đặc biệt, đây sẽ được coi là phát triển rồi. Cái này cũng cao quá. Hắn cái này đạp tiểu càn khôn giới mà đi, cần tiêu hao năng lượng của tiểu càn khôn giới. Nếu trước đây cũng không dám chơi như vậy, bị một cái chí tôn hoặc đại năng nhìn thấy thì phải chơi. Bản tiên binh cũng thua, trừ khi tiên nhân. Đúng rồi, vị tiên của Lý Thanh Chu còn ở đó không? Làm sao có thể vẫn còn đó? Vị tiên đô kia mấy trăm năm không thấy dấu vết, chắc là đã lặng lẽ bay lên rồi. Có người đến rồi. Đào hữu, đây không phải là việc bạn có thể can thiệp. Người con hiếu thảo đến từ đó không biết trời cao đất dày đến tụ tập cái gì náo nhiệt. Nhỏ nghỉ ngơi nhanh chóng rút lui. Chúng ta những này chí tôn đều tự mình khó bảo vệ. Cũng chi cảnh giới của ngươi thấp đến ta cũng nhìn không rõ. Một đống rác rưởi. Đó không phải là ý của tôi. Điều tôi muốn nói là các bạn đi trước. Các bạn có thể không nghe thấy không? Bên trong anh ấy vô cùng sợ hãi. Tại sao những gì bạn muốn nói không giống với những gì bạn nói? Nếu không phải nhìn không thấu tu sáu của hắn, tôi muốn làm ngay bây giờ. Ta muốn xem hắn xử lý trận hoàng này như thế nào. Không đủ nhục nhã sao? Một lũ rác rưởi. Sự kiêu ngạo ở dưới dáng ma chí tôn vì thương hải dám lãnh đạo đạo hữu. Đạo hữu thiên hòa chí tôn muốn bầu trời. Đạo hữu huệ huệ, thanh kiếm sắt được tôn trọng ở trường khanh. Đạo hữu huệ huệ, như ý chí tôn nhan dịu nhất lan huệ. Đạo hữu thiên thư chí tôn dương vạn lý. Đạo hữu huệ huệ, tôi đang nói về các bạn lùi lại. Về đây cho tôi. Làm sao có thể hứ như vậy? Ngay khi tên tối cao sắp phát động cuộc tấn công, chân hoàng lại phát ra một tiếng kêu của vị tử đạo mặc vàng. Một luồng sáo áp hung liệt mà cường đại trực tiếp tiêu diệt lửa giận của mấy vị chí tôn. Vẫn chưa quay lại. Giọng nói này, động tác đưa tay ra và gọi chú chim nhỏ này, trực tiếp dọa mấy vị chí tôn. Họ chạy trốn. Từng cái một gần như trốn đến bên cạnh. Bên kia vừa lau mồ hôi vừa nhìn từ xa. Cái này mẹ nó từng thấy qua giả vờ. Chưa từng thấy ai giả vờ như vậy. Bọn họ những này chí tôn đều chỉ dám cố gắng tốt để giao tiếp, nhưng đổi lại tất cả đều là một trận đánh tàn nhẫn. Người thanh niên đó lại là chỗ ngồi của lớp đó. Vậy chân hoàng bố một ngụm vạn năm lão đàn phun chết hắn, có lẽ còn sẽ hoàn toàn chọc giận chân hoàng. Dân đến nhân gian này hoàn toàn biến thành luyện ngục. Xong rồi. Đó là đâu vậy? Hiện tại chúng ta cửu quốc tiên binh thành lập 9 ngày là mô hình đại trận còn kịp không? Không kịp. Vậy ít nhất phải mất nửa giờ. Nếu không có đứa trẻ này, chúng ta vẫn còn thời gian để do dự. Nhưng bây giờ đừng nói thành lập nữa. Không có thời gian để hối hận. Rốt cuộc là đứa trẻ xui xẻo của nhà nào điên rồi? Phía sau hắn đại trí tôn lại là nơi nào? Người xuyên việt này không có chút tu sáu nào. Dám giả bộ 13 trước mặt chí tôn cường giả, một động tác liền dọa mấy vị cường giả xa hầm mấy vạn mét. Tôi sẽ cho chim ăn. Các ngươi chạy cái gì? Mê mơn, tiểu hồng phi. Hắn dĩ nhiên đem chân hoàng kia cho thu phục rồi. Cái này tân hành thỏa đáng một bộ tuyệt thế tiên vương bộ dạng. Tôi nghĩ dạy tuyệt tử hơn là vua. Nên và sơ, tại sao hắn có thể thu phục được trinh hoàng? Hắn là ai? Tiểu hồng, sao vậy? Tiểu hồng không biết bay, có phải là quá béo không? Thanh kiếm của ông già y, ông ta chỉ là bị cướp. Tôi có một viên Super Jin Giang, nếu không bạn đổi anh ta cho tôi thì sao? Đạo hữu thật sự không coi trọng lời nói của chí tôn đan. Của bầu thiên hòa này của tôi cũng có thể tặng cho bạn. Trong pháp bảo tối cao ẩn chứa là bạch diễm. Giang thần lắc đầu, muốn mở miệng nói cái gì lại vội vàng câm miệng. Hôm nay không đúng, những gì bạn nói hoàn toàn không phải là những gì bạn nói. Bây giờ không thể mở miệng, ai biết được sẽ thành cái gì. Chắc là bị sao vậy? Tốt hơn là quay lại tìm một ngôi sao để trồng đất xem. Dù sao bây giờ không mở miệng là đúng rồi.
lại có thể thu phục được loại tiên cốt hùng kiết này. Không biết đạo hữu đến từ đâu. Bây giờ đây là một lời nói dối thực sự. Một cơ hội tốt để chiến đấu. Giang Thần trong lòng cảm thấy không tốt, nhưng vẫn không nói một lời. Ánh mắt lạnh lùng nhìn từng cái một. Trong lòng Chí Tôn đang lên kế hoạch làm thế nào mới có thể chạy trốn. Lúc đầu muốn thu hồi chân hoàng, bản thân có thể có một lực lượng chiến đấu lớn có thể đi. Nhưng bây giờ tình huống này không đúng. Chân hoàng này lại không đáng tin cậy như vậy. Giảm cân là vấn đề. Cái này đánh bại Super Gym sao? Bạn ơi, vùng đất Kyasu của tôi bị chân hoàng này làm cho lộn xộn như vậy. Núi sông không còn một chút màu xanh lá cây. Vạn dặm không có sức sống. Chim con trùng cháy cũng bị biến thành xương khô. Chân hoàng này, người không thể mang đi như vậy. Tổn thất nghiêm trọng đối với chín đại. Bây giờ, ngay cả việc mở cửa kiểm soát nhà nước cũng không thể đảm bảo rằng hàng trăm triệu người sẽ có thể nuôi sống bản thân trong những ngày tới. Ước tính có hơn nửa năm thời gian đói kém. Bạn không định bồi thường chút nào? Dù sao cũng đã đến bước này rồi. Chín đại đế quốc cũng không ngại cùng cựu sinh viên thâm hậu tư nhân đến một trận đại quyết chiến. Nhưng nếu bạn nhỏ để lại hoàng đế thật, vậy ta chín đại đế quốc vẫn là rất cảm tạ tiểu hữu hào nghĩa ra tay và sẽ nhận được một khoản thù lao nhất định. Trong lúc đó, Bigaton Super Gym đã lên tiếng, cũng ngăn Giang Thần lại. Đây là xác chết mềm và cứng. Giang Thần lại nhìn Tiểu Hồng vẫn còn đang đảo mắt. Cẩn thận mở miệng. Không phục, làm tôi đi. Âm thanh này, bầu không khí lập tức căng thẳng. Mà Giang Thần nội tâm đang yên lặng rơi nước mắt, muốn làm một nụ cười xin lỗi trên mặt cũng không làm được. Điều anh ấy thực sự muốn nói là Tiểu Hồng có thể đưa cho bạn, nhưng anh phải đảm bảo tôi ra khỏi đây an toàn. Thời gian rất nhiều, Ngọc Ta Thiên Dục tự nhận vẫn chưa yếu đến như vậy làm người bắt nạt thượng. Bất kể sau lưng người là ai, ngay cả đạo thống bất tử do tổ tiên để lại cũng không nên như vậy coi thường sinh mạng của hàng triệu người phàm mà không quan tâm dung túng chân hoàng trong môn hoành hành nhân gian, đốt cháy vùng đất Kyasu, hạt áo giáp không tồn tại, đặt cuộc sống của hàng triệu người phàm vào nguy hiểm. Hành xấu này có gì khác với ma giáo để lại hoàng đế? Nếu không, cho dù tiên nhân trong môn của bạn liên thiền không thể tiêu trừ hận thù của hàng trăm triệu chúng sinh, tan vỡ chim thú chết chóc càng không biết tự phản mình, một thời gian dài nữa sẽ không thể tái sáng, không có mùi thú, đây là ai đền cũng không được, hoàng đế phải ở lại. Giang Thần không nói nên lời, một mặt không dám nói dối, một mặt là không biết nói gì. Có lý do như vậy, đây là bắt cóc đạo đức sao? Sự sống và cái chết của hàng triệu người phàm không phải tôi làm đâu. Tại sao trước đây không đi tìm chân hoàng nói? Bây giờ chân hoàng đã được phục hồi, ít nhất các hồ bơi được giữ lại, các người không nên cảm ơn tôi sao? Hơn nữa, nếu muốn lý luận cũng đi nói với mấy đạo tông là họ phát ra sự thật để lại thật đáng sợ. Nếu không cho dù ta đợi đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ vì cái này Kyasu thương sinh chạy trốn thuyết pháp không phải là hiếm cái này chân hoàng sao? Nói lớn như vậy một món quà cháy. Bắt cóc đạo đức, bắt động thương sinh đại nghĩa, tôi đưa cho các bạn không phải sao? Đặc biệt, một lũ đạo đức giả còn liều đến giọt máu cuối cùng. Nếu thân nguyện ý, sao trước đây không dám động thủ với chân hoàng? Lúc này trong các vì sao có một người gặp được. Hắn tốc độ cực nhanh không phải so với Chí Tôn sao? Là Nhạc Linh Lung đến mấy cái đèn tường cũ. Quý ông này không nói chuyện là không muốn nói chuyện với các bạn. Các cậu đang đẩy mũ lên mặt đấy. Hay để gì và bà của bạn nói chuyện với bạn. Trước khi Nguyệt Linh Lung hình như còn nói có thể ngồi xổm đi khỏi tay Chí Tôn mà không bị thương. Chẳng lẽ là kéo tôi đến đây? Từng cái một lớn tiếng như vậy làm gì? Chân hoàng này là do tổ sư gia nhà ta thu phục. Các người bỏ thầy đến cướp đi. Từng cái một giả vờ như vậy. Tất cả đều là đạo đức giả, bạn xem tôi làm gì? Tôi là người duy nhất muốn điều này thật sự hoàng gia. Sự nghiệp của tổ tiên nhà tôi không thèm tranh luận với tôi bạn. Tôi Nhạc Linh Lung không thể quan tâm nhiều như một đám vậy. Tiểu nhân vô sỉ. Thảo nào thiên ngọc này yếu thế, một cái đại trí tôn đều không lấy ra được. Người nhiều nói là các bạn. Con từng cái một áo choàng vàng thêm người không biết xấu hổ. Con có người cái nào giả ma xuất sắc? Bản thân chính là ma con học người nhà trang thánh hiền. Con có bà già của bạn, đừng nghĩ đeo mạng che mặt là cô gái xinh đẹp. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Cái kia cầm thiên thư lấy một quyển sách hỏng thì học người nhà trang phục người hiền lành rác rưởi. Phía sau cái kia mang kiện lớn chó tốt đều biết không cản đường. Ngươi đang cản đường tổ tiên nhà ta trên đường về nhà, cẩn thận chờ cái bao ngón tay tiếp theo tiêu diệt ngươi. Đại gia, lần này giao cho Tiểu Hồng còn có thể đổi cho mình một cái mạng không? Cái này hình như là kéo hai đầu. Cái này có thể đắc tội hết thầy vương giả Chí Tôn rồi. Từ địa ngục đen đến tấn công cá nhân, tất cả đã làm lại rồi. Nguy hiểm hàng đầu của khu vực Xuân có thể chiến đấu với nó không? Còn có thể đi. Do dự nửa ngày, Giang Thần vẫn không mở miệng nói một lời. Hắn sợ nói ra ý tứ lại thay đổi, loại trở nên vô cùng thái quá. Bây giờ chỉ tức giận đến mức cô gái nhỏ này bà ngoại có cách tốt nhất là mang theo loại của anh ta. Vậy ai? Đằng sau anh có một con rồng. Có phải anh có cái dám muốn thả không? Người rất tốt. Một chút kim đan trang điểm sao dám nói ra lời điên cuồng như vậy? Bạn biết giá. Ông nội phụ thuộc vào bạn tiếp theo. Bạn phải bảo vệ tôi chu đáo nhé. Tôi chỉ có thể giúp bạn xuất khí. Việc làm còn phải bạn đến. Tôi không thể tự bảo vệ mình. Tôi lấy gì để bảo vệ cô? Bạn thật điên rồ. Tôi tưởng anh có thể làm gì? Cậu có biết cậu đã gặp bao nhiêu rắc rối không? Chỉ sợ bây giờ người ta muốn giết nhất chính là người. Thật ra cũng vậy. Lúc này một đám Chí Tôn đều đang nhìn chằm chằm Nhạc Linh Lung. Ánh mắt kia chính là đang nhìn một người chết. Đạo hữu, bất kể trên người bạn có kho báu nào của tu luyện trọng lực, cũng không quan trọng ngươi là đại Chí Tôn hay là phía sau ngươi có tiên nhân. Gọi hết đi. Tối cao thiên mục của ta không thể bị sỉ nhục. Lúc này có một vị Chí Tôn nóng nảy ra tay. Hắn gửi một thanh kiếm, hoa quang tùy ý dính vào Giang Thần.
Niềm đam mê này không còn. Kiếm khí vung tứ phương, giết dầu, la hét như rồi vực thẳm. Lạnh lùng và rộng lớn, tôi là một bãi cỏ lớn. Bạn có thể đừng vội vàng như vậy không? Có thể đợi tôi vào phòng tiểu càn khôn trước không? Nhưng thanh kiếm đó đến rất nhanh. Trong nháy mắt tay đã không đến trước mặt Giang Thần. Sau tên trộm nổ tung thành những vì sao trên bầu trời, chỉ thấy một con bò già hư ảo xuất hiện trước mặt Giang Trừng. Một tiếng nổ lớn trong không khí của thị trấn Ngư Hầu sụp đổ, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Thanh kiếm kia chính là con bò già này hấp dẫn đến vỡ tan. Sau đó lão ngu ngốc ra một cú vô lê, hắn đoán một chút, trực tiếp dẫm nổ ra tay Chí Tôn. Chí Tôn đã xây dựng một mảnh đầy sao đỏ, làm hết đi. Lão ngư hư ảo này mới chậm rãi rút lui. Các vị không? Chiến tranh, nhưng không có nghĩa là không giết. Hai người này hiển nhiên là đến từ một cái điện ảnh truyền thống, một cái vô cùng cường đại, thậm chí có chút bí ẩn đạo thống. Cho dù đó là tốc độ mà cô bé đó đã bùng nổ, hay là thanh niên kia thu phục chân hoa và một đòn đánh nổ một vị Chí Tôn thủ đoạn, hai người này tuyệt đối không chọc nổi. Một lũ hèn nhát, chết một cái Chí Tôn thì không dám mê nữa, không có chút xương sống nào. Thảo nào trời này yếu thế. Mí mắt của Giang Thần Văn Ngôn nhảy mạnh, đen nhạc linh lung cầm một cái nhét vào tiểu càn khôn giới. Em gái của bạn, bạn sẽ chết nếu bạn kiếm sát thủ của ta là do cây này chế trước. Thật sự tưởng vừa rồi là tôi ra tay. Lần trước không biết tại sao năng lượng của tiểu càn khôn giới lại giảm 10%. Bây giờ lại giảm 10%. Thật sự đánh nhau. Nhiều như vậy Chí Tôn đủ hỏa hỏa tiêu hao năng lượng của tiểu càn khôn giới. Các bạn có thấy không? Con trâu già kia hình như là tiên vương. Con trâu già trên cánh đồng của tôi là tiên vương. Sao tôi không biết? Đạo hữu cảm ơn bạn đã đóng góp to lớn cho Kiesu. Tôi chuẩn bị hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của con trai tôi. Tôi đi đây. Đúng, đúng, cô mô hôm nay tái hôn. Tôi phải đi xem. Thanh Châu hoang vắng. Tôi phải đi chủ trì tình hình chung. Tạm biệt. Con gà mái da mà bà Vương bên cạnh ném chết hôm qua vẫn chưa tìm thấy. Tôi sẽ giúp tìm lời tạm biệt. Tôi hình như kẻ đó đến rồi. Hắn là kim đan khí đại tu thần công bữa cơm tạo hóa, nhưng ngay cả giày da cũng không xứng đáng trước mặt con trâu già này. Tổ sư gia có lẽ không phải tiên, mà là tiên vương. Ở đây bất kỳ một cây cỏ nào cũng có thể sống chết. Đây là tiên đạo đại dược, hóa ra là cho bỏ ăn. Chỉ cần cỏ dưới chân cũng có thể khiến Đa Phi thăng cấp thất bại. Sư phụ bị thương nặng, xin vui lòng hồi sinh đầy máu trong giờ học. Huyền Linh Long, bạn có sao không? Không sao đâu. Tổ sư gia, đây chính là trận hoàng đế đó sao? Sao lại là một cái nhỏ như vậy? Chẳng lẽ anh ta ngất xỉu? Mắt ông nội đảo hết rồi. Hắn tên là Tiểu Hồng, bây giờ hẳn là thoát khỏi Bình Minh Trắng. Bạn lấy đi cho ăn một thời gian xem cùng với hai con gà nhỏ đó cho ăn nhé. Lý hiểu rõ vừa nghe mình lại bị giao nhiệm vụ nặng nề như vậy. Lúc này Trang Nghiêm và Thần Thánh tiếp nhận Tiểu Hồng điều. Cảm động đến nỗi sắp rơi nước mắt rồi. Trên thực tế Khương Thần không dám giữ Chân Hoàng ở bên cạnh. Cho dù là chiến trường của chính mình, vậy cũng phải kiểm tra một chút. Bây giờ Lý Hiểu dùng Ngọc Thọ Tinh kính ngưỡng một thời gian xem có ngoan không. Đây là màu vàng thật, trên trời đất ai có thể nuôi nổi. Tôi nhất định phải cho nó ăn thật tốt. Mỗi ngày đều bắt được những con bọ tươi nhất. Này này, tôi đến cho bạn ăn, tôi không yên tâm. Các ngươi cái bạo lực cuồng cũng không ngại nói người trong nhà hiểu là đại lão thô. Tô Cầm Ngọc khinh thường vừa nói xong, gặp hắn chính là một cái chân dài 1m8, một cước đá bay 3 trưởng vận. Lý Minh Bạch nhìn Lâm Thanh Viễn, lại nhìn Giang Thần, cuối cùng là ngậm chặt miệng không dám mở miệng. Nhớ mắt tôi ngoan rồi, vậy sau này không được đi ngang. Sau này đi du lịch, trên vai mang một chân hoàng, ai dám không vào. Tôi cũng rất muốn nuôi, nhưng tôi không dám kết duyên với đại sư. Tôi sợ hắn đánh tôi. Đêm buông xuống những vì sao, một đám còn đang vây quanh Tiểu Hồng đủ loại hiếm có. Lúc này Tiểu Hoàng đã tỉnh rồi, và trạng thái tỉnh táo này đã được duy trì trong 1 giờ. Cũng lạnh 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nói ngần người thì thích hợp hơn. Như mất hồn, ngốc nghếch, dù cho một đấm đủ loại tàn phá cũng không phản ứng. Lạ thật, sao anh ta không ăn bỏ? Này, anh có ngốc không? Hắn là màu vàng thật, chỉ là giáp tơ, làm sao có thể ăn côn trùng? Người ta là hút tinh hoa của trời đất dẫn đến mặt trăng mới. Lâm Thanh Viên lại một bộ vô cùng sủng ái, đặt Tiểu Hồng lên mặt, xoa khóe miệng, lộ ra một nụ cái cười vô cùng thích thú. Dẫn Tiểu Nguyệt nhìn hai con bọ thịt nhỏ trên mặt đất, giống như khám phá một lục địa mới. Lợi dụng người khác không chú ý lặng lẽ nhặt lên đặt vào tay áo. Đại sư tỷ Tiểu Hồng vẫn đang ngẩn người. Hắn không thể ngốc được chứ. Mày biết gì? Đây là chân hoàng. Lạnh quá, có chuyện gì vậy? Hắn không để ý đến bạn là đang ngẩn người. Đại sư tỷ, nếu không vẫn là cho tổ sư ra xem đi. Tôi cũng nghĩ anh chàng này không ổn. Tôi luôn cảm thấy anh ta yếu đến mức tôi có thể bóp chết một cái. Làm sao có thể bóp chết một cái? Đừng xem bây giờ ngoan ngoãn như vậy. Khởi động nóng này đến kia su đất liền đều có thể đốt cấm cho bạn. Chắc anh đang ghen. Nếu như người Tô Cảnh Du có thể bóp chết chân hoàng, ta Linh Thanh Viên sợ rằng đều tại chỗ bay lên rồi. Chị ơi, sao em không cảm nhận được hơi thở của chân hoàng? Hình như thế, con chim đỏ nhỏ này sao không có hơi thở của chân hoàng?
Đặc điểm chủng tộc thì sao? Chẳng lẽ cái lông mốc trên đầu kia là hiện thân hữu hình của mắt chính màu vàng? Lâm thành viên mang theo một chút tìm hiểu đến cùng thái độ đối với cái kia lông mốc vừa kéo. Tin thấy ngoài việc đặc biệt mạnh mẽ hoàn toàn không có tác dụng gì khác, thậm chí mạnh mẽ đến mức có thể chống chọi với sự suy giảm. Ngay lúc này, vốn là đang gần người tiểu hoàng một trận cóc sẽ thoát khỏi nanh vuốt của Lâm thành viên. 360 độ đều đạn rơi xuống đất. Đẹp trai và đẹp trai. Tôi nhớ ra rồi. Nhớ rồi, trống của tôi. Của tôi thực sự thuốc lá. Có người tiểu hồng kích động hét lên. Nhưng vừa rồi nói đến hai chữ có người thì không có cảnh báo trước. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mắt bắt đầu chuyển động. Tiểu hồng muốn nói gì? Cái trống của anh ta bị sao vậy? Có ai không? Chẳng lẽ tổ sư ra rút trống của hắn? Giết lời thật của hắn. Điều đó khiến anh ta mất trí nhớ và mất trí nhớ gián tiếp. Có khả năng này. Thảo nào ta không cảm thấy một chút sức mạnh nào. Không thể nhận thấy. Vậy chân ngôn là đặc điểm chủng tộc của chân hoàng cũng không có. Mọi người chợt nhận ra. Nghĩ đến rồi, lúc đầu nói là để lý hiểu cho một thời gian. Chắc là không thành công trong cuộc khảo sát. Bọn họ lúc này nhất trí cho rằng là răng thần sao chép xương của chân hoàng này. Lại giết lời thật của hắn. Điều đó khiến anh ta trông như một con chim sẻ nhỏ. Chắc là tổ sư gia không yên tâm hắn. Đây mới là hành xấu như vậy. Nhưng yên tâm, ta Lâm Khánh Viên có một ngày nhất định sẽ tìm tổ sư gia lấy lại tất cả của tiểu hồng. Hãy để hắn tái hiện uy quyền của chân hoàng. Như vậy một cái có thể bạo đả chí tôn tuyệt thế giấc tơ, nhưng lại gặp được tổ sư gia, gì đều lấy đi cho anh ta. Lời của chân hoàng đều cho hắn diệt hết rồi. Nhỏ dễ thương sao lại đáng thương như vậy? Thậm chí không thể nhớ ai đã làm chuyện bị rút xương vàng ra. Lâm Thanh Nguyệt âm thầm thế nhất định phải cho Tiểu Hồng ăn bổ sung nhất. Nhất định sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cho Tiểu Hồng. Cố gắng sớm vượt qua cấp độ của tổ sư gia. Có gì nói trực tiếp đi, đừng làm phiền tôi. Tổ sư gia, ta muốn xin ngài cho ta mấy viên tiên thảo. Sư tôn ta bị thương nặng không biết có thể trụ được bao lâu. Tôi hơi lo cho anh ấy. Cỏ tiên, đó là gì? Tôi nghĩ những người có thứ đó đừng nói đến cỏ tiên. Cỏ điện hoàn toàn không có. Ta quản ngươi sư tôn tạo hóa thiên thành, không cần người khác can thiệp. Cô đang lo lắng gì cho anh ta? Hàm ý là cỏ tiên ta không có, không thể giúp sư phụ ngươi. Chỉ có thể dựa vào hắn tự mình gánh vác. Nhưng lời này rơi vào tai Nhạc Linh Lung, nhưng lại làm cho đôi mắt mờ ảo của hắn lại tỏa sáng rực rỡ. Vị tiên sinh này lại biết sư tôn là tạo hóa thân thể lên trước đều nói không thành vấn đề. Vậy thì đừng lo lắng nữa. Phải biết cái này trước lên nhưng là nuôi một cái trước đến lão ngu làm vật nuôi tồn tại. Tuyệt đối sẽ không nói dối. Tiếp theo chính là ở đôi ơi tông trời đạo sư tôn sức quan chờ hắn tìm tới là được. Cô gái nhỏ bây giờ như vậy, thật là dỗ dành, một giây còn lo lắng muốn chết, một câu thì nhảy nhót thôi. Tổ sư gia, các người không thể tiếp tục như vậy suy đồi đi xuống. Chẳng lẽ khôi phục tinh tinh tông trả thù các người đều quên rồi sao? Ta là ông cố của người. Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Nếu như người tiếp tục như vậy thì không phải là tổ sư của ta. Thằng khốn. Tổ sư gia, ta tinh tinh tông từ khi khai tông lập phái đến nay đã trải qua ngàn năm. Lúc nào cũng bị người ta áp bức. Nhiều năm như vậy, tông môn thậm chí không có trang trí trên một trụ sở. Tôi đã có đủ cuộc sống này rồi. Vậy anh muốn gì? Từ khi ta gia nhập tông môn, không bao giờ muốn chỉ có tinh tinh. Ta muốn làm đại sư huynh của mấy vạn đệ tử. Thưa ông, tôi nghĩ ông ấy đúng. Ta còn nhớ lão tông chủ trước khi chết đi ra ngoài xin cơm. Chết trên đường. Chúng ta không thể ham vui, quên bài học. Ông định làm gì với tôi? Bước đầu tiên là xây dựng một tòa nhà bí ẩn để thu thập vận may. Sau này mấy người chúng ta đều phải xuống núi kinh nghiệm làm việc đã làm chuyện tốt gì. Vậy vận chuyển hàng không thu được cũng có một nơi thu gom. Việc xây dựng tòa nhà bí ẩn sớm như vậy cần hai thứ. Một cú nhấc chuột có thể chấn áp kho báu sản phẩm mới không bị dò dỉ khí vận và kết tinh của một tiên nhân. Người tiên hiệu này dính chút kết tinh, như vậy thu được sửa đổi, độ kiếp thành công sẽ thu được một tiên nhân chém niệm kết tinh. Đó là hiện thân hữu hình của niệm, có thể đóng vai trò ngưng tụ kỳ lạ. Trên đời này còn có tiên nhân sao? Cái này lại cầm tiên nhân chém niệm kết tinh, không cần phải làm gì cả. Kết tinh của cửa hàng triển lãm tiên nhân không dễ lấy được. Ông ơi, cái này chúng ta có thể đi mua. Tìm một cửa lớn là có thể mua được. Cửa hàng triển lãm tiên nhân này kết tinh là đồ của đường phố thối sao? Chẳng lẽ là hệ thống lừa dối tôi? Ông ơi, chúng ta chỉ cần một chút là được rồi.
Một tinh thể chém niệm hoàn chỉnh có thể vỡ thành hàng trăm tinh thể nhỏ. Mấy trăm năm trước ở Kinh Hù đã xuất hiện một kết tinh chém niệm hoàn chỉnh. Bây giờ phân tán ở 9 đại quốc căn một số tông môn. Chúng ta có thể đi mua một viên pha lê nhỏ. Vậy bạn đi mua một cái đi. Không đủ tiền, hãy tự tìm cách giữ im lặng và đừng gây rắc rối cho tôi. Chị Linh Lung, chúng ta cùng đi nhé. Có hai cô gái đi theo, luôn phải có một chút. Hắn lại mang theo Nguyệt Linh Lung đi. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Nguyệt Linh Lung có thể yên ổn một chút. Nếu không đại địch giết lên, đừng trách tôi là người đầu tiên chạy trốn. 7 ngày sau, ba người Tô Cẩm Ngư gặp nhau và đi đến phía trên cửa đơn của Thanh Châu Tập Đạo Tông. Ở đây nhìn thoáng qua những ngọn núi cầu phúc, trong mây mù cây cổ thụ lên trời, cần cầu trắng nhảy múa. Có núi trang 18 chỗ. Chỗ ngồi hướng thẳng về phía bầu trời, có tiếng chuông giữa các bộ phim, cũng có âm thanh của đàn piano. Chiến trường ngàn dặm, phong thái hùng vĩ, ánh sáng rực rỡ. Các người là ai? Sắp đến rồi, núi Kim Phong là vậy, xin vui lòng nhanh chóng rời đi. Tô Giải, đệ tử của Hưng Hạnh Tông đến thăm, mong được thông báo. Tô Cầm Ngọc chào người gác cổng, không kiêu ngạo nói. Nếu quen, hắn căn bản không thể nào xuất ra Tinh Tinh Tông danh hiệu đi thăm bất kỳ một cái tông môn nào. Nhưng bây giờ thì khác, có ông nội. Điều này phải cứng rắn lên, Tinh Tinh Tông chưa từng nghe qua cái gì đâu. Nhanh chóng cút đi, đã nói phong núi rồi. Tôi nhớ giọng điệu của hắn mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn hơi khó chịu. Nên lập tức sẽ lấy ra mã thông báo của người lớn tuổi của giáo phái. Nhưng anh ấy vẫn chưa di chuyển. Nhạc Linh Lung liền một cái nhảy, không biết lấy đâu ra một cái búa khổng lồ. Một cái búa đập vỡ cổng núi Cát Đạo Tông. Sự sụp đổ của cổng núi khiến nguyên nhân của người gác cổng kinh ngạc. Chưa kịp nói chuyện, chiếc búa tạ của yêu linh Cơ Long nằm trên đỉnh đầu anh ta. Bảo bạn đi báo cáo thì báo cáo nhiều chuyện nhảm nhí như vậy. Phong Sơn thật tuyệt vời. Tin hay không, tôi sẽ lấy đầu của bạn và đá xuống sông đó để tên cho tôi là Trịnh Thành Công, là một nhân viên nội môn của giáo phái Cơ Đạo. Nhưng hôm nay tôi không thành công chút nào, bởi vì tông môn phong núi, tăng cường cảnh giác. Ta cái này vốn chỉ cần trèo nước câu cá đi làm đánh thẻ là có thể có một khoản tiền lương lớn. Kiến thức nội môn cũng được sắp xếp đến canh gác sơn môn. Nhưng bây giờ cổng núi tôi canh gác đã bị người ta đập vỡ bằng một cái búa. Tôi đang hoảng loạn, cái búa đang nằm trên đầu tôi. Ta có thể cảm giác được trước mắt tiểu ma nữ thật sự dám giết ta. Và tôi có trách nhiệm nói với mọi người ở đây. Tôi không đánh được hắn. Một giây cũng không chịu nổi. Thật sự, điều tồi tệ nhất là tôi sợ đi tiểu. Bây giờ tôi thậm chí không thể gửi tín hiệu cho giáo phái. Không dám động đậy. Chỉ có thể cầu nguyện người trong tông môn nghe được động tĩnh sau khi giết tới cứu tôi. Linh Cơ Long, đừng bốc đồng. Trịnh Thành Công run rẩy nghe được câu nói này. Từ Thiên Âm vô cùng cảm kích nhìn Tô Cầm Ngọc đại ca. Có thể bảo anh ta tháo cái bó xuống không? Tôi lo tay anh ta trượt. Chờ đã, tôi chưa thấy cảnh kinh dị nào mà đầu tôi bị vỡ. Bộ não chắc phải cách nó vài mét. Bạn đợi tôi chuẩn bị tâm lý trước đã. Cái này không tốt lắm sao? Cái này vừa đến thì đập vỡ cửa nhà người ta là hơi quá đáng rồi. Đừng nói là quen biết một người bạn lớn tuổi. Hắn là quen biết tông chủ, thật khó để nói. Rốt cuộc, đập cửa nhà người ta là đánh vào mặt người ta. Các ngươi gặp rắc rối rồi, thế mà lại đập vỡ cửa núi Cát Đạo Tông của ta. Điều này tương đương với đánh liên của Cát Đạo Tông của tôi. Các anh không đi được. Đó là ba cửa trong đường Đại Tôn Igi, một cái nặng lớn. Từ khi thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện ghi chép bị người ta đập phá ba cửa. Đó là tiền lệ cho Kovacy, cháu trai sắp giết bọn họ. Mấy người này tuyệt đối không thể tha thứ cho bạn. Tiểu đoàn của anh trai thứ tư biến mất. Sợ hãi như thế này, dạy bạn canh cửa là để xem bạn. Xin lỗi, đây là một sự hiểu lầm. Chi phí sửa chữa cửa núi chúng tôi sẽ trả. Xin vui lòng thông báo, đại trưởng lão của quý tộc nói đệ tử của đời người là Tô Cẩm Ngư đến thăm. Trở về tổng môn của ta còn muốn gặp tổng trưởng lão của ta. Dù bạn là sao hay mặt trăng, hôm nay không đi được. Đàn áp tôi. Một vị nóng nảy nhìn thẳng đại thọ nhất huy mời khách. Động lực của hàng chục đơn vàng bùng nổ hợp nhất với nhau, một loại áp lực dồn dập như núi đổ biển ép thẳng đến ba người, làm cho ba người như bị mắc kẹt trong bùn. Lúc này từ xa lại gặp hàng trăm người sửa chữa kim đan. Đây là những người khác của gió đã đến. Sự tham gia của họ làm cho động lực đó lại tăng vọt vài lần. Nhạc Linh Lung vẫn khỏe. Tô Cảnh Du và Lâm Thanh Viên thì đều là nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, gần như sẽ quỳ xuống. Cảnh giới của hai người còn quá thấp, vẫn là thời gian tập luyện. Lâm Thanh Viên đem giếng rít ý bơm dẫn đến sấm sét vây quanh, bao nhiêu người chống lại áp lực khổng lồ đó. Mặc dù vậy, cũng giống như mang theo một ngọn núi tiên, xương trong cơ thể đều đang run rẩy. Tô Cẩm cũng là toàn thân hưng vong nở rộ, đấu tranh chống lại một cái tiểu tông môn cũng không biết tầng bốc như vậy. Vậy thì đừng trách tiểu thư này không khách khí. Cô gái nhỏ này đối mặt với tình huống này còn dám ra tay. Đối mặt với 200 vị kim đan sửa đổi không phải đều là nên ngoan ngoãn bỏ tay dễ dàng bắt sao? Cái này không chết sao? Tất cả đều là áp suất sáu mô khổng lồ xung quanh ảnh hưởng đến hiệu suất của chính mình. Chết hết cho tôi đi. Thôi đi, ông già. Thái thượng trưởng lão có đại địch xâm lược. Tất cả lùi lại, tôi không đập người. Thật sự rất khó gặp được cấp cao của cực đạo tông của ngươi. Lão đạo trưởng cấp 9 là cực đạo tông. Các trưởng lão đến đây làm gì?
Thân phận thì lời nói. Nói chuyện chính sự, chúng ta đến mua một hạt tiên nhân chém mặt kết tinh. Không được thuận tiện. Mã thông báo cũng cho các bạn một cái giá đi. Trương Cửu Các cầm lấy mã thông báo. Trong lòng cũng theo thần. Đây là mã thông báo của Cực Đạo Tông, có dấu ấn độc đáo. Từ khi thành lập đến nay, đây là mã thông báo duy nhất được gửi đi. Đây là giáo phái âm thực đã lấy ra đất vàng thật. Một tông môn mà đất vàng thật đều dùng để bán. Muốn miễn một cái mấy đạo tông còn không phải là chuyện vài phút. Thực phẩm là gì? Chính là loại mạnh đến mức vượt trên đế quốc, cùng với truyền thống bất tử. Thậm chí còn mạnh hơn cả tông môn của đạo thống bất tử. Loại tông môn này đã bất khả chiến bại trên thế gian. Vì thế lựa chọn ẩn nấp. Trương Cửu Co vừa nghĩ đến những thứ này, một nỗi sợ hãi lớn lấp đầy trái tim. Không chỉ quý khách quảng lính, có nguyên nhân. Chỗ phạm tội tùy ý xử lý. Từ lâu tôi đã thay mặt đạo tông làm rõ lập trường, đừng bao giờ nói nửa chữ không. Cái này là chọc được thần tiên gì vậy? Thái thượng trưởng lão lại cúi đầu, hơn nữa còn nguyện ý nghe xâm phát xuống không cần đến trước khi tổ sư chúng ta cũng cố ý dặn dò không được gây chuyện. Và chúng tôi không muốn gây rắc rối. Đúng là người của chúng tôi đã đập vỡ cổng thành của quý tộc trước, nhưng các người cũng làm chúng tôi bị thương. Mọi người hòa rồi, bắt đầu giao dịch đi. Chúng ta mua một vị tiên nhân trả miệng liền đi. Chị ơi, tại sao lại lịch sử với họ? Một mình ta cũng có thể đánh tan mấy đại năng. Nếu ông nội biết các người bị thương, ước tính một ngón tay rơi vào đấy sẽ không còn linh lung nữa. Yêu nữa không thể gây rắc rối. Tổ sư cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào những việc nhỏ này. Hắn không khoe khoang, thật sự có thể đánh được mấy đại năng. Trên hóa đơn vàng của hắn lại khắc đầy đủ các loại phù văn đại đạo. Đây là sản phẩm thời trang kim đan. Pháp tu luyện phi hiểm đạo hoàn toàn không giải được loại kim đan này. Loại người này sức chiến đấu của hắn hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để đo lường. Nhanh lên, đừng có mực nữa, chúng ta trở về chữa thương. Vâng vâng vâng, đây là kết tinh bạn muốn. Là chúng tôi không đúng, cái này là tặng thì làm phiền. Hú. Thái thượng trưởng lão liền như vậy buông tha bọn họ sao? Nếu không thì đừng nói người lớn tuổi ra tay. Tôi không thể đánh bại cô bé đó. Người xuyên Việt này dựa vào bản lĩnh lừa gạt người khác để trở thành tổ sư của Tinh Tinh Tông. Ở thế giới tu chân vô cùng thoải mái, sống cuộc sống như cá muối. Nếu như Tô Kim Ngư và Lâm Thanh Viên vẫn không ở trong tông môn thì tốt rồi. Chỉ là hai người kia có chút quá lo lắng. Đúng rồi, lần sau thì sắp xếp đi xa hơn một chút. Tốt nhất là đừng quay lại trong nửa năm nữa. Lý Đại Hải cũng là đều sắp xếp đi ra ngoài, chạy ra ngoài. Tôi có thể cứ như vậy nhàn nhã tiếp tục. Thưa ông, chúng tôi đã trở lại và nhiệm vụ đã hoàn thành thành công. Mua được tiên nhân chém niệm kết tinh rồi. Đây chính là tiên nhân chém điện kết tinh sao? Thật sự chưa từng thấy. Nhưng tôi cũng không thể thừa nhận mình chưa từng gặp qua không biết. Ừ. Bạn nhận đi. Không sao rồi thì về tu luyện đi. Lâm Thành Viên, bạn xem người ta Lý Đại Hải làm việc cả ngày lẫn đêm. Mưa gió vô ngăn vẫn đang lĩnh ngộ đạo kiếm kia vết. Còn có bạn, Tô Kim Ngọc đã nửa tháng không làm sát rồi. Đạp sát lại như thuyền nước bùn. Không tiến thì lùi. Còn không nhanh đi nhạc lang lang bùn, mặc dù là kim đơn cười đánh càng chậm, nhưng còn lâu mới vỡ gương. Nhanh đi tu luyện. Ông ơi, ông cho xem đây là chất liệu gì? Nói là một kiếm là đến mảnh vỡ của tiên binh. Bạn xem có thể đúc lại nó thành một mũi tên tiên binh không? Đây không phải là quá nhiều loại gai sao? Gai anh lấy đâu ra những vật liệu cao cấp thế? Giang thần chưa từng thấy thứ này. Nhưng nói dối có thể nói là mở miệng. Ông ơi, cái này có giá trị lắm không? Tất nhiên, một chút như vậy trước đây, nếu chúng tôi kết nối, có lẽ là hàng trăm triệu đồ ăn nhẹ. Không ngờ đại trưởng lão của các đạo tông lại ra tay hào phóng như vậy. Cho bất cứ thứ gì cũng đáng giá hàng trăm triệu. Mấy trăm triệu, sư tôn ta chỉ có 100-200 triệu. Không phải toàn bộ tài sản của sư tôn đều không mua được một chút như vậy sao? Tổ sư gia, xem có thể khôi phục nó thành một tên tiên binh không? Nếu có thể khôi phục, vậy thì tòa nhà Huyền Cơ có thể được xây dựng hoàn chỉnh. Tô Cầm nhìn Giang Thần đầy mong đợi. Giang Thần thì là trực tiếp giang hòa, có thể không nhắc đến một số yêu cầu kỳ lạ không? Tôi chỉ muốn làm một con cá muối. Tôi sẽ khôi phục cái này ở đâu? Cái này không dễ nói. Các bạn đi làm việc của các bạn trước đi. Này, này, chỉ cần đợi vài ngày thôi. Sự chú ý của họ không còn ở đây nữa. Tôi đang nuốt chửng anh ta, sau đó đến một câu quá ít. Danh quân tiên phong thất bại là được. Đúng rồi, ông nội, chúng ta còn phát hiện ra một bí mật lớn. Bí mật gì? Là thịt lợn tăng giá rồi hay là các ngươi nhìn thấy tiên nhân động phủ? Không phải lần trước, không phải bạn nói có người trích xuất lời của chân hoàng muốn thành lập chân hoàng và kiến cổ trấn sao? Chúng tôi biết ai đã làm chuyện này. Đó chính là các đạo tông. Chúng ta lần này đi các đạo tông mua tiên nhân trả miệng kết tinh. Phát hiện trên người đại trưởng lão và một vị thái thượng trưởng lão đều có khí tức màu vàng thật. Tôi e rằng họ đang làm chuyện này trong bóng tối. Tôi biết chuyện này. Liên quan gì đến các ngươi? Suốt ngày lo lắng. Nhanh tu luyện đi. Thì ra ông nội biết. Nếu ông nội biết, điều đó có nghĩa là mọi hành động của giáo phái Nagi đều nằm dưới sự kiểm soát của tổ tiên. Tôi tưởng có thể dùng tin tức này để đổi lấy một cậu bạn thật tuyệt vời. Ông ơi, ông xem bức tranh này của tôi thế nào nhé? Tôi có nghệ thuật không? Vâng. Vâng. Điều đó bạn hiểu. Bạn đi làm chủ đi. Là có chuyên môn, loại văn nghệ này không hợp với anh. Ông ơi, nhìn những gì tôi vẽ đi. Doãn Tiểu Nguyệt đưa một bức tranh của mình.
Đây là tác phẩm mới nhất của anh ấy tối qua. Một con bọ nhỏ béo ngậy đang lang thang trên một chiếc lá xanh. Bạn hiểu rồi, nhìn một cái rồi cảm thấy vẫn chưa vẻ tốt. Vậy con bọ bay nhỏ làm sao có thể có bức tranh phong cảnh của riêng mình đẹp? Giang Thần chỉ nhìn một cái thôi, liên tục nói đồng ý, không thể chọn ra một chút khiếm khuyết nào. Đua về đàn, cờ vua, thứ pháp là đại tông sư cấp bậc. Sơn đã vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống. Tôi nói tốt là tốt. Loại hoạt động nghệ thuật này thật sự không hợp với tôi sao? Hai người vẫn là chó lợn ăn phù hợp hơn với đúng mình. Đúng rồi, ông nội. Con chó chơi đất của tôi hình như đã sửa đến tận cùng rồi. Bây giờ chỉ có thể phá vỡ một tảng đá vạn kim. Cũng bị mắc kẹt ở đây. Bạn xem có phương pháp tu luyện nào có thể truyền trực tiếp cho tôi không? Một đấm phá vỡ tảng đá vạn kim. Vậy không phải một cú đấm có thể giết chết tôi sao? Cô nên tránh xa tôi ra. Đi cho heo ăn trước đi. Tôi sẽ thông báo cho bạn khi tôi có. Vâng, ông nội. Tiểu Nguyệt khi nào mới có thể tu luyện? Đối mặt với sự đồng ý non nớt của Giang Thần không nói nên lời. Cũng không thể cũng để cho Tiểu Nguyệt cũng đi mưa gió xem vết kiếm vô dụng kia đi. Làm sao có thể đợi Tiểu Nguyệt vẽ xong bản vẽ của học sinh tiểu học? Ta tự nhiên sẽ truyền Tiểu Nguyệt vô thượng pháp tốt. Haha, trẻ con là dễ dỗ dành. Cái này khóc một bữa phòng trừng một viên kẹo là được cũng rồi. Cũng chính lúc này, phía bên kia núi sau có tiên quang bay lên trời. Ao hóa long phượng diễn giải chư thiên vạn linh. Ý định khủng bố lấp đầy nửa bầu trời. Cảnh tượng này làm kinh ngạc tất cả mọi người trong các vì sao. Ông nội Lý Đại Hà Đơn đã nhầm. Phía xa truyền đến tiếng gầm của cá tô cầm. Giang Thần định thần. Nhìn kỹ đi, quả nhiên là động tĩnh của Lý Đại Hải. Hắn nhắm mắt lại. Trên người có dây quang điện phía tây, giống như một vị thần, cho người ta cảm giác đã hòa vào thiên điện này bất cứ lúc nào. Bầu trời đã là muôn thọ, chim hót. Dưới sự dẫn dắt quả long phượng, bọn họ dần dần hòa nhập với nhau. Chưa đầy nửa cột hương đã hình thành một lò đan khổng lồ, treo trên bầu trời. Trong lò đan đó có núi sông hổ biển, có cảnh tượng cây cỏ, cá và côn trùng như thể chứa một bên. Sán lạn có ánh sáng huyền diệu vô cùng lò luyện đan. Đây sợ không phải là nắm được cây luyện đan. Đại Hải loại phu nhân này lại có thể hiểu được cây luyện đan. Ông ơi, tôi nhầm rồi, tôi đã hiểu được đan pháp vô thượng. Cửu truyền cửu đan chi chỉ tu giả pháp có thể lấy đan đạo thành tiên. Được rồi, biết rồi, hắn hiểu rằng có nguyên nhân thì có hậu quả. Ngày xưa tự mình thành lập cái này tiểu phá tông môn, bây giờ chính là cách âm tự mình đến. Ta liền tùy tiện vẽ một vết kiếm, ngươi liền hiểu được đan đạo vô thượng. Muốn một đan đạo thành tiên, đùa tôi à? Sau này tu luyện không được, đừng tìm tôi khóc. Công thức sửa đổi điện này đã hiểu được công pháp vô thượng. Chỉ thấy hắn nhắm mắt, đĩa chủ trên người có hấp thụ ánh sáng xuất hiện, bí ẩn như một bức tượng bí ẩn. Cho người phàm nhìn thấy tiên nhân còn không nhanh chóng quỳ lại sao? Lý Đại Hải, tôi thấy bạn bị ngứa da rồi. Cái này không hổ là tổ sư gia cho luyện đan pháp, chỉ là phải sinh ra cái này luyện đan lò liền như vậy huyền diệu. Vâng, tôi thích nghe những lời như đừng vậy. Đừng dừng lại. Ta Lý Đại Hải không còn là thiếu niên chỉ biết làm ruộng như trước nữa, nhưng ngươi lại nhanh chóng bắt đầu luyện đan đi. Con đang gửi cái gì vậy? Đại sư tỷ nhị sư huynh không phải là không biết luyện đan sao? Được rồi, giả vờ nửa ngày rồi còn không phải bộ quỷ này. Nhanh lên trồng trọt đi, bây giờ bạn mặc dù Lý Đại Hải không trở nên đẹp vẫn trai là tất như vậy. Nhưng nghiêm túc mà nói, nó giống như một người ngoài hành tinh, cho người ta một cảm giác sâu sắc khó lường. Tôi có đơn đặt hàng gà đầu tiên. Là đan dược có thể tăng tỷ lệ thành công của máy bay cũng đã được sản xuất. Các bước tinh chế, kỹ thuật, nhiệt độ, năm, kiểm soát chi tiết được truyền trực tiếp vào tâm trí tôi như một hồ sắc. Nhưng nó là cái gì? Chỉ là không biết lò này nên sống như thế nào. Vâng. Tổ sư gia, pháp tu luyện ta lĩnh ngộ hình như không hoàn chỉnh lắm. Biết cái hiểu chết tiệt của bạn không đầy đủ. Không phải cậu tự tạo ra nó. Cái gì chín chuyển kim đan biết không? Tôi không đặt cái tên đó. Tổ sư gia, ta cái này còn có thể khắc phục sao? Cửu truyền kim đan trực tiếp chỉ vào nội tu thần hồn, mở khóa các loại đơn phương từng bước với nguyên thần mạnh mẽ. Không mở khóa một loại đơn phương luyện một loại đan dược. Sức mạnh của bản thân mạnh hơn một điểm. Đến cuối cùng, có thể biến mọi thứ thành đơn. Luyện nhặt trăng sao làm đơn là được lò sửa đơn bên ngoài chính tiên đạo. Phải luyện một loại lửa làm sức lò đan, đang cho ăn các loại đan dược tinh chế. Đến cuối cùng, đan lò cũng là pháp khí chiến đấu của ngươi, không thể vô hạn. Tấn khả đốt sơn trúc hải luyện chết chân tiên, giữ chỗ bất bại. Hiện tại ngươi phải dựa vào bản lĩnh của mình đi tìm một loại hỏa diễm luyện hóa thành hỏa lực của lò luyện đan. Đương nhiên phải là thiên địa thần hỏa, ngọn lửa thông thường không được đâu. Làm thế nào mà câu nói đó lại được tạo ra? Bản thân muốn nói không phải là thiên hạ tiên duyên tất cả xem cá nhân tạo hóa sao? Không phải khuyết tật là một vẻ đẹp mơ hồ. Làm sao có thể biến thành một bộ như vậy? Suýt chút nữa mình cũng tin lời nói mà nhảm. Một bên nghe mấy người lại là một bộ đột nhiên ngộ ra dáng vẻ.
Tôi có thực sự bị bệnh gì không? Thì ra là vậy. Biển ơi, anh khốn khổ quá. Tinh hóa thần hóa. Bạn có biết lửa là gì không? Lời của Chân Hoàng biết không? 8 cấp độ là ước tính sẽ thiêu chết bạn ngay lập tức. Tôi nghĩ biển lớn, bạn vẫn tự trả tiền cho đan chiên. Giống như Tô Cảnh Du, hưu luyện 7 pháp đi. Tiên pháp không phải là tu luyện tốt như vậy. Lúc trước ta tu tiên pháp mà sư tôn tá cho ta, tôi suýt chết tại chỗ. Bây giờ nhớ lại đều còn một hồi sợ hãi. Đây lại có yêu cầu khắc nghiệt như vậy. Ta có thể luyện hóa thần hóa. Tại sao tôi? Tôi sẽ trồng trọt. Nhưng trước mặt ông nội, hắn lại không dám nói mình không được. Chỉ có thể là kiên trì nói tổ sư ra. Ta chọn ngày sẽ xuống núi luyện tập. Đi đến những nơi bí mật, xem có thể tìm được một luồng thiên địa thần hóa không. Câu nói này cũng là một mất rồi lại cầu giang thần giúp hắn. Có nghĩa là bạn nhìn vào thân hình nhỏ bé của tôi, có thể sống sót ra khỏi những nơi bí mật có thần hóa không? Ông có muốn giúp tôi không? Đại Dương, đừng nghĩ không được, tao sẽ đấm cho mày. Ngươi cùng ta tù pháp luyện khí sơ cấp. Không, để tôi làm. Ngươi đấm này sợ là muốn đánh chết hắn. Nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là tù tiên pháp. Tôi phải có bảo hiểm một chút. Có thể đảm bảo tu sáu của hắn phế đi, ngươi còn sống. Giáo phái này, bạn luôn bận rộn như vậy sao? Lý Đại Hải nhìn quyền của Lâm Thanh Viên, một cơn sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ thực bị thân hỏa thiếu chết cũng là có thể chấp nhận được. Bạn biết đấy, mỗi lần bị Lâm Thanh Diễm bỏ đi, cũng không có một lần không phải là 10 ngày nửa tháng. Lần trước chỉ vì Tiểu Nguyệt 3 ngày không nấu cơm mà tự đá vào đầu mình chảy máu. Có phải các bạn quên Tiểu Hồng rồi không? Tiểu Hồng là màu vàng thật. Tìm hắn muốn một tia thần hỏa không phải là được rồi đúng không? Làm sao tôi quên con chim đó rồi? Con chim thì sao? Tiểu Nguyệt, vừa rồi tôi không tìm thấy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đâu? Hắn làm tổ trên cây nhỏ trước nhà tổ sư ra rồi. Một ngày nào đó tôi nhất định phải thi anh ta. Tiểu Nguyệt, con chim đỏ nhỏ vô cùng đáng yêu đó có làm chuyện gì hại trời hại lý không? Tiểu Hồng hôi thối còn chưa có hai con bọ béo nhỏ mà tôi cho ăn nghe lời. Mấy ngày nay không chịu tôi đâu. Làm thế nào để rổ cũng không bị kéo dài. Điều quan trọng nhất là dám lấy lời của tôi để sống. Đã lấy trộm mấy cái rồi. Dám bắt nạt chúng tôi. Nghe này, hôm nay tôi không lấy trộm tổ chim của anh ta. Một âm thanh lại đột nhiên vang lên. Một con chim nhỏ toàn thân đỏ như máu rơi xuống trên vai Giang Thần. Một cái nhìn điếu khắc cắt ánh mắt nhìn Lý Đại Hải đừng la lên tiểu tử. Chúng tôi coi là Lily. Cô có tin không? Tôi nấu trong vài phút. Bạn không được, không được. Này này này, chú Tiểu Hồng, ngươi xem có thể ban thưởng cho một tia thần hỏa nhỏ không? Chỉ một chút thôi. Sau khi nhỏ chắc chắn sẽ lấy lò đơn của tôi để chào bạn cắt. Cuộc sống của những người bình thường ở làng trài, thực ra bạn có thể chịu đựng được. Đừng điên. Tôi vẫn chưa tính sổ với bạn về lần trước bạn đánh tôi. Tin hay không thì tôi bắt được anh rồi. Loại không nhổ lông. Người phàm của làng trài, nếu không phải vì tôi muốn bạn được yêu thương, tôi đã nhai bạn từ lâu rồi. Có loại ngươi từ trên người tổ sư ra xuống đây. Mày đến bắt tao đi. Con chim đỏ nhỏ đáng yêu này vốn là một con chân hoàng thượng cổ, nhưng bây giờ lại biến thành đồ chơi của người khác. Bạn lại là loại chim này. Tôi nhìn nhầm anh rồi, không có chúa sống cho bạn. Bạn là một con chim. Ngươi ngay cả bay cũng là mấy ngày nay mới học được. Mấy ngày trước bạn đi nhổ lợn cào trùng lợn, còn bị hai con heo con đánh một trận, chạy khắp sàn nhà. Tôi có cuộc sống, đó là tôi không muốn đối đầu với dã thú. Không, lần cuối cùng tôi nấu ăn, bạn ăn trộm và rơi vào nồi. Suýt nữa thì nấu hết rồi. Bạn thậm chí không thể chịu được nhiệt độ của ngọn lửa thông thường. Còn có hôm đó con bê nhà chúng tôi kêu một tiếng, làm bạn hoảng sợ không chọn đường đâm vào góc tường bất tỉnh. Mày là thằng hèn. Ngươi còn không đánh được con gà con ở cửa. Ngươi chính là chim trời. Nếu tôi không cứu cô hôm đó, ngươi đã bị hai con gà kia mổ chết từ lâu rồi. Bây giờ có lẽ tất cả đều còn sống. Doãn Tiểu Nguyệt chỉ vào Tiểu Hồng điều một cái lắc lư loạn tăng lên. Tất cả chỉ là lịch sử đen tối của con chim đỏ nhỏ. Lúc này mặt Tiểu Hồng đều đen rồi. Trên người hắn ngoại trừ màu vàng và màu đỏ máu, kỳ diệu xuất hiện màu thứ ba. Có thể thấy hắn tức giận thế nào. Chúng tôi đi nửa tháng, Tiểu Hồng liền như vậy chọc Tiểu Nguyệt như vậy, không thích nhìn thấy hắn sao? Tôi có cuộc sống, tôi điên thật. Ta là vua của loài chim, quái thú thấy ta đều phải lui về ba nhà. Điều này rất hợp lý, không hổ thẹn là chiến sủng của mình. Có chủ thì có sủng. Bản thân rất rác rưởi, chiến trùng cũng biến thành phế vật. Vốn là uy nghiêm có thể dễ dàng đánh chết chí tôn. Giờ ồn rồi, thậm chí không thể sử dụng cuộc sống của chính và mình. Và đã làm rất nhiều điều ngu ngốc. Tiểu Nguyệt thật giỏi. Lại mấy câu nói đem Tiểu Hồng khí bốc khói. Tổ sư gia hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con có thể cung cấp cho tôi lửa thần không? Tuy duyên đi, có thời gian nuôi dưỡng tình cảm tốt. Nếu không cho dù cho ngươi thần hỏa cũng là loại thần hỏa thiêu lên trên người ngươi. Đúng rồi, tổ sư gia cửu chuyển kim đan chỉ ra bên ngoài sửa đơn, cần thần hỏa để đúc hỏa linh. Điểm này tạm thời còn không thể đạt được. Như vậy nội tu thần hồn là như thế nào một cái tu pháp?
Hình như trên pháp tu luyện không có hướng dẫn. Có phải là giống như phương pháp luyện tập thông thường không? Làm sao tôi biết được? Bây giờ hãy đi trồng đất của bạn. Khi thời điểm đến, bạn sẽ tự nhiên nhận ra rằng đó là những gì bạn nghĩ. Việc trồng trọt của Nhiên vẫn phải tiếp tục. Nói thế nào cũng là chuyện mà tổ sư gia nói ngay từ đầu. Xem tất cả tu luyện sau khi qua lại đều có liên quan đến nông nghiệp. Chị ơi, đừng nhìn em như vậy. Tôi sợ, nếu không phải bạn trì hoãn tôi nửa tháng này, ta đoán chừng đã sớm hiểu ra tiên pháp rồi. Người trước tiên đi viết chữ nửa tháng, sau đó đi hiểu ra vết kiếm kia là tổ sư gia. Điều này còn có thể chiếu lại bao lâu nữa? Thấy cửa giữa từng cái một đều biến thái rồi. Ông nội này của tôi có vẻ hơi dư thừa không? Hơi chậm trễ. Bên này tôi cẩm ý đem đồ sắt lớn hulu hulu. Lần trước bánh sắt thành tích luyện khí 10 tầng, hắn càng cố gắng càng có động lực, không hề lòng lèo. Hẹ Linh Lung cũng ngồi xổm ở một bên chống khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, đối với phương pháp bánh sắt này là thật sự cảm thấy hứng thú. Mê mơn, để tôi đánh. Tôi sẽ làm một cái bánh. Giang Thần chỉ muốn vận động cơ thể một chút, không ngờ vừa mở miệng là muốn tạo ra bệnh trước. Tự ngạc nhiên, chẳng lẽ họ lại bị bệnh? Có vẻ là thật. Tìm Tiểu Nguyệt xem. Đứng xa ra. Tướng Thần đặt tinh thể màu xanh lá cây lên trên cọc sắt, múa tạ ấm áp là một cái búa rơi xuống. Thật tự nhiên và bình thường, đơn giản và thô bạo bắt đầu đập, không có kỹ năng gì cả, chỉ đơn giản là muốn hoạt động một chút. Nhưng cái bó này rơi xuống, bản thân Giang Thần cũng ngạc nhiên, lại nhìn thấy người lính tươi đó. Trong các mảnh vỡ có những tia sáng rực rỡ. Đây là trước đây tôi đánh sắt chưa từng xuất hiện. Đây là một trong những vật liệu hàng đầu. Giang Thần không đến lượt búa tạ đập cao xuống. Cái bó này cũng không có bất kỳ kỹ năng nào cả. Cách đánh sắt đơn giản và thô bạo này, Nhạc Linh Lung đã gặp qua ở một nơi dân gian làm cuốc và liềm. Nhưng chính là một cái búa như vậy, đại lộ xung quanh liên tục âm bốn phía. Trong mắt Xue và Yêu Linh Lung, toàn bộ ngôi sao dường như là nơi khởi nguồn của đại lộ, trở thành một đại dương của đạo. Bọn họ kinh ngạc mình lại có thể ở cảnh giới này kiến đạo dáng vẻ, thật đáng tiếc không thể lĩnh ngộ. Cảnh giới của chúng ta không hoàn toàn không thể chạm vào. Nếu đổi thành một vị trí tôn ở đây, vậy đây chính là cơ duyên vô thượng, có lẽ có thể thua lộ tiên môn. Giang Thần không thể nhìn thấy những thứ này. Hắn cầm lấy cái bó tạ và đập vỡ cái bùa thứ ba. Cái bó này rơi xuống, có tiếng hát vang lên. Như dực tôn trước tiên phát màu xám huyền diệu trên tống ngô không thể nhìn rõ. Bây giờ tất cả những người còn lại trong gia đình sao đều nghe thấy một cái. Muốn tìm kiếm nguồn gốc giọng nói của Song Ginh, Giang Thần lại cầm búa. Vẫn nghĩ, cái bó này rơi xuống. Ngôi sao tông nổ ra một trận chấn động ngàn dặm tiếng chuông. Giống như từ thời gian và không gian vĩnh cửu truyền đến tiếng kêu mạnh mẽ và nặng nề. Người dân thành phố nước nghe thấy, âm thanh của đất Kyasu đều nghe thấy, thậm chí có mấy ông lớn xung quanh thiên vua cũng nghe thấy. Chiếc bùa thứ năm đầy trời thần phận luôn xuất hiện, treo trên các vì sao. Vua bùa thứ sáu mở mắt, nhìn từ một nơi nào đó có nguồn gốc thời gian, trong đó vượt qua một dòng sông dài năm tháng. Bùa thứ bảy chư thiên cùng nhau run rẩy, vua chiến đấu, tinh hải qua vạn vật khô héo. Chiếc bùa thứ tám sụp đổ, thời gian lạnh lẽo, cây bùa thứ chín xoay vạn vật, mọi thứ bình tĩnh. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là làm vỡ lá phong bên trong. Bạn có thể nhìn thấy nguyên mẫu của nó không? Mọi người ổn chứ? Tôi chỉ đánh một cái sắt. Sao các bạn sợ như thấy vậy? Họ vẫn không phản ứng. Vì vậy, anh ta ném tòa tháp nhỏ màu xanh lá cây và tinh thể lên chiếc búa lớn và lặng lẽ rời đi. Nửa giờ sau, Tô Cầm Y mới có thể xoay lại. Bên cạnh Nguyệt Linh Lung thì đang trầm tư. Linh Lung, tổ sư gia chúng ta cái này đánh thể động tính có phải là hơi lớn không? Tôi dường như đã trải qua một nội kinh hoàng lớn. Không sao, bao nhiêu tiếng động cũng không sao. Nhiều nhất người khác có thể nghe thấy âm thanh. Nhiều nhất là nghe thấy tiếng chuông vừa rồi. Không nhìn thấy ý định. Trừ khi có phép thuật trong ngực hoặc dấu vết của các ngôi sao của chúng ta. Nếu không, không ai có thể nhìn thấy mọi thứ ở đây. Dù sao có một vị tiên ở chỗ này có thể tự nhiên hình thành một cái trường vực. Nghe có vẻ rất hợp lý. Nếu không lần trước tôi gây ồn ào như vậy sẽ không chỉ có bạn tìm đến cửa. Trong lĩnh vực của một vị tiên thậm chí có thể áp chế một sắc lệnh sửa đổi kim đan, biến nó thành người phàm. Trừ phi là truyền nhân của mình mới có thể không bị ảnh hưởng. Lần trước ăn trộm heo kim đan trang trí đã bị khóa rồi. Kim đan bị áp chế và trở thành người phàm. Ta còn tưởng là tổ sư gia ra tay. Hóa ra là một lĩnh vực được hình thành tự nhiên bởi tổ sư gia đã tạo ra sự đàn áp đối với nó. Vậy tại sao bạn không bị đàn áp? Nghiêm túc mà nói, ngươi không tính là truyền thuyết của người tổ sư gia. Ngươi đi đã sư thành nhạc thanh tiên. Chú ơi, chú có ngốc không? Tôi tu pháp tiên.